bí thư trùng sinh, Vương Tử Quân. Chương 1791, một bắt anh phải chờ. Tút tút tút, chuông điện thoại đột ngột vang lên, Triệu Hiểu Bạch nhanh chóng lấy điện thoại ra, nhưng cũng không phải là chiếc điện thoại trong tay hắn đổ chuông, mà là điện thoại của Vương Tử Quân. Vương Tử Quân lấy điện thoại ra nhìn thoáng qua màn hình, hai hàng chân mày chợt nhíu lại, người gọi điện thoại đến cũng không phải ai khá mà chính là Sầm Vật gương. Chào bí thư Sầm tôi là vương tử quân vương tử quân trần chờ dây lát rồi cung kính nghe máy sầm vật cương cười cười nói chủ tịch tử quân anh dùng cơm chưa bí thư sầm tôi vừa rồi gặp mặt bí thư thạch của tỉnh sơn nam anh có mời tôi đi dùng cơm miễn phí gặp mặt thạch kiên quân cũng không phải là chuyện gì cần che giấu thế nên vương tử quân cũng không giấu giếm mà cười ha hả nói ha 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 anh thạch là người tử lượng cao tử quân nếu uống rượu với anh ấy thì nên chú ý một chút. Sầm vật cương căn bản cũng biết khá rõ về thạch kiên quân, lão nghe xong lời nói của vương tử quân thì cười nói. Vương tử quân cười cười nói, bí thư ngài cứ yên tâm, tôi không chiến mà hàng là được. Hai người lại nói thêm vài câu, sầm vật cương trầm giọng nói, tử quân, tôi nghe một người bộ hạ cũ đang công tác ở Ủy ban Cải cách Trung ương có nói hình như cuối tuần này Tổng Giám đốc của Tập đoàn Thần Khí sẽ đến khảo sát tỉnh Tây Tường. Vương tử quân còn căn bản chưa biết được thông tin này, sau khi nghe sầm vật cương nói như vậy, hắn không khỏi có vài phần bội phục sự nhanh nhạy thông tin của sầm vật cương. Tổng giám đốc Bạch đi khảo sát tỉnh Tây Tường, ý nghĩa của nó làm cho người ta phải xem xét. Hơn nữa bây giờ không có ít tỉnh thành theo sát hạng mục lớn của tập đoàn thần khí. Xem ra động tác của phía Tây Tường là rất nhanh, vương tử quân trầm ngâm dây lát rồi cười nhạt nói. Sầm Vật Cương cười cười nói, "Đúng vậy, động tác của tỉnh Tây Tường là rất nhanh, đã kéo được người sang bên kia. Tỉnh Mật Đông và Tây Tường căn bản là ở bên cạnh nhau, phương diện khí hậu và địa vực cũng tương đồng, nếu như để cho người Tây Tường nắm được thế chủ động, như vậy ưu thế trước đó của chúng ta sẽ không còn." Một hạng mục đầu tư vài chục tỷ căn bản là rất lớn, có thể đề cao kinh tế của tỉnh nhà, đừng nói đến những phương diện gì khác. Sầm Vật Cương nói một câu cảm khái, sau đó lão nói tiếp, chủ tịch tử quân, thế nên yêu cầu anh cần nỗ lực nhiều hơn, tranh thủ kéo hạng mục về cho tỉnh Mật Đông. Tôi đã xem xét hành trình của anh, sáng mai anh sẽ lên máy bay, tôi thấy không bằng anh chỉ hoãn một chút, gặp mặt nói chuyện với tổng giám đốc của tập đoàn thần khí. Dù sao trước kia bọn họ cũng nhiều lần đến khảo sát ở Mật Đông, trụ sở của bọn họ vốn cũng đang định xây dựng ở Mật Đông sầm vật cương mặc dù nói ra lời đề nghị thế nhưng thực tế lại là sắp xếp công tác. Vương tử quân có chút trần chờ, sau đó hắn cười nói với sầm vật cương, bí thư sầm cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ dùng toàn lực với công tác mà ngài sắp xếp. Vương tử quân cúp máy mà nghĩ đến chuyện của tập đoàn thần khí, hắn biết rõ vị tổng giám đốc bạch kia cũng không phải là kẻ vừa, nhưng sầm vật cương đã nói ra như vậy, hắn không thể làm sầm vật cương mất mặt. Hiểu bạch, cậu liên lạc với tập đoàn thần khí, hỏi xem khi nào thì giám đốc bạch của bọn họ có thời gian, chúng ta sẽ đi gặp mặt giám đốc bạch. Triệu hiểu bạch biết rõ thái độ của vương tử quân trong sự kiện này, thế cho nên cũng không dám chậm trễ. Chỉ 5 phút sau thì hắn đã báo cáo, chủ tịch vương, người của tập đoàn thần khí nói hôm nay tổng giám đốc bạch của bọn họ không có thời gian, mời ngày sáng mai đến tổng bộ của bọn họ để gặp mặt. Vương tử quân khẽ gật đầu cũng không nói gì thêm vương tử quân đi đến thủ đô bình thường sẽ không ở lại trong khu thường trú tỉnh mật đông lần này hắn vẫn về nhà như khi trước vì vương tử quân về nhà nên mẹ triệu tuyết hoa cảm thấy rất vui sướng chỉ một lát sau đã làm cho vương tử quân một bàn cơm ngon nhưng khi vương tử quân dùng cơm thì mẹ lại có chút oán trách nói là hắn về mà không đưa tiểu bảo nhi về theo vương tử quân chỉ lắng nghe những lời oán trách của mẹ tiểu bảo nhi còn phải đi học mình không thể làm chậm chế việc học của nó được cũng may triệu tuyết hoa chỉ oán trách hai câu thì thay đổi chủ đề mẹ con dùng cơm nói chuyện hơn nửa giờ sau đó vương quang vinh mới đi về này ông bận rộn hôm nay về có hơi sớm đấy triệu tuyết hoa tuy nhắc đến vương quang vinh thế nhưng mở miệng lại giống như khác bực bội vậy sau đó chuẩn bị dọn thức ăn ra vương quang vinh khoát tay áo nói bà không cần dọn ra nữa tôi đã dùng cơm rồi Tử Quân, con ở lại được mấy ngày nữa. Vương Quang Vinh cầm ly trà lên uống một ngụm rồi khẽ hỏi: "Bố, chiều mai con sẽ về mật Đông." Vương Tử Quân châm thêm trà cho Vương Quang Vinh rồi khẽ nói. Vương Quang Vinh khẽ gật đầu. Khi vị trí biến hóa thì Vương Quang Vinh càng thêm trầm ổn. Điều này không khỏi làm cho Vương Tử Quân liên hệ hình tượng của Vương Quang Vinh lúc này với một người cha về hưu kiếp trước. Hắn phát hiện lại không có khác biệt quá lớn xem ra câu nói vị trí làm cho con người thay đổi cũng chỉ là có hạn. À, con nên quay về sớm một chút, trong tỉnh còn nhiều chuyện cần xử lý. Vương Quang Vinh nói đến đây thì hỏi thăm tình huống của Tiểu Bảo Nhi, nghe nói Tiểu Bảo Nhi bây giờ giống như học kém đi một chút thì cười nói, con đấy, không nên quá chặt chẽ với con cái như vậy, phương diện học tập của con cái chỉ là một phương diện, quan trọng nhất là phải rèn cho nó một tính cách tốt đẹp. Vương tử quân kiếp trước cũng là một người làm công tác giáo dục, hắn hiểu ý nghĩa lời nói của bố mình. Nhưng triệu tuyết hoa lại nói, bây giờ tiểu bảo nhi đang đi học, hai con cũng nên nắm chắc thành tích học tập của nó. Con thì mỗi ngày đều bận rộn, tiểu bắc, à, tiểu bắc cũng không phải quá phù hợp cho phương diện này, nếu không thì mẹ sang dạy kèm cho tiểu bảo nhi một chút. Vương tử quân nhìn bộ dạng động tâm của mẹ, hắn không khỏi khuyên nhủ tiểu bảo nhi học tập khá tốt, mẹ cũng đừng phải đến mật đông hơn nữa nó còn có một người bố là con không cần phải quá lo lắng vương tử quân mất không ít công sức mới khuyên được mẹ mình hắn không khỏi thở dài một hơi vương quang vinh mãi không lên tiếng đợi đến khi triệu tuyết hoa vứt bỏ đi ý nghĩ của mình thì mới nói với vương tử quân khắp nơi sắp bắt đầu cho nhiệm kỳ mới con cũng nên hiểu rõ các vấn đề trong sự kiện này vương tử quân khẽ gật đầu khi nhìn vẻ mặt của con trai thì vương quang vinh không khỏi cảm thấy mình nên nhắc nhở một chút thế là không khỏi lên tiếng lần này thay đổi trong nhiệm kỳ mới tuy không liên quan đến con thế nhưng nó cực kỳ quan trọng với công tác của con bí thư lâm cũng muốn nhìn con biểu hiện một chút trong nhiệm kỳ mới lần này bố nói cho con biết con có thể biểu hiện tốt trong nhiệm kỳ mới này hay không nó cực kỳ quan trọng vì sẽ liên quan đến tương lai phát triển của con sau này Chương 1791.2, bắt anh phải chờ. Vương Tử Quân nhìn vẻ mặt của bố mình, hắn sao không hiểu rõ ý nghĩa cho được. Hắn cười cười rồi lên tiếng, "Bố, điều này con nắm rất chắc." Lúc này Vương Quang Vinh mới khẽ gật đầu, người một nhà nói quá nhiều cũng không hay, thế là tranh thủ đi nghỉ ngơi. Vương Tử Quân nằm trên giường và suy xét về những lời nói của bố, có thể biểu hiện xuất sắc trong nhiệm kỳ mới này hay không? nó có liên quan đến phương diện nắm giữa đại cục của mình. Vương Tử Quân là chủ tịch tỉnh, tuy mình không cần khống chế đại cục của nhiệm kỳ mới, thế nhưng lại không thể không cho ra biểu hiện, nếu không sẽ bị người ta cho rằng thiếu năng lực, còn cần phải rèn luyện thêm. Vương Tử Quân mơ màng chìm vào giấc ngủ, sáng hôm sau hắn thức dậy giảm thấy tinh thần rất thoải mái. Sau khi dùng cơm sáng với mẹ, hắn tập hợp với nhóm người triệu hiểu bạch, cùng đi về phía tập đoàn thần khí. Vương Tử Quân đến tập đoàn thần khí vào lúc 7 giờ 30 khi Triệu Hiểu Bạch gọi điện thoại liên lạc, một người đàn ông mập mạp từ trên tòa nhà cao 30 tầng của tập đoàn thần khí đi xuống, ngay sau đó tiến lên nghênh đón Vương Tử Quân. Ha ha ha, chào Chủ tịch Vương, tôi là chủ nhiệm địch tương dung của văn phòng tập đoàn thần khí, chào mừng ngài đến với tập đoàn thần khí. Người đàn ông mập kia vươn hai tay ra nói chuyện làm cho người khác như tắm trong gió xuân. Triệu Hiểu Bạch đứng bên cạnh Vương Tử Quân không khỏi nhíu mày, tuy tập đoàn Thần Khí không có quan hệ lệ thuộc gì với tỉnh Mật Đông, thế nhưng Vương Tử Quân đến mà chỉ một vị chủ nhiệm văn phòng tập đoàn xuống nghênh đón, điều này căn bản là quá mức không lễ phép. Khi Triệu Hiểu Bạch đang cảm thấy không thoải mái, hắn chuẩn bị lên tiếng thì Vương Tử Quân đã vung tay ra nói, "Chào chủ nhiệm Địch. Chủ tịch Vương, mời ngài đi bên này." Địch Tương Dung cũng biết thân phận của mình không có dư âm chào hỏi Vương Tử Quân, thế nên khách khí mời Vương Tử Quân đi vào trong phòng khách. Tuy nhìn từ vẻ bề ngoài thì khu văn phòng của tập đoàn thần khí khá bình thường, thế nhưng bên trong lại cực kỳ khí thế, đại sảnh lấu một làm cho người ta sinh ra cảm giác cực kỳ tráng lệ. Sau khi Vương Tử Quân ngồi xuống phòng khách, Địch Tương Dung xoa xoay tay nói, Chủ tịch Vương, thật sự xin lỗi, Giám đốc Bạch chúng tôi đã chuẩn bị để gặp ngài thế nhưng lại có chuyện xảy ra, anh ấy căn bản không thể thoát thân được. Mong chủ tịch Vương chờ một chút, nửa giờ sau giám đốc Bạch đã có thể ra gặp ngài. Địch Tương Dung nói làm cho Triệu Hiểu Bạch có vài phần nổi giận, vừa rồi hắn gọi điện thoại thì những người này nói tổng giám đốc Bạch đang đợi, bây giờ lại yêu cầu mình chờ nửa giờ, như vậy là có ý gì? Vương Tử Quân cũng không nổi giận Hắn nhìn thoáng qua Triệu Hiểu Bạch rồi cười nói, "Chủ nhiệm Địch, tôi hiểu rõ giám đốc Bạch là người bận rộn, nửa giờ thì nửa giờ, chúng tôi sẽ chờ một chút." Địch Tương Dung căn bản đã chuẩn bị đón nhận cơn tức của Vương Tử Quân, thế nhưng khi thấy vị chủ tịch tỉnh trẻ tuổi kia vẫn mỉm cười, hắn căn bản sinh ra cảm giác không yên. Nửa giờ cũng không tính là quá lâu, nếu như lúc vui vẻ thì chỉ một thoáng là xong, nhưng đối với những người đang chờ đợi thì nửa giờ cũng đã khá lâu rồi. Triệu Hiểu Bạch nhìn Vương Tử Quân bình tĩnh khoan thai ngồi trên ghế mà không khỏi cảm thấy bội phục, hắn thầm suy đoán tâm tình của Vương Tử Quân, dù sao thì bây giờ không có mấy người để cho Chủ tịch Vương phải chờ như vậy. Chủ tịch Vương, nửa giờ đã qua, Giám đốc Bạch còn chưa đến, nếu không để tôi tìm người hỏi thăm xem thế nào. Triệu Hiểu Bạch do dự dây lát rồi khẽ hỏi Vương Tử Quân. Mặc dù đang chờ đợi nhưng Vương Tử Quân thầm nghĩ Bạch Hoa Niệp dùng chiêu này với mình, rõ ràng là có ý nghĩ phủ đầu. Hắn căn bản không quá quan tâm đến thủ đoạn nhỏ này của đối phương. Dù sao thì mình vừa giết chết khu biệt thự an dưỡng mà người ta vừa khổ sở có được, bây giờ lại kêu gọi người ta đầu tư vào mật đông, điều này thật sự có vài phần khinh người quá dáng. Người ta căn bản có oán khí muốn phát tiết, cũng không phải là chuyện gì lớn. Nếu so sánh như vậy thì vương tử quân càng nghĩ đến sầm vật gương, khi một vài tin tức truyền đến với hắn. Rõ ràng là thế cục ở Mật Đông sắp phát sinh một vài biến hóa. Nhiều người cùng nâng kiệu hoa, mặc dù tình hình của mình là không tồi, thế nhưng nếu so sánh tổng quát, căn bản không động nhân tâm bằng những người có được lợi ích thực tế. Dù sao nếu so sánh với tương lai thì càng nhiều người coi trọng hiện tại, dù sao cũng đã đến độ tuổi nhất định thì bọn họ cần tiến lên, sự việc liên quan đến tương lai vài chục năm sau là không liên quan đến bọn họ chính mình muốn đạt được mục đích gì trong nhiệm kỳ mới ở mật đông. Vương Tử Quân thầm nghĩ như vậy, ngón tay không khỏi gõ xuống mặt bàn. "Chủ tịch Vương, đã 35 phút rồi, để tôi đi ra ngoài xem thế nào." Triệu Hiểu Bạch nhìn chằm chằm vào kim đồng hồ, hắn thấy đã hơn 30 phút, thế là vội vàng dùng giọng đề nghị nói với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân gật đầu nói, "Vậy cậu ra ngoài xem thử tình hình thế nào." Không chờ Triệu Hiểu Bạch đi ra thì cửa phòng bị đẩy ra, nhưng người đi vào cũng không phải là Bạch Hoa Nghiệp, cũng không phải là vị chủ nhiệm văn phòng mập mạp kia, là một nữ nhân viên công tác mặc trang phục công sở nhìn rất xinh đẹp. Nếu như là bình thường thì Triệu Hiểu Bạch nhất định sẽ hoan nghênh nữ nhân viên này hơn vị chủ nhiệm mập mạp kia, tuy hắn đã kết hôn thế nhưng ai còn trẻ mà không muốn nói vài lời với những người phụ nữ xinh đẹp. Nhưng tình huống bây giờ căn bản là khác biệt hắn bây giờ muốn gặp vị chủ nhiệm béo kia hơn sau khi nữ nhân viên đi vào thì triệu hiểu bạch trầm giọng nói chủ nhiệm của các cô đâu chủ nhiệm của chúng tôi vừa có việc phải đi ra ngoài chào anh tôi đến hỏi xem các anh có cần châm thêm nước hay không nữ nhân viên nở nụ cười nghề nghiệp rồi khẽ nói với vương tử quân và triệu hiểu bạch triệu hiểu bạch lúc này nào có tâm tư xem nụ cười của nữ nhân viên này là xinh đẹp sáng lạn như thế nào hắn trầm giọng nói cô gọi điện thoại cho chủ nhiệm của mình chủ tịch vương của chúng tôi còn có nhiều công tác khác mong anh ấy liên lạc với giám đốc bạch vâng ngài cứ chờ một chút tôi sẽ đi liên lạc với chủ nhiệm nữ nhân viên mặc dù biết người đến là khách quý thế nhưng cũng không ngờ người đàn ông trẻ tuổi ngồi bên kia chính là một chủ tịch tỉnh dù là phó chủ tịch tỉnh cũng không phải là người mà bọn họ có thể bỏ qua thế nên nữ nhân viên nhanh chóng đi vào châm trà cho vương tử quân rồi rời khỏi phòng khách. Chẳng qua người phụ nữ kia đi thì nhanh nhưng quay lại thì khá chậm, hầu như 10 phút trôi qua rồi mà nữ nhân viên kia còn chưa đi đến. Chủ tịch vương, tôi thấy đối phương không có thành ý, không bằng chúng ta. Tuy đã qua thời đại năm xưa nhưng tư tưởng chủ nhục thần chết vẫn tồn tại trong lòng nhiều người. Triệu Hiểu Bạch là thư ký của Vương Tử Quân, khi thấy lãnh đạo của mình bị người ta bắt chờ ở chỗ này, hắn căn bản còn căm tức hơn cả chính bản thân bị bắt phải chờ đợi. Audio điện tử võ tấn bền chương 1792, một con heo không tranh giành, hai con heo tranh giành đấu đá. Vương tử quân khoát tay áo, với địa vị của hắn hiện tại, Bạch Hoa Niệp tuy có thể gạt được một lúc, thế nhưng không thể không dám quan tâm, tin chắc không bao lâu nữa Bạch Hoa Niệp sẽ xuất hiện mà thôi hắn nhìn về phía triệu hiểu bạch rồi nói, hiểu bạch, nếu cậu có thời gian thì lấy vài văn kiện ra xem, đồng thời cũng nên sắp xếp lại những gì tôi cần phải lên tiếng ở hội nghị cuối tuần này. Tuy vương tử quân nói rất bình thản nhưng triệu hiểu bạch phải ngồi xuống và không dám tiếp tục lên tiếng. Chủ tịch vương nói hắn soạn bản thảo, nhưng lúc này hắn nào có tâm tình như vậy. Trong đầu hắn chỉ nghĩ nên xử lý sự kiện bây giờ như thế nào, nếu như bạch hoa niệp mãi không đến, như vậy mình nên làm gì? Ha ha ha, Chủ tịch Vương, thật sự xin lỗi, vừa rồi tôi bàn bạc với người của tỉnh Tây Tường quá chăm chú, thế nên quên đi thời gian ước định với ngài, kính mong Chủ tịch Vương tha thứ cho. Bạch Hoa Niệp được một đám người vây quanh đi đến, vừa vào cửa thì đắc cười chào hỏi Vương Tử Quân. Vương Tử Quân nhìn thoáng qua Bạch Hoa Niệp, sau đó chuyển ánh mắt lên người vị chủ tịch tỉnh Tây Tường ở bên cạnh. Hắn cười cười nói với Bạch Hoa Niệp: gặp chi kỷ có thể quên đi thời gian, đây là một chuyện mà mọi người đều hướng tới, thế nên không có gì là tha thứ hay không cả. Vương Tử Quân nói rồi vươn tay về phía vị chủ tịch tỉnh Tây Tường, chào anh, ngày hôm qua còn nói muốn ngồi với anh một chút, cũng không ngờ mới chớp mắt đã không thấy đâu, lần sau nếu có cơ hội thì nhất định phải tâm sự một phen. Chủ tịch tỉnh Tây Tường căn bản cũng cười rũi tay ra với bàn tay của Vương Tử Quân, Chủ tịch Tử Quân, lần này cũng là trách tôi, nếu như tôi không phải bàn luận với Tổng Giám Đốc Bạch quá lâu, như vậy Tổng Giám Đốc Bạch cũng không chế hẹn với anh. Để bày tỏ lòng ái náy của tôi, lần sau gặp mặt thì tôi sẽ mời khách. Vương Tử Quân nói đùa hai câu với vị chủ tịch tỉnh Tây Tường, sau đó vị chủ tịch này nói với Bạch Hoa Niệp, Tổng Giám Đốc Bạch, chỗ này của ngài có khách quý, tôi cũng không làm chậm trễ thời gian của ngài, tuần sau chúng tôi chờ ngài đại giá Quang Lâm. Bạch Hoa Niệp khách khí đưa nhóm người đến từ tỉnh Tây Tường ra khỏi phòng họp, khi tiếng bước chân dần đi xa thì hắn mới quay vào trong phòng. Hai người Bạch Hoa Niệp và Vương Tử Quân ngồi xuống theo đúng vị trí chủ khách, sau đó Bạch Hoa Niệp dùng giọng cảm khái nói, Chủ tịch Vương, người của tỉnh Tây Tường căn bản là quá khách khí, tôi đã hẹn với bí thư chung của bọn họ là cuối tuần này đến Tây Tường một chuyến, cũng không ngờ bọn họ đến tận đây cho ra lời mời. Tuy Bạch Hoa Niệp nói có mang theo vài phần oán trách nhưng vương tử quân nào không nghe được những ý nghĩa khoe khoang ở bên trong. Hắn cười cười nói, điều này nói rõ chủ tịch tỉnh Tây Tường và tôi đều có 10 phần thành ý. Bạch Hoa Niệp cười ha hả, sau khi nói đông nói Tây vài câu, lúc này hắn mới nói, chủ tịch Vương, tôi căn bản đồng ý với điều kiện ở Mật Đông, thế nhưng trong số các đồng chí của chúng tôi cũng có nhiều người thấy điều kiện ở Tây Tường là không tồi, điều này làm cho tôi cảm thấy khó khăn. Vương Tử Quân không lên tiếng, hắn biết rõ đây là Bạch Hoa Niệp cố ý ra vẻ, nếu như đối phương đã tình nguyện muốn biểu hiện, như vậy cứ để cho đối phương biểu hiện xong cái đã. Bạch Hoa Niệp nhìn bộ dạng bất động không lên tiếng của Vương Tử Quân mà không khỏi sinh ra cảm giác có vài phần ngăn trở. Hắn muốn thông qua thủ đoạn bắt phải chờ đợi để trêu chọc Vương Tử Quân, chuyện còn lại thì hắn sẽ nắm thế chủ động. Bạch Hoa Niệp đưa đám người tỉnh Tây tường đến gặp Vương Tử Quân càng là một sách lược lớn vì một con heo ăn cám sẽ không có vấn đề, hai con heo cùng ăn phải tranh giành lẫn nhau. Hắn cảm thấy khi vương tử quân nhận ra được sự uy hiếp đến từ phía mình, người này sẽ nhượng bộ. Nhưng những biểu hiện của vương tử quân vào lúc này căn bản làm cho bạch hoa niệp cảm thấy thoát ly khỏi bàn tay của mình. Hắn trầm ngâm dây lát rồi cười nói, chủ tịch vương, cán bộ công nhân viên của chúng tôi quanh năm công tác vất vả, có nhiều đồng chí cũng vì vậy mà bị thương tổn và bệnh tật tôi là lãnh đạo tập đoàn thần khí tôi cũng cảm thấy có cảm nhận khó khăn khi mà có nhiều đồng chí trả giá rất nhiều vì sự phát triển của xí nghiệp bạch hoa niệp giống như động vào cảm tình hắn vỗ đùi của mình rồi nói mỗi lần tôi nhìn thấy những đồng chí bị thương bệnh tôi căn bản không nhịn được sự thương cảm nhưng đối diện với các đồng chí này tôi lại không thể nào lấy thân thể của mình ra thay mặt được điều tôi có thể làm được chính là cung cấp cho bọn họ một điều kiện non xanh nước biếc để cho bọn họ có hoàn cảnh tốt nhanh chóng bình phục. Vương tử quân lẳng lặng nở nụ cười, hắn biết rõ Bạch Hoa Niệp đã chủ động kéo câu chuyện đến khu biệt thự an dưỡng. Tuy hắn thật sự cảm thấy những lời nói của Bạch Hoa Niệp rất cảm động, thế nhưng hắn tuyệt đối không đồng ý một cách vô điều kiện. Giám đốc Bạch căn bản quan tâm đến nhân viên công tác của mình, làm cho người ta thật sự cảm động. Vương tử quân nâng ly trà lên nhấp một ngụm, sau đó hắn cười nói binh pháp đều nói muốn chiến thắng kẻ địch thì phải nhìn vào thiên thời địa lợi nhân hòa mà chủ yếu nhất chính là nhân hòa các loại sách cổ cũng có nói cần phải chiến thắng dục vọng xí nghiệp và quân đội tuy có nhiều sự khác biệt thế nhưng tôi lại cảm thấy khá giống nhau chỉ khi nào mà cao thấp đồng lòng thì mới có thể sáng tạo ra một thời đại huy hoàng tập đoàn thần khí phát triển đến ngày hôm nay Tôi cảm thấy nó không thể không liên quan trực tiếp đến tinh thần và ý chí của Tổng giám đốc Bạch. Vương Tử Quân nói làm cho Bạch Hoa Niệp cảm thấy rất thoải mái, tuy hắn biết rõ Vương Tử Quân cũng không nói đến những vấn đề cần thiết, thế nhưng nụ cười trên mặt càng vui vẻ hơn. Hắn tự mình châm trà cho Vương Tử Quân, lúc này mới nói, "Chủ tịch Vương ngài nói đến tận đáy lòng tôi, hôm nay chúng ta nhất định phải uống vài ly mới được." Vương Tử Quân cười cười nói, tôi cảm thấy mình và Tổng Giám Đốc Bạch là người chi kỷ, Tổng Giám Đốc Bạch là người toàn tâm toàn ý lo nghĩ cho lợi ích của nhân viên công tác, còn chúng tôi là đơn vị nhà nước, chúng tôi cần phải quan tâm đến phương diện an cư lạc nghiệp của nhân dân. Có những việc mà tôi căn bản không dám xem thường. Mọi người trong phòng đều nghe được lời nói của Vương Tử Quân vào lúc này, thế cho nên đa số ánh mắt đều tập trung lên người của Bạch Hoa Niệp. Lúc này Bạch Hoa Niệp cũng không ngờ Vương Tử Quân lại cứng rắn như vậy, thế là càng thêm nổi nóng. Chủ tịch Vương, nói cho cùng thì tôi chọn Mật Đông làm nơi dừng chân căn bản làm cho vài người hoài nghi, bây giờ được gặp Chủ tịch Vương, mọi người chắc không cần hoài nghi nữa chứ. Có sự giúp đỡ của Chủ tịch Vương, tôi tin chắc nghiệp vụ của tập đoàn thần khí nhất định sẽ ngày càng phát triển mạnh mẽ. Tiếng cười liên tục vang lên trong phòng họp, bầu không khí rất hài hòa. Thế nhưng Triệu Hiểu Bạch là người đứng bên cạnh, hắn biết rõ bầu không khí hài hòa náo nhiệt này chứa đầy mâu thuẫn. Chúng tôi căn bản cực kỳ hoan nghênh những xí nghiệp có thành ý đến đầu tư ở Mật Đông. Vương tử quân nâng ly lên uống một ngụm rồi dùng giọng ôn hòa nói. Hai bên nói chuyện với nhau hơn 15 phút, bầu không khí cực kỳ hữu hảo. Khi Vương tử quân và Bạch Hoa Niệp sóng vai ra khỏi phòng họp, Bạch Hoa Niệp chợt nói, Chủ tịch Vương, con người của tôi rất lười, thế nhưng chỉ cần bước đúng chỗ thì căn bản không bao giờ dịch chuyển. Giám đốc Bạch có thói quen rất tốt, Vương Tử Quân nhìn Bạch Hoa Niệp rồi khẽ cười nói. Bạch Hoa Niệp cười cười rồi hạ thấp âm thanh nói, Chủ tịch Vương, chúng tôi đã điều tra về con sông kia, đã 20 năm rồi căn bản chưa từng có công trình chống lũ nào ở đây được sử dụng, thế nên kính mong Chủ tịch Vương mở một mặt lưới, còn những chuyện khác thì cực kỳ dễ nói. Trường 1793, một căng nhưng không tranh. Bày nhưng không đảng. Tổng giám đốc Bạch, nếu ngài đã hào sảng như vậy, tôi cũng nói lời thật lòng. Có một số việc chỉ sợ việc không may xảy ra bất ngờ. Nếu như có nguy hiểm thì trả giá là rất lớn. Tất nhiên để tỏ lòng thành ý của Mật Đông, chúng tôi sẽ cho ra 10 vị trí tốt nhất để cho quý công ty lựa chọn. Vương Tử Quân nói đến đây thì dùng giọng kiên định tiếp tục lên tiếng, chúng tôi sẽ cố gắng cho ra những ưu đãi lớn nhất trong phạm vi chính sách cho phép với quý công ty nụ cười trên mặt bạch hoa niệp chậm rãi biến mất, ánh mắt hắn nhìn về phía vương tử quân có thêm vài phần đạm bạc, cảm ơn chủ tịch vương đã bớt chút thời gian công việc đến gặp tôi, ngài là người quyết định chính sách ưu đãi ở mật đông, thế nhưng chúng tôi xây dựng khu vực sản xuất ở nơi nào, trong điều kiện ngang nhau thì do ban giám đốc của chúng tôi cho ra quyết định. Điều này tôi biết rõ, nhưng cũng nói với giám đốc bạch để biết rõ thành ý lớn nhất của chúng tôi. Vương tử quân đưa mắt nhìn Bạch Hoa Niệp và vẫn nở nụ cười dùng giọng bình tĩnh nói. Nếu đã như vậy thì tôi chỉ có thể tỏ ra chút tiếc nuối. Chủ tịch Vương, đúng rồi, mong anh chuyển lời của tôi đến bí thư sầm. Những ngày nay tôi rất bận rộn, căn bản là chỉ có thể xin lỗi với lời mời của anh ấy. Bạch Hoa Niệp dùng giọng cực kỳ bình thản giống như đang nói về một việc gì đó không mấy quan tâm, nhưng lại là một câu nói êm tai mang đến uy hiếp cho Vương tử quân. Vương Tử Quân lập tức cười nói, tôi sẽ chuyển cáo lời nói của giám đốc Bạch với bí thư Sầm, thế nhưng kính mong tổng giám đốc Bạch lo lắng nhiều hơn cho tỉnh Mật Đông. Tôi tin tưởng dù xuất phát từ phương diện nào, tỉnh Mật Đông cũng luôn là địa phương thích hợp nhất đối với xí nghiệp của ngài. Ha ha, cảm ơn chủ tịch Vương, nhưng ban giám đốc của chúng tôi đã cho ra định luật, đó là khu sản xuất phải cùng một chỗ với khu vực an dưỡng. Bạch Hoa Niệp nói đến đây thì thản nhiên nói tiếp, chủ tịch Vương nếu như ngài có ý gì khác thì cứ gọi điện thoại cho tôi. Ý gì khác? Vương Tử Quân nhìn bộ dạng trịnh trọng của Bạch Hoa Niệp, hắn tất nhiên nghe và hiểu rõ ràng. Hắn nở nụ cười thận trọng rồi bắt tay cáo biệt với Sầm Vật Cương. Hừ, đúng là không biết xấu hổ, anh dùng sức ép tôi, sớm muộn gì cũng có ngày phải cầu cạnh tôi. Bạch Hoa Niệp nhìn Vương Tử Quân bình tĩnh rời đi mà không khỏi cảm thấy rất tức tối vị chủ nhiệm văn phòng nhìn thấy gương mặt bạch hoa niệp trở nên đen nhẻm, hắn không dám thở mạnh một cái. Chủ tịch Trần Vũ Tường hội kiến đoàn đại biểu của tập đoàn thần khí do Tổng Giám Đốc Bạch Hoa Niệp đi đầu, hai bên tiến hành hội đàm. Chủ tịch Trần Vũ Tường nói rằng với lực ảnh hưởng của tập đoàn thần khí ở vùng châu Á và thậm chí cả toàn cầu, khi tập đoàn thần khí đầu tư vào tỉnh Trịnh Thanh Tuyền sẽ đưa đến hiệu ứng làm mẫu, như vậy kinh tế tỉnh Tây Tường sẽ nhanh chóng tiến lên bậc thang mới. Tổng giám đốc Bạch Hoa Niệp cảm thấy rất hài lòng với sự tiếp đón nhiệt tình chu đáo. Vương Tử Quân ngồi trong phòng làm việc xem xét thông tin từ trên máy tính. Bây giờ cũng không phải là thời điểm phát thời sự, sở dĩ có thể thấy được những thông tin này chủ yếu là vì có Internet. Vương Tử Quân thuận tay tắt trang web kia đi, hắn nở nụ cười nhàn nhạt. Bạch Hoa Niệp đi đến tỉnh Tây Tường hoàn toàn nằm trong dự liệu của hắn. Bạch Hoa Niệp không phải muốn dùng trò này để gây áp lực cho tỉnh Mật Đông sao? Tuy một khu vực sản xuất của một tập đoàn lớn là rất quan trọng, thế nhưng cũng không thể mang tính nguyên tắc ra trao đổi được. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa khẽ vang lên, Vương Tử Quân khẽ xoa mặt, cố gắng làm cho chính mình có bộ dạng cực kỳ tinh thần. Chủ tịch Vương, trưởng phòng Vương đã đến. Triệu Hiểu Bạch khẽ đi vào trong phòng làm việc của Vương Tử Quân, hắn dùng giọng chú ý báo cáo với Vương Tử Quân. Triệu Hiểu Bạch nói đến trưởng phòng Uông, tất nhiên sẽ là trưởng phòng tổ chức Uông Thanh Minh. Vương Tử Quân gật đầu nói, mời trưởng phòng Uông vào. Lần này Uông Thanh Minh đi đến chủ yếu là vì Vương Tử Quân chủ động gọi điện thoại cho ra lời mời. Lúc này nhiệm kỳ mới sắp đến, vài vị phó thư ký trưởng trẻ tuổi bên phía Ủy ban Nhân dân tỉnh đã dục dịch. Trong khoảng thời gian công tác ở Mật Đông thì Vương Tử Quân đã có bình phán của mình với năng lực của vài vị phó thư ký trưởng văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, thế cho nên cũng đồng ý cho những vị cán bộ này đi rèn luyện một phen. Chủ tịch Vương, khi thấy Vương Tử Quân ra tận cửa đón mình, Uông Thanh Minh cảm thấy được sủng ái mà kinh hoàng. Hắn cố gắng nở nụ cười khoa trương, sau đó tiến lên duỗi hai tay chào đón Vương Tử Quân. Vương Tử Quân bắt tay thật chặt với Uông Thanh Minh lúc này mới nói trưởng phòng thanh minh vì có chuyện cần trưng cầu ý kiến của anh thế cho nên làm phiền anh đến một chuyến tôi không làm chậm trễ công tác của anh đấy chứ uông thanh minh vội vàng cười nói tôi bất cứ lúc nào cũng nghe theo lời chỉ bảo của lãnh đạo đó là công tác của tôi hai người nói rồi cùng nhau ngồi xuống ghế salon vương tử quân tuy biểu hiện vô cùng khách khí nhưng lúc này uông thanh minh không thể nào thoải mái được hắn ngồi xuống đối diện với vương tử quân nhìn gương mặt trẻ tuổi của vị lãnh đạo trước mặt cơ thể căng cứng như một dây cung vương tử quân tìm mình vì cái gì uông thanh minh căn bản có thể đoán được điều này tuy chuyện này hắn không làm chủ được thế nhưng cửa ải này nhất định phải đi mình căn bản là càng chạy càng xa vị lãnh đạo này nhưng uông thanh minh hắn còn có lựa chọn nào khác được nữa sao mời trưởng phòng thanh minh nếm thử trà của tôi tuy không tính là đỉnh cấp thế nhưng hương vị cũng không tệ khi triệu hiểu bạch rót trà vương tử quân nở nụ cười mời uông thanh minh uông thanh minh nâng ly trà lên uống một ngụm hắn chợt cười nói trà của chủ tịch căn bản là hương vị nồng đậm là trà ngon hiếm có vương tử quân cười cười hắn nói chuyện vài câu với uông thanh minh sau đó đi thẳng vào vấn đề nhiệm kỳ mới lần này căn bản là chuyện đại sự trong sinh hoạt chính trị của tỉnh mật đông anh là người nắm giữ đại cục công tác trong tỉnh Trưởng phòng Uông, trọng trách trên vai của anh là rất nặng. Mong chủ tịch Vương yên tâm, phòng tổ chức chúng tôi nhất định sẽ ra sức lớn nhất để làm tốt công tác chứng thực ở nhiệm kỳ mới lần này. Vương Tử Quân gật đầu nói, bí thư Sầm và tôi căn bản là rất tin tưởng năng lực của trưởng phòng Uông. Tôi hy vọng trưởng phòng Uông có thể công bình công chính trong nhiệm kỳ mới lần này, sẽ đẩy những cán bộ có khả năng lên những vị trí thích hợp, hình thành cơ chế đối với cán bộ trong tỉnh như vậy mới có thể đề cáo tính tích cực công tác của các cán bộ đảng viên được. Khi thấy Vương Tử Quân nói đến nhiệm kỳ mới thì Uông Thanh Minh tỏ ra cực kỳ cẩn thận, hắn không dám phản bác lời nói của Vương Tử Quân, vì vậy mà nhanh chóng đồng ý, phòng tổ chức chúng tôi sẽ cố gắng kiên trì nguyên tắc công bình công chính ở sự kiện nhiệm kỳ mới lần này. Những cán bộ có năng lực và cần cù công tác nhất định sẽ đi về phía vị trí phù hợp hơn, sẽ cố gắng sử dụng nhân tài. Vương Tử Quân cười cười, Hắn nhấp một ngụm trà, sau đó bắt đầu hàn huyên với Uông Thanh Minh. Trong thời gian nửa giờ nói chuyện, Vương Tử Quân căn bản đã nói ra vài vị phó thư ký trưởng có khả năng trong Ủy ban Nhân dân tỉnh. Uông Thanh Minh lẳng lặng lắng nghe lời nói của Vương Tử Quân, hắn cũng nói không ít lời khen ngợi đối với những người mà Vương Tử Quân tán thưởng, bầu không khí trong phòng càng thêm hài hòa. "Được rồi, trưởng phòng Uông, tôi cũng không làm chậm trễ thời gian của anh." sau này có thời gian thì chúng ta sẽ xâm nhập trao đổi sâu hơn. Vương tử quân nhìn đồng hồ, hắn bắt tay với Uông Thanh Minh, sau đó mỉm cười nói với Uông Thanh Minh. chương 1793, hai căng nhưng không tranh, bầy nhưng không đảng. Uông Thanh Minh bắt tay cáo từ Vương tử quân, sau khi tiến Uông Thanh Minh ra đến cửa thì Vương tử quân cau mày lại. Tuy Uông Thanh Minh nói lời đồng ý, thế nhưng hắn biết rõ đối phương đồng ý như vậy chỉ là nói nhảm, cũng không có ý nghĩa thực tế. Cuối cùng là như thế nào thì còn cần phải xem phòng tổ chức bên kia cung cấp phương án ra sao. Rõ ràng là thiếu quyền lên tiếng ở phương diện nhân sự thật sự làm cho người ta cảm thấy khó chịu. Sầm Vật Cương trầm mặt nhìn vào máy tính, bên trong đang phát tin tức chủ tịch Trần Vũ Tường của tỉnh Tây tường tiếp đón đoàn người Bạch Hoa Niệp của tập đoàn Thần Khí. Lão nhìn Trần Vũ Tường vui vẻ bắt tay với Bạch Hoa Niệp, thế là không khỏi vỗ tay thật mạnh lên bàn lôi hợp tuấn có đến không sầm vật cương nhìn viên thư ký đang đứng bên cạnh giúp mình điều khiển máy tính rồi giận dữ nói thư ký biết rõ lãnh đạo nổi giận cũng không phải vì kỹ năng sử dụng máy tính của mình quá kém sau khi nghe sầm vật cương hỏi như vậy thì hắn dùng giọng chú ý nói bí thư sầm vừa rồi tôi đã liên hệ với bí thư lôi anh ấy đang trên đường cao tốc hừ làm việc chậm chạp không làm được thì thay người sầm vật cương đứng lên khỏi ghế lão hung hăng nói, một hạng mục đầu tư tốt đẹp lại bị người tỉnh Tây Tường lấy đi, đây không phải là đun nước sôi thì vịt bay mất sao. Có một vài người không biết đang suy nghĩ cái gì, tính toán chi ly đối với những chuyện nhỏ nhặt, biểu hiện thì đường hoàng nhưng rõ ràng là không có gan đảm đương. Sầm vật cương thiếu chút nữa thì mắng cha mắng mẹ. Thư ký là người đi theo sầm vật cương từ khá lâu, tất nhiên biết rõ bí thư sầm đang mắng ai, thế nhưng đó là chuyện giữa các vị lãnh đạo, Hắn không dám chen vào. Vì vậy hắn chỉ có thể thành thật đứng trên vị trí của mình, căn bản nghe lãnh đạo nổi giận lên tiếng mà thôi. Cốc cốc cốc, đúng lúc này tiếng gõ cửa vang lên, thư ký đi ra mở cửa thì thấy trưởng phòng tổ chức Uông Thanh Minh đi đến. Viên thư ký tất nhiên không dám không cung kính với Uông Thanh Minh, tuy hắn chủ yếu nghe theo lệnh của Sầm Vật gương. Thế nhưng hắn cảm thấy người là trưởng phòng tổ chức nắm vận mệnh của quan viên trong tỉnh như Uông Thanh Minh căn bản không có gì là không cần nịnh bợ. Chào trưởng phòng Uông, viên thư ký lên tiếng đổi lấy nụ cười thân thiện của Uông Thanh Minh. Thế nhưng tinh lực của Uông Thanh Minh chủ yếu đặt lên người của sầm vật cương, bây giờ thấy vẻ mặt của sầm vật cương không tốt thì chờ cảm thấy mình đến không đúng lúc. Nhưng dù thế nào thì Uông Thanh Minh hắn cũng đã đi đến, thế nên bây giờ lui ra ngoài căn bản đã quá chậm uông thanh minh cười cười với sầm vật cương rồi nói bí thư sầm tôi có chuyện cần báo cáo với anh sầm vật cương gật đầu nói trưởng phòng thanh minh anh đến chỗ tôi cũng không cần khách khí như vậy anh ngồi đi sầm vật cương và uông thanh minh cùng ngồi xuống ghế salon sau khi thư ký châm nước trả đi ra ngoài thì uông thanh minh khẽ nói bí thư sầm vừa rồi tôi mới từ bên phía chủ tịch vương quay về chủ tịch vương rất quan tâm đến công tác trong nhiệm kỳ mới lần này À, Chủ tịch Vương là phó bí thư tỉnh ủy, anh ấy quan tâm cũng là đương nhiên. Sầm vật cương lúc này đã áp chế cơn giận của mình, thế nên giọng điệu tỏ ra không nóng không vội. Uông Thanh Minh là người thông minh, hắn biết rõ sầm vật cương không phải là người thường, dù có ý kiến không đồng nhất với Vương Tử Quân, thậm chí có một số việc là bất đồng làm cho mối quan hệ hai bên như Dương Cung Bạt Kiếm, thế nhưng vẻ bề ngoài thì vẫn cố gắng giữ gìn đại cục điều này không khỏi làm cho Uông Thanh Minh cực kỳ bội phục. Hắn thầm nghĩ sầm vật cương chính là sầm vật cương, chỉ cần nhìn vào tư tưởng lấy đại cục làm trọng này, nhìn vào ý chí tha thứ cho người khác cũng đủ với danh xưng đại tướng một phương. Uông Thanh Minh nghĩ đến đây mà không khỏi cười cười. Sau đó báo cáo lại nội dung trò chuyện giữa mình và Vương Tử Quân cho Sầm Vật Cương. Sầm Vật Cương chỉ lẳng lặng lắng nghe mà không tỏ thái độ. Lúc này Uông Thanh Minh ngồi đối diện tỏ ra cực kỳ thành thật, giống như đang chờ đợi chỉ thị của sầm vật cương. Anh cảm thấy ý kiến của chủ tịch vương là thế nào? Khi Uông Thanh Minh đang chờ sầm vật cương cho ra chỉ thị, lúc này sầm vật cương chợt trầm giọng nói. Uông Thanh Minh căn bản đã chuẩn bị kỹ càng với câu hỏi của sầm vật cương, hắn cười nói, bí thư sầm, bây giờ nhiệm kỳ mới cần phải thống nhất nghe theo lời chỉ huy của tổ chức. Sầm vật cương nở nụ cười hài lòng, Uông Thanh Minh nói đến hai chữ tổ chức khá nặng nề, ý nghĩa của nó là quá rõ ràng đó chính là sầm vật cương sầm vật cương nâng ly trà lên uống một ngụm rồi nói trưởng phòng thanh minh anh biết vì sao chủ tịch vương lại gọi anh đến không bí thư mong ngài chỉ điểm một chút tôi căn bản là nghĩ mãi không thông uông thanh minh tuy đã có đáp án của mình thế nhưng vẫn không chịu phá hư hào hứng của sầm vật cương sầm vật cương giống như hồn nhiên không biết những lời nịnh nọt này của uông thanh minh Lão Vỗ đùi nói, đây chính là mượn miệng anh để truyền đạt lại cho tôi. Uông Thanh Minh gật đầu nói, bí thư ngài nói như vậy thì tôi mới hiểu ra vấn đề. Thanh Minh, ở phương diện công tác cán bộ cần phải chú ý cao độ, dùng đúng cán bộ thì sẽ có thể thúc đẩy phát triển, thế nhưng nếu như dùng sai, căn bản là một tuần hoàn ác tính, sẽ làm ra những ảnh hưởng mặt trái. Vì vậy ở phương diện dùng người thì tổ chức các anh cần phải quan tâm cho sâu sát. Tuyệt đối không để xuất hiện bất kỳ vấn đề gì. Tuy Sầm Vật Cương nói có vài phần khách sáo nhưng Uông Thanh Minh vẫn hiểu ý nghĩa của nó. Hắn do dự một chút, sau đó dùng giọng muốn nói lại thôi lên tiếng, "Bí thư Sầm, nếu như quá mức huyên náo, như vậy có phải là Có một số việc mà anh không cần suy xét." Sầm Vật Cương khoát tay chặn lời Uông Thanh Minh rồi dùng giọng chân thật đáng tin nói. Uông Thanh Minh quen thuộc tính cách của Sầm Vật Cương, Hắn biết rõ Sầm Vật Cương đã nói đến mức độ như vậy thì chính mình không nên tiếp tục mở miệng. Nhưng hắn biết rõ quyết định này của Sầm Vật Cương sẽ mang đến những ảnh hưởng gì trong công tác của mình sau này. Trong quan trường có câu một thời đại mới có một triều thần mới, vì vậy anh không thể đi quá gần bên cạnh lãnh đạo, cũng không nên đi quá xa. Quá thân cận chỉ sợ đứng sai đội ngũ, nếu có chuyện gì xảy ra, đại nạn sẽ ập lên đầu, nhưng nếu anh rời đi quá xa những lợi ích lớn nhất sẽ không dành cho anh, chuyện xấu thì không thiếu phần anh, trái thì không phải mà phải lại càng không phải. Hơn nữa nếu anh giữ đạo trung dung, không tranh chấp, không bày đảng, nhìn thì giữ mình trong sạch thế nhưng lại làm cho người ta cảm thấy không thoải mái, sẽ bị cho ra rìa. Nếu như chủ tịch Vương bên kia phát sinh nghi vấn với phương án của mình, khi đó mình sẽ rơi vào hoàn cảnh khó xử. Nhưng tình huống dù có khó xử thì hắn là người theo sát sầm vật gương hắn không còn lựa chọn nào khác chẳng lẽ uông thanh mình nghĩ đến những tin đồn mà mình nghe được trước đó hắn không khỏi cảm thấy chấn động hắn nhìn về phía sầm vật cương ánh mắt có vài phần ước mơ mỗi một người đứng vào một hàng ngũ đều có tư tưởng đánh bạc nếu thành công thì lên như diều gặp gió nếu như anh đặt sai tiền anh sẽ gặp đại họa hắn chỉ mong sao ánh mắt của mình là đúng đắn nhìn chuẩn bí thư sầm nếu như sự việc thật sự phát triển như tin đồn, như vậy bí thư sầm thật sự có thực lực làm như vậy. Uông Thanh Minh rời khỏi phòng làm việc của sầm vật cương mà không khỏi có hàng trăm ý nghĩ, khi hắn suy tư xem nên tìm anh để thỉnh giáo cho rõ ràng, hắn chợt gặp một người đang đi tới. chương 1794, một chơi trò chính trị phải có kỹ năng. Vào lúc này tâm tình của Uông Thanh Minh rất phức tạp, hắn luôn cân nhắc quá trình của nhiệm kỳ mới lần này. Nếu như ý kiến của hai vị lãnh đạo đứng đầu không hợp nhau, như vậy tương lai của mình sẽ có lợi có hại như thế nào? Trong khoảng thời gian này, Uông Thanh Minh thật sự rất phản cảm với Vương Tử Quân, hắn cho rằng Vương Tử Quân chưa trưởng thành chính trị làm cho ban ngành không đoàn kết, chưa nói đến phương diện công tác, người này khá khinh suất, sinh hoạt độc hành. Trước kia tất cả lãnh đạo tỉnh ủy đều ở trong khu nhà thường ủy tỉnh ủy, chỉ một mình Vương Tử Quân đặc thù hóa, lại ở trong khu nhà dành cho cán bộ tỉnh ủy công khai bôi thuốc nhỏ mắt cho lãnh đạo tỉnh ủy. Một người không phù hợp với bầy đàn, không đi theo dòng chảy, lại cho ra những hành vi đối kháng, căn bản có thể hợp với sầm vật cương sao. Những năm nay kinh tế mật đông luôn đón nhận sự phát triển nhảy vọt, phương diện này không thể bỏ qua công lao của đường Trấn Huy hay cả sầm vật cương. Nhưng sau khi vương tử quân đến mật đông thì liên tục bắt bẻ, lần này tập đoàn thần khí cũng chạy đi, như vậy không thể làm cho sầm vật cương nổi giận được sao uông thanh minh căn bản là suy nghĩ lung tung hắn chỉ lo cúi đầu đi đường bộ dạng tâm sự nặng nề mãi đến khi hai người sắp đụng vào nhau hắn mới phát hiện ra và lập tức dừng chân hắn là trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy hắn là lãnh đạo tỉnh ủy tất nhiên độ nặng là rất lớn ai không muốn có quan hệ tốt với lãnh đạo chủ quản mũ quan của mình người kia cũng không ngoại lệ khi thấy uông thanh minh thì nhanh chóng nở nụ cười sáng lạn hắn nhanh chóng đi đến bên cạnh rồi khẽ trầm giọng chào hỏi chào trưởng phòng uông ha 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 chào bí thư lôi anh đến báo cáo công tác cho bí thư sầm sao lúc này trong phòng làm việc của bí thư sầm cũng không có ai uông thanh minh khoát tay áo với lôi hợp tuấn rồi cười ha hả nói nếu nói một cách tổng thể thì trước kia quan hệ giữa lôi hợp tuấn và uông thanh minh căn bản là rất tốt nếu không năm xưa cũng không vì hắn mà đi liên hệ với phó bí thư kiêm phó chủ tịch thường vụ vương tử quân. Nhưng khi mà thời gian dần trôi qua, mối quan hệ giữa lôi hợp tuấn căn bản tiếp cận vương tử quân hơn cả với Uông Thanh Minh. Điều này làm cho Uông Thanh Minh cảm thấy không thoải mái, anh nói xem đây không phải là hạng người qua cầu rút ván sao. Anh ôm đùi của vương tử quân, có cây đại thụ che sau lưng, không coi Uông Thanh Minh tôi ra gì sao. Nhưng lôi hợp tuấn lại chưa từng thiếu lễ tiết với Uông Thanh Minh, thế nên dù Uông Thanh Minh thẩm oán lôi hợp tuấn nhưng căn bản biểu hiện vẫn không nói gì. Lúc này thấy lôi hợp tuấn dùng ánh mắt nịnh nọt nhìn mình, hắn cảm thấy mình nên nhắc nhở lôi hợp tuấn một chút. Hợp tuấn, vừa rồi tôi mới đi ra khỏi phòng của bí thư sầm, lúc này tâm tình của bí thư sầm là không được tốt. Uông Thanh Minh vỗ vỗ lên vai của lôi hợp tuấn, sau đó khẽ nói, anh làm bí thư thị ủy căn bản là được tôi cố gắng đề cử với bí thư sầm, vì phương diện này mà tôi cũng bị bí thư sầm mắng cho. Vẻ mặt lôi hợp tuấn chợt biến đổi, hắn không khỏi dùng giọng ấy náy nói, trưởng phòng uông, anh xem, đều là tôi không làm tốt công tác của mình, mang đến phiền toái cho ngài. Ngài yên tâm, sau khi quay về tôi nhất định sẽ nhanh chóng thay đổi ý nghĩ công tác, sẽ cố gắng đẩy mạnh phát triển đồng lục, tuyệt đối không làm cho ngài mất mặt. À, anh có tâm tư như vậy là tốt, tôi cũng tin tưởng anh có năng lực như thế. Bây giờ sắp đến nhiệm kỳ mới, mặc dù tôi cảm thấy anh làm bí thư thị ủy căn bản là không quá tốt, thế nhưng tôi nghe ý nghĩ của bí thư sầm, tỉnh chúng ta phải thành lập một cơ chế cán bộ năng động hơn, cán bộ có thể lên có thể xuống, thế cho nên sẽ liên quan đến một vài vị trí trong tỉnh. Uông Thanh Minh vỗ bàn tay thật mạnh lên vai của Lôi Hợp Tuấn, những lời này càng làm cho Lôi Hợp Tuấn cảm thấy run rẩy. Cán bộ có thể lên có thể xuống. Lôi hợp vấn do dự dây lát rồi trầm giọng nói: Cảm ơn trưởng phòng Uông. Uông Thanh Minh thấy mình đã đạt được mục đích, hắn cũng không nói gì thêm. Lúc này mới cười cười với Lôi hợp vấn. Được rồi, bí thư sầm đang chờ anh, anh đi đi đừng để bí thư chờ lâu. Lôi hợp vấn nhìn thấy Uông Thanh Minh sắp rời đi, hắn trầm ngâm dây lát rồi nói: Trưởng phòng Uông, tối nay ngài có rảnh không? Tôi đã lâu rồi không thấy chị nhà rất muốn đến nhà ngài một chút đến nhà cũng không cần bây giờ con cái đã về rất ồn ào vợ tôi cũng đã lâu rồi chưa gặp anh không bằng hôm nào đó hai bên cùng dùng cơm uông thanh minh khẽ cười rồi dùng giọng thản nhiên nói lôi hợp tuấn cảm thấy vui vẻ hắn lập tức nói vâng trưởng phòng uông tôi sắp xếp xong sẽ liên lạc với ngài uông thanh minh rời đi nhưng hai hàng chân mày của lôi hợp tuấn lại càng nhíu lại Hắn biết rõ sầm vật gương gọi mình đến là vì việc gì, nhưng chuyện này hắn không thể quyết định được. Nhưng ý nghĩa lời nói của Uông Thanh Minh lại làm cho hắn cảm thấy bất an, như hắn tiến lên vị trí bí thư thị ủy Đồng Lục vẫn chưa được 2 năm, dù cho không có ai cạnh tranh vị trí này với hắn, hơn nữa hắn lại có thừa năng lực công tác thế nhưng vẫn không khỏi cảm thấy có chút khó chịu. Hắn khổ sở công tác 2 năm qua, không công lao cũng có khổ lao, nói về năng lực và uy vọng thì có ai so sánh được. Uông Thanh Minh nói những lời kia quá đột nhiên, điều này làm cho hắn sinh ra vài cảm giác mịt mờ, nếu như vị trí của hắn bị điều chỉnh trong nhiệm kỳ lần này, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng mạnh đến tương lai sau này. Uông Thanh Minh nói rốt cuộc là câu khách sáo hay là vì bí thư sầm muốn gõ đầu mình. Lôi hợp tuấn làm thủ hạ của bí thư sầm được 4 năm, căn bản cũng hiểu tính cách của bí thư sầm. Bây giờ Uông Thanh Minh lại nói như vậy, hắn cũng không phải không biết Uông Thanh Minh đang hù dọa mình có thể lên có thể xuống, nói không chừng bí thư sầm thật sự muốn làm như vậy. Người ta nói chơi trò chính trị phải có kỹ năng, nếu người nhìn không rõ nước cạn hay sâu rất có khả năng lật thuyền trong mương. Lôi hợp tuấn nghĩ đến đây thì càng cảm thấy tâm tình thêm phức tạp, hắn cất bước đi vào trong phòng làm việc của sầm vật cương. Sầm vật cương lúc này đã khôi phục lại vẻ bình tĩnh, lão đang xem văn kiện, khi thấy lôi hợp tuấn đi vào thì cũng không quan tâm mà vẫn tiếp tục xem văn kiện. Lôi hợp tuấn cảm thấy luống cuống tay chân, không biết nên nói gì. Cũng may hắn hiểu tính tình của sầm vật gương, hắn dứt khoát lấy tính chế động, thành thật đứng nơi đó chờ sầm vật gương lên tiếng phân phó. Sầm vật gương cho thư ký rót nước mời lôi hợp tuấn, sau đó mời ngồi, xem như hóa giải bầu không khí có chút xấu hổ. Sau khi thư ký đóng cửa đi ra, lôi hợp tuấn càng cảm thấy bầu không khí có vài phần đè nén. Thế nhưng càng cảm thấy như vậy thì hắn càng không có hành động thiếu suy nghĩ, nếu không bí thư sầm sẽ càng thêm nổi giận mà thôi. chương 1794, hai chơi trò chính trị phải có kỹ năng. Hợp Tuấn, anh nói cho tôi nghe xem, vì sao bây giờ phương diện đầu tư của tập đoàn thần khí ở thành phố Đồng Lục lại đến nước này? Sầm vật cương mặc dù đang xem văn kiện thì thi thoảng vẫn nghiêng mắt nhìn lôi Hợp Tuấn, 5-6 phút sau lão mới hỏi mà không cần ngẩng đầu lên. Lôi hợp tuấn nghe giọng nói nghiêm khắc của sầm vật cương, hắn không khỏi cảm thấy run lên, nhưng hắn vẫn thành thật trả lời, bí thư sầm, đầu tư của tập đoàn thần khí vào đồng lục đã lâm vào cục diện bế tắc. Cái gì là cục diện bế tắc, các anh có cho ra phương án giải quyết hay không? Có nắm chắc giải quyết lấy được phần thắng hay không? Sầm vật cương nói câu sau cao hơn câu trước, những âm thanh này rơi vào tai làm cho lôi hợp tuấn tưởng như nghe tiếng sấm, Lôi hợp tuấn do dự dây lát rồi thành thật trả lời, bí thư sầm, trước mắt chúng tôi đang cố gắng tìm biện pháp. Sầm vật cương rơi vào trầm mặc, điều này làm cho lôi hợp tuấn càng thêm khó chịu. Hắn biết mình ở phía sau thì tốt nhất không nên nói gì thêm, nói càng nhiều thì càng thêm sai. Hợp tuấn, anh là một quan viên, anh có xem xét tin tức vào lúc này hay không? Sầm vật cương rốt cuộc cũng lên tiếng, giọng nói vang lên bên tai lôi hợp tuấn, đó không phải là hỏi về vấn đề của tập đoàn thần khí, giống như chỉ là trò chuyện bình thường với nhau. Nhưng lôi hợp tuấn biết rõ sầm vật cương muốn nói đến điều gì, cơ thể hắn càng thêm run rẩy. Nhưng lúc này hắn không thể tránh được những gì mình cần phải nói. Bí thư sầm, tôi luôn xem xét tin tức. À, anh có xem là tốt rồi, người bình thường xem tin tức xảy ra chung quanh thì có thể là chuyện lớn và cả chuyện nhỏ, nhưng đến vị trí của anh, không những cần phải nhìn vào chính mình, còn phải xem xét sự việc chung quanh, nên học tập các phương pháp tốt, hấp thu kinh nghiệm của người khác. Anh nói xem có đúng không? Sầm vật cương cười ha hả giống như đang trưng cầu ý kiến của lôi hợp tuấn. Lôi hợp tuấn càng cúi đầu thấp hơn, hắn xoa nắn hai bàn tay một lát, sau đó mới nói, bí thư ngài nói đúng. Vậy anh nói tôi nghe xem ngày hôm qua phía tỉnh Tây Tường cho ra thông tin gì? nụ cười trên mặt sầm vật cương nhanh chóng biến mất câu nói chất vấn này làm cho gương mặt lão trở nên dữ tợn dưới sự chất vấn của sầm vật cương lôi hợp tuấn cảm thấy trái tim của mình đập mạnh lên hắn ngập ngừng một lúc lâu mới nói bí thư sầm ngày hôm qua giám đốc bạch của tập đoàn thần khí đi đến tỉnh tây tường bọn họ đi đến tây tường làm gì anh biết không tôi nghĩ là anh phải biết tôi hỏi anh một cái hạng mục tốt vì sao lại trở thành thế này thành phố đồng lục các anh công tác như vậy sao? Sầm vật cương vỗ tay thật mạnh lên bàn rồi nói. Lôi hợp tuấn nhìn gương mặt nghiêm khắc của sầm vật cương, hắn nghĩ đến những lời nói của ôm Thanh Minh với mình, càng cảm thấy khó chịu. Bí thư, tôi không làm tốt công tác của mình, tôi tình nguyện tiếp nhận phê bình của tỉnh ủy. Hừ, anh tình nguyện tiếp nhận phê bình, tôi xem anh vẫn cảm thấy rất uất ức. Sầm vật cương nói đến đây thì chờ đứng lên khỏi ghế, lôi hợp tuấn, anh nghĩ xem khu sản xuất của tập đoàn thần khí nếu được xây dựng ở thành phố Đồng Lục sẽ mang đến cho nhân dân bao nhiêu cơ hội việc làm. Đồng thời phương diện từ thuế có khả quan hay không, anh không tính đến những thứ này sao. Nhưng anh lại làm cho miếng thịt vào miệng mình bay sang miệng của tỉnh Tây Tường, tôi là bí thư tỉnh ủy, tôi cảm thấy anh quá ngốc, thật sự khó thể nói gì được. Sầm vật cương nói làm cho lôi hợp tuấn càng cúi đầu xuống thấp hơn, hắn cũng biết mình quá uất ức ở sự kiện này, dù sao thì đó là chỉ thị của chủ tịch vương hắn bị hai vị lãnh đạo kẹp vào giữa thật sự quá khó chịu tôi biết anh ở phương diện này cũng có chỗ khó của mình tôi và tỉnh ủy có thể thông cảm với anh nhưng anh là bí thư tỉnh ủy có một số việc anh nên ra tay khí phách nên quyết định thì phải quyết định sầm vật cương nói chuyện đã ôn hòa hơn bầu không khí trong phòng cũng khá hơn nhưng trái tim của lôi hợp tuấn lại càng đập mạnh hắn không cảm thấy thoải mái Bây giờ hắn đi đến một ngã ba, hắn nhất định phải cho ra lựa chọn, điều này làm cho hắn cảm thấy rất khó xử. Lôi hợp tuấn do dự dây lát rồi khẽ nói, mong bí thư sầm yên tâm, tôi nhất định sẽ chọn biện pháp bổ cứu, sẽ làm tốt công tác của mình. Sầm vật cương khẽ gật đầu, lão khoát tay áo với lôi hợp tuấn, sau đó chuyển hướng chủ đề. Lão không bàn về chuyện của tập đoàn thần khí mà hỏi phương diện công tác gần đây của thành phố Đồng Lục, cũng khẳng định thành tích công tác thời gian qua của thành phố Đồng Lục. Khi lôi hợp tuấn rời khỏi phòng thì sầm vật cương còn tiến lên vỗ vai hắn nói, bí thư hợp tuấn, anh là bí thư thị ủy Đồng Lục, khi làm việc phải giải phóng tư tưởng, nếu không thì tình cảnh phát triển của thành phố Đồng Lục sẽ rơi vào tình huống khó khăn. Lôi hợp tuấn cảm tạ sự giúp đỡ của sầm vật cương, nhưng khi đi ra khỏi phòng thì hắn càng cảm thấy khó khăn hơn. Quyết định vào lúc này là cực kỳ khó khăn trời đã tối triệu hiểu bạch thi thoảng nhìn đồng hồ và cảm thấy nóng lòng như lửa đốt cho đến nay chủ tịch vương luôn là người cực kỳ đúng giờ nhưng hôm nay vì sao còn chưa rời khỏi phòng tối nay triệu hiểu bạch có hẹn bố mẹ vợ đi dùng cơm tuy bố mẹ vợ và cả vợ đều hiểu tình huống công tác của hắn thế nhưng dù thế nào thì đến muộn cũng không hay triệu hiểu bạch thầm suy nghĩ như vậy hắn lại nghĩ đến tình cảnh mình thấy được trong phòng làm việc của vương tử quân Vừa rồi Chủ tịch Vương gọi điện thoại cho ai đó, cũng không biết đang liên hệ về vấn đề gì. Khi Triệu Hiểu Bạch đang suy nghĩ miên man, tiếng bước chân chợt vang lên, hắn ngẩng đầu lên thì thấy thư ký trưởng Trương Tề Bảo đi đến. "Chào thư ký trưởng Trương." Triệu Hiểu Bạch cực kỳ tôn trọng Trương Tề Bảo, thế nên lúc này hắn không khỏi đứng lên chào hỏi. Trương Tề Bảo khoát tay áo với Triệu Hiểu Bạch, sau đó ngồi xuống đối diện nói, "Hiểu Bạch, Chủ tịch Vương đang bận rộn gì vậy?" A, à, chủ tịch đang gọi điện thoại. Triệu Hiểu Bạch biết rõ đối diện với Trương Tề Bảo thì mình không nên có bất kỳ điều gì phải giấu giếm, thế nên thành thật trả lời. Trương Tề Bảo khẽ gật đầu, hắn tiếp nhận ly trà từ tay của Triệu Hiểu Bạch rồi uống một ngụm, sau đó đột nhiên nói, "Hiểu Bạch, gần đây có không ít người đến phòng làm việc của tôi nói ra vài ý nghĩ của mình, còn cậu, cậu có ý nghĩ gì không?" "Ý nghĩ gì không?" Triệu Hiểu Bạch tất nhiên là có hắn làm thư ký cho chủ tịch vương đã được hai năm tự mình cũng muốn dựng lên một phen sự nghiệp nhưng triệu hiểu bạch không còn là một người chất phác tuy trong lòng hắn dục dịch thế nhưng cũng biết nóng vội không ăn được đậu hũ nóng dưới thế cục hiện tại hắn còn phải chờ vào sự sắp xếp của tỉnh ủy dù là bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ gì vào lúc này đều xem như hủy đi tương lai của mình vì thế đối mặt với sự quan tâm của trương tề bảo thì hắn chỉ khẽ nói thư ký trưởng tôi đi theo bên cạnh ngài học được nhiều thứ, có ích lợi không nhỏ với cả đời tôi, vì vậy lúc này tôi căn bản không có ý nghĩ gì khác. Ha ha ha, hiểu bạch cậu quá khiêm nhường rồi, có nhiều thứ không có tri thức cũng không được, còn cần phải trải qua kiểm nghiệm thực tế. Hơn nữa hai năm qua cũng quá đủ cho cậu tích tụ lực lượng rồi. Trương Tề bảo nói đến đây thì khẽ hỏi, cậu có ý nghĩ đi đến nơi nào chưa? Triệu Hiểu Bạch lắc đầu nói, tôi nghe theo chủ tịch và thư ký trưởng. Chương 1795, gió thổi mát lành, quê hương rộng rãi thanh bình. Có phải cậu cảm thấy chuyện này chính mình khó nói với chủ tịch Vương hay không? Tôi nói cho cậu biết, có một số việc nên tranh thủ thì phải tranh thủ. Chủ tịch mỗi ngày bận rộn nhiều hạng mục công tác, có một số việc không quá quan tâm, thế nên cậu làm thư ký nên nhắc nhở một chút. Trương Tề bảo nói đến đây thì cười cười nói, tôi cảm thấy chủ tịch hẳn là phải có ý nghĩ sơ bộ về cậu thế nên cậu có thể trao đổi mục đích của mình với chủ tịch là tốt hơn. Triệu hiểu bạch thầm suy nghĩ đến phương diện này, bây giờ nghe Trương Tề bảo cổ vũ, hắn không khỏi càng kiên định ý nghĩ của mình. Thư ký trưởng, bây giờ còn có chuyện gì sao? Triệu hiểu bạch nhìn qua văn kiện trên tay của Trương Tề bảo rồi thuận miệng hỏi. À, thật sự có chuyện. Trương Tề bảo đưa văn kiện trên tay lên nói, là văn kiện xin chỉ thị của thành phố Đồng Lục về vấn đề của khu biệt thự an dưỡng thuộc tập đoàn thần khí. Triệu hiểu bạch căn bản không xa lạ gì hạng mục này, hắn trầm ngâm dây lát rồi khẽ nói có phải là phải dỡ bỏ không? Hừ, nếu là dỡ bỏ thì tốt, tạm thời bọn họ muốn giữ lại xin chỉ thị. Trương Tề bảo nói rồi đưa văn kiện trong tay cho Triệu Hiểu Bạch, tôi cảm thấy anh lôi bị thành tích trước mắt làm cho đầu óc choáng váng rồi. Triệu Hiểu Bạch có quan hệ không tệ với Lôi Hợp Tuấn, hắn không ngờ Lôi Hợp Tuấn lại có thái độ như vậy trong sự kiện lần này. Bây giờ Chủ tịch Vương và Bí Thư Sầm có ý kiến trái ngược nhau, phía thành phố Đồng Lục lại cho lên văn kiện xin chỉ thị, điều này không khỏi làm cho công tác của Chủ tịch Vương thêm bị động. Bí Thư Lôi, Triệu Hiểu Bạch Trần chờ dây lát, căn bản không thể nào nói ra khỏi miệng. Trương Tề bảo cười lạnh một tiếng mà không nói gì thêm. Mặc dù là sáng sớm thế nhưng ánh nắng đã rất gay gắt, Vương Tử Quân mặc quần áo chạy bộ, hắn vừa chạy vừa nói với Tiểu Bảo Nhi ở bên cạnh mình, Tiểu Bảo Nhi chạy nhanh lên một chút, con chạy chậm như vậy sao có thể nói là rèn luyện sức khỏe được. Tiểu Bảo Nhi cố gắng kiên trì với yêu cầu của bố, không biết có phải là nguyên nhân ăn uống quá tốt hay không mà nó có dấu hiệu mập ra. Vương Tử Quân nhìn vào tình huống này và bắt đầu cho ra phương án đối phó. Đó là ngày nào cũng bắt con trai chạy bộ buổi sáng với mình. Cục quản lý sự vụ cơ quan tỉnh cũng rất quan tâm đến cuộc sống của lãnh đạo, không những sắp xếp tốt địa điểm tập luyện thể dục, hơn nữa còn cung cấp đủ khí tài. Tuy mỗi ngày cũng không có nhiều người dùng các khí tài này, thế nhưng lại được bảo dưỡng rất tốt. Khi hai bố con Vương Tử Quân chạy đến khu vực đặt khí tài luyện tập thể dục, lúc này thấy thư ký trưởng Phương Anh Hồ của văn phòng tỉnh ủy đang ở trên máy chạy bộ. Khi thấy hai cha con Vương Tử Quân đi đến, Phương Anh Hồ nhanh chóng dừng lại và cười nói với Vương Tử Quân, "Chủ tịch Phương, ngài đưa Tiểu Bảo Nhi đi tập thể dục buổi sáng sao?" "Chào bác Phương, Tiểu Bảo Nhi nhìn Phương Anh Hồ rồi dùng giọng vang dội nói." Phương Anh Hồ nhìn về phía Tiểu Bảo Nhi rồi cười cười nói, "Tiểu Bảo Nhi, dạo này học tập thế nào?" "Bác nghe nói tiểu tử cháu luôn được điểm 10 thì phải." Tiểu Bảo Nhi nghe được câu nói của Phương Anh Hồ thì không khỏi nở nụ cười, bàn tay nhỏ vung lên cao, dùng giọng hăng hái nói: "Ôi, cảm ơn bác Phương, đó đã là thói quen, thì như vậy cũng không có gì là quá cao cả." Phương Anh Hồ nhìn bộ dạng nghiêm trang của Tiểu Bảo Nhi, hắn đưa mắt nhìn Vương Tử Quân, hai người cùng cười lên ha ha. Sau khi trò chuyện vài câu với Vương Tử Quân, Phương Anh Hồ cười nói: "Chủ tịch, tôi định đến khi đi làm thì đến phòng làm việc của ngài một chuyến." thế nhưng bây giờ gặp ngài thì trực tiếp báo cáo luôn một thể vương tử quân cười cười cũng không nói nhiều bây giờ trên cơ bản đã có thể xác định là phương anh hồ cố ý ở đây chờ mình phương anh hồ nhìn gương mặt lạnh nhạt của vương tử quân hắn không khỏi cười nói chủ tịch phương tổng giám đốc bạch của tập đoàn thần khí có gọi điện thoại đến nói là hôm nay sẽ đến tỉnh mật đông khảo sát bí thư sầm cho tôi hỏi anh xem có thời gian đến tham gia chiêu đãi tổng giám đốc bạch hay không Tổng giám đốc Bạch đưa hạng mục đầu tư đến tỉnh Mật Đông, là tài nguyên lớn của Mật Đông, cho dù tôi có bận rộn cũng sẽ tham gia." Vương Tử Quân nói với vẻ mặt bình thường, căn bản không có chút tức giận. Phương Anh Hồ căn bản có chút bất ngờ vì mình hoàn thành nhiệm vụ dễ dàng như vậy, thế nhưng hắn cũng không quá vui mừng. Hắn là thư ký trưởng của Sầm Vật Cương, bây giờ hắn đã vô tình xem Vương Tử Quân là đối thủ của mình. Vương Tử Quân này là một người cực kỳ bình tĩnh, dù ở trong tình huống tối hay sáng và tốt hay xấu cũng không nóng không vội, làm cho người ta cảm thấy cực kỳ đau đầu. Ít nhất thì Phương Anh Hồ cũng không trông mong gặp một đối thủ như vậy. Nhưng tình huống bây giờ căn bản không còn lựa chọn nào khác. Phương Diện sắp xếp hành trình công tác của Chủ tịch Vương ngày hôm nay. Phương Anh Hồ còn chưa nói dứt lời nhưng ý nghĩa là quá rõ ràng. Vương Tử Quân cười cười nói, đối với Phương Diện này thì anh nên liên hệ với thư ký trưởng Tề Bảo, anh ấy là người rõ ràng hành trình của tôi nhất vâng tôi sẽ liên hệ với thư ký trưởng tề bảo phương anh hồ cười cười hắn vốn có ý này thế nhưng những lời này không thể do hắn nói ra phải để cho vương tử quân nói ra phương anh hồ nói thêm vài câu thì lấy lý do đi ăn sáng để rời đi vương tử quân nhìn phương anh hồ rời đi mà chỉ cười cười sau khi ăn sáng xong thì vương tử quân đi đến phòng làm việc của mình không chờ lôi hợp vấn mở cửa phòng thì đã thấy lôi hợp vấn đứng ở bên cạnh chờ. Chủ tịch Vương, tôi có chuyện cần báo cáo với ngài. Lôi hợp vấn thấy Vương Tử Quân thì cảm thấy trong lòng run lên, thế nhưng vẫn khẽ lên tiếng. Vương Tử Quân nhìn thoáng qua lôi hợp vấn rồi cười nói, đến phòng làm việc của tôi. Triệu hiểu bạch căn bản rất tức giận với lôi hợp vấn, hắn không lên tiếng, thế nhưng động tác mở cửa phát ra âm thanh khá lớn. Lôi hợp tuấn là người thông minh, hắn tất nhiên hiểu ý nghĩ của triệu hiểu bạch, thế nhưng tình huống này không có phản ứng là thượng sách. Chủ tịch Vương, tôi đến làm kiểm điểm với ngài. Lôi hợp Tuấn đứng trước bàn làm việc của Vương Tử Quân rồi trầm giọng nói. Vương Tử Quân nhìn lôi hợp Tuấn có tâm tình rất thấp, hắn cười cười nói anh có gì cần kiểm điểm. Chỉ cần anh dám vỗ ngực nói lôi hợp Tuấn tôi không phụ lòng vài triệu dân thành phố Đồng Lục, hoàn toàn có thể không cần phải kiểm điểm gì cả. Lôi Hợp Tuấn nhìn nụ cười trên mặt của Vương Tử Quân mà không khỏi đỏ mặt, cuối cùng hắn trầm giọng nói: "Chủ tịch Vương, tuy tôi rất muốn làm theo chỉ thị của Ủy ban nhân dân tỉnh về chuyện của tập đoàn Thần Khí, nhưng đa số thường ủy đều ủng hộ xây dựng khu biệt thự An Dưỡng của tập đoàn Thần Khí." Các vị thường ủy thị ủy cho rằng bây giờ khu biệt thự An Dưỡng đã được xây dựng hơn một nửa, lại liên quan đến phương diện đầu tư của tập đoàn Thần Khí, thế cho nên không bằng trước tiên cứ đặc biệt công tác bỏ qua một lần, sau này không theo hướng này nữa. Vương tử quân mỉm cười nhìn lôi hợp tuấn, lời nói của lôi hợp tuấn nhìn có vẻ hợp tình hợp lý, thế nhưng hắn không tin. Với những gì hắn biết về lôi hợp tuấn, người này không thể không khống chế được hướng đi của hội nghị thường ủy trong thành phố Đồng Lục. Sở dĩ xuất hiện tình huống này, vương tử quân cảm thấy nguyên nhân chủ yếu không phải là lôi hợp tuấn làm không được, chủ yếu là lôi hợp tuấn không muốn làm làm không được và không muốn làm là hai phạm chủ trái ngược hoàn toàn. Tôi hiểu ý của anh, nhưng này hợp tuấn, anh nên hiểu rõ, đối với những sự việc không tuân theo quy định, ý nghĩa của hội nghị thường ủy không là quá lớn. Vương tử quân uống một hớp nước rồi thản nhiên nói. Lôi hợp tuấn chợt cảm thấy áp lực trên người mình gia tăng quá nhiều, sự kiện này hắn không muốn rằng co, hôm trước hắn đã bàn luận với Uông Thanh Minh, hắn nhanh chóng quay về mở hội nghị thường ủy để quyết định sự việc nhưng hôm nay hắn lại không quá an tâm, hắn vội vàng đi đến tỉnh để giải thích với Vương Tử Quân, nhưng nghe lời nói của Chủ tịch Vương, rõ ràng là không dễ dàng hiểu ý của mình như vậy được. Chủ tịch, tôi biết rõ điều này, nhưng tôi cảm thấy. Lôi Hợp Tuấn muốn giải thích nhưng chợt nhớ đến câu nói của Chủ tịch Vương, vùng quê rộng rãi yên bình, gió mát thổi trên cánh đồng xanh, thế là hắn không khỏi cảm thấy cứng họng, cảm thấy nói ra cũng không có ý nghĩa gì. Cốc cốc cốc. Khi lôi hợp tuấn còn định nói thêm thì trương tề bảo gõ cửa đi vào, hắn nhìn thoáng qua lôi hợp tuấn, sau đó cung kính báo cáo với vương tử quân, chủ tịch vương, vừa rồi thư ký trưởng phương gọi điện thoại cho tôi, nói là một giờ sau tổng giám đốc bạch sẽ đưa nhóm đại biểu của tập đoàn thần khí đến đây. Vương tử quân khẽ gật đầu, thầm nghĩ bạch hoa niệp lần này đã đến, xem ra đối phương cũng rất để bụng đến những gì đang diễn ra. Chương 1796, một vấn đề nguyên tắc không thể nào thỏa hiệp. Thư ký Trưởng Phương truyền đạt ý chỉ của Bí thư Sầm, nói rằng để bày tỏ thành ý và sự coi trọng đoàn đại biểu của tập đoàn Thần khí, muốn mời ngài ra sân bay nghênh đón đoàn đại biểu tập đoàn Thần khí. Trương Tề bảo nói rồi ngẩng đầu nhìn thoáng qua Vương Tử Quân, sau đó khẽ đề nghị, "Chủ tịch, nếu ngài không có thời gian thì tôi sẽ nhanh chóng liên lạc với thư ký Trưởng Phương." Vương tử quân suy nghĩ dây lát rồi cười nói, chỉ cần có lợi cho mật đông thì tôi sẽ đi qua. Lôi hợp tuấn lúc này còn muốn nói thêm vài câu, thế nhưng hắn cho rằng vương tử quân suy nghĩ mình ngồi lệch vị trí, thấy vương tử quân có việc cần phải đi ra ngoài, hắn không khỏi đứng lên nói, chủ tịch vương, ngài cứ bận rộn, tôi đi trước. Vương tử quân khẽ gật đầu, trước sau vẫn đứng lên tiến lôi hợp tuấn ra khỏi cửa. Nhưng lúc này lôi hợp tuấn cũng không còn cảm giác như trước mà lại có chút sợ hãi, vì quan hệ giữa mình và chủ tịch vương căn bản không thể khôi phục được như cũ, nếu muốn hoàn hỏa như lúc đầu thì căn bản là quá khó khăn. Trương Tề bảo chờ lôi hợp tuấn rời đi thì mới dùng giọng khinh thường nói, chủ tịch, lôi hợp tuấn căn bản có phải là đến giải thích với ngài về chuyện thành phố Đồng Lục xin chỉ thị hay không? Tối qua anh ta đã gọi điện thoại cho tôi, bị tôi mắng cho một trận. Loại người này căn bản là không ra gì, vừa muốn làm gái điếm lại vừa muốn lập bàn thờ trinh tiết. Vương tử quân không chờ Trương Tề bảo nói hết lời thì đã khoát tay áo nói, thư ký trưởng, anh không nên nói như vậy, lần sau đừng tiếp tục nói như vậy nữa. Trương Tề bảo có chút xứng sốt, thầm nghĩ từ sau khi mình trở thành thư ký trưởng thì căn bản đều thận trọng từ lời nói đến việc làm, những gì không nên nói thì kiên quyết không mở miệng, căn bản là cực kỳ ẩn giấu. Hôm nay sao lại đột nhiên bộc lộ bản tính như vậy? Quan trường luôn có nhiều người nhìn vào anh, vô tình nói ra vài lời có thể bị người ta nắm chặt lấy không tha, cũng may hôm nay là mình nói với chủ tịch Vương, thế cho nên hắn có chút xấu hổ và vội vàng nuốt lời định nói thêm vào bụng. Sau khi Trương Tề bảo rời đi thì Vương Tử Quân cầm văn kiện xin chỉ thị của thành phố Đồng Lục lên xem xét một lượt. Phần xin chỉ thị này do phó chủ tịch chủ quản của thành phố Đồng Lục ký tên, bên dưới còn có một câu mong chủ tịch Vương phê duyệt. Sáu chữ rất đơn giản thế nhưng ý nghĩa lại rõ ràng, đó chính là sự kiện này chính mình không phát biểu ý kiến, tùy tiện cho Chủ tịch Vương định đoạt. Đây chính là một phương án không chọc vào cả hai bên, tuy Vương Tử Quân cực kỳ không hài lòng với phương diện này, thế nhưng hắn không thể nói gì khác hơn được. Lúc này phần còn trống trên văn kiện để Vương Tử Quân phê chỉ thị vẫn là trống rỗng. Hắn do dự dây lát, sau đó cầm bút viết lên văn kiện, yêu cầu thị ủy đồng lục, Cục Thủy Lợi xử lý sự việc này theo đúng quy định. Vương Tử Quân trầm ngâm dây lát rồi thêm vào một câu, căn cứ vào tính nguyên tắc, yêu cầu các đơn vị nghiêm khắc chấp pháp theo quy định. Vương Tử Quân buông văn kiện ra rồi thở dài một hơi, hắn căn bản có thể hiểu được biểu hiện mềm yếu của Lôi Hợp Tuấn ở sự kiện lần này. Dù sao thì trước khi hắn đến Mật Đông, Lôi Hợp Tuấn đã có quan hệ không tầm thường với Uông Thanh Minh. Mặc dù sau khi được Uông Thanh Minh giới thiệu, Người này liên tục tăng tiến mối quan hệ với mình, thế nhưng tóm lại thì vẫn chịu ân huệ của Uông Thanh Minh. Hơn nữa bây giờ còn đến thời điểm nhiệm kỳ mới, là lúc mà sầm vật cương nắm đại cục của tỉnh, tương lai lôi hợp tuấn có thể làm một thành viên tiến vào hạch tâm hay không còn phải đi đường khá xa, dù là ai cũng phải suy nghĩ cho mình một chút. Lôi hợp tuấn là người chìm nổi quan trường nhiều năm, người kia tình nguyện đi trên cả hai con đường, thế nhưng khi mà không còn sự lựa chọn nào khác, người kia phải chọn như vậy. Trong phòng chờ dành cho khách quý của sân bay thành phố rừng mật, Vương Tử Quân cũng không xa lạ gì nơi này. Hầu như mỗi tháng hắn đến phải đến sân bay. Lần này hắn thông qua con đường đặc biệt đến phòng chờ dành cho khách quý. Lúc này bên trong đã có nhiều người chờ sẵn. Phó chủ tịch Thường vụ Hà Kiến Trương, trưởng phòng Tổ chức Vương Thanh Minh và các vị phó chủ tịch tỉnh chủ quản công tác kêu gọi đầu tư đều đã chờ sẵn trong phòng khi Vương Tử Quân đi vào thì đám người Hà Kiến Trương vội vàng đứng lên chào hỏi. Vương Tử Quân khoát tay áo với mọi người, chúng ta hôm nay đến đón tiếp khách quý, là người một nhà thì cũng đừng nên quá đa lễ. Chúng tôi tuân lệnh của Chủ tịch, Hà Kiến Trương không những là người lớn tuổi nhất nơi này, còn là người có vị trí cao nhất. Hắn cười cười với mọi người rồi khẽ nói, Chủ tịch, tôi nghe nói vị giám đốc bạch này rất sĩ diện, lần này bọn họ thuê máy bay đến tỉnh Mật Đông. Phương Tử Quân cười cười nói, "Đây là lần đầu tiên tôi nghe nói về chuyện này." Khi hai người trò chuyện với nhau, đúng lúc này cửa phòng được mở ra, Sầm Vật Cương và Phương Anh Hồ một trước một sau đi vào. Ai cũng tranh thủ đứng lên khi thấy người vào là lãnh đạo đứng đầu tỉnh ủy, bọn họ cố gắng bày tỏ sự tôn trọng của mình với bí thư Sầm. "Chủ tịch, lần này phía ủy ban nhân dân tỉnh các anh phải dũng cảm chọn gánh nặng, tập đoàn Thần Khí không những đầu tư lớn vào khu sản xuất còn có thể kéo theo một loạt các doanh nghiệp thuộc các ngành nghề khác phát triển. Có nhiều người nhìn chằm chằm vào miếng thịt béo của tập đoàn thần khí, tôi nghe nói bên phía Tây Tường còn đặc biệt thành lập tổ công tác chuyên môn, muốn nuốt chọn miếng thịt béo của tập đoàn thần khí. Sầm vật cương ngồi xuống thì mỉm cười tùm tìm nói với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân cười cười nói, cũng không ngờ là như vậy. Sầm vật cương nhìn gương mặt với nụ cười nhàn nhạt, nhạt của Vương Tử Quân, Lão dùng giọng điệu không chút thay đổi nói, còn không phải sao? Lãnh đạo tổ công tác chuyên môn của phía tỉnh Tây Tường hình như là Trần Tường Vũ. Chủ tịch Vương, tôi cảm thấy chúng ta không nên thua bọn họ, thế này đi, chúng ta cũng không ngại thành lập một tổ công tác, Chủ tịch Vương nên làm tổ trưởng. Sau khi Trần Tường Vũ đến tỉnh Tây Tường thì luôn có ý nghĩ muốn vượt qua tỉnh Mật Đông, chúng ta nên để cho anh ta thấy trình độ của tỉnh Mật Đông là như thế nào. Vương Tử Quân nhìn gương mặt tươi cười của Sầm Vật Cương mà không khỏi cười lạnh. Sầm Vật Cương chụp mũ này lên đầu mình làm gì? Hắn căn bản là hiểu quá rõ ràng. Sầm Vật Cương không phải là muốn chụp mũ để chính mình sợ ném chuột vỡ bình sao? Nhưng Vương Tử Quân cũng biết Sầm Vật Cương ném vị trí tổ trưởng kia ra thì chính mình cũng không thể chối từ được, lúc này hắn cười nói, "Cảm ơn bí thư Sầm đã tín nhiệm tôi, tôi cảm thấy vì hoàn thành tốt công tác mà ngài nên làm tổ trưởng tổ công tác." tôi làm phó tổ trưởng, như vậy càng biểu hiện sự coi trọng cao độ của tỉnh Mật Đông với sự kiện này. Trường 1796, 2, vấn đề nguyên tắc không thể nào thỏa hiệp. Tôi cảm thấy biện pháp này căn bản là tốt nhất, bí thư sầm nên là người giữ lấy ấn xoái, như vậy càng bày tỏ sự coi trọng của Mật Đông với hạng mục của tập đoàn thần khí. Hà Kiến Trương cười cười rồi nói với Vương Tử Quân. Sầm vật cương nhìn về phía Vương Tử Quân và Hà Kiến Trương, sau đó khoát tay ngăn cản Uông Thanh Minh lên tiếng, nếu Chủ tịch Vương đã nói như vậy, tôi sẽ là tổ trưởng. Khi mọi người trò chuyện vui vẻ với nhau thì giám đốc sân bay đi đến nói, thưa các vị lãnh đạo, máy bay của giám đốc Bạch đã đến. Bí thư sầm, làm phiền ngài tự mình tiếp đón, tôi thật sự cảm thấy xấu hổ. Bạch Hoa Niệp bắt chặt lấy bàn tay của sầm vật gương, hắn dùng sức lắc qua lại, gương mặt có vài phần cảm khái. Sầm Vật Cương cũng siết chặt tay của Y Bạch Hoa Niệp rồi nói: "Tổng giám đốc Bạch, anh không những là khách quý của tỉnh Mật Đông, hơn nữa còn là bạn bè của tôi. Anh xem, tôi đã đưa theo các thành viên ban ngành đến đón ngài." "Ha ha, bí thư Sầm thật sự làm cho tôi cảm động, thế nhưng như vậy càng làm cho tôi cảm thấy được sủng ái mà kinh hoàng." Bạch Hoa Niệp tuy nhỏ hơn Sầm Vật Cương 10 tuổi thế nhưng lại là người linh thông tin tức, hắn biết rõ vị bí thư này sắp tiến thêm một bước thế nên hắn cực kỳ khách khí với người có thể ảnh hưởng đến vận mệnh của mình. Sầm vật cương rất hài lòng với phản ứng của Bạch Hoa Niệp, lão cười cười nói cũng không phải là người ngoài, cũng đừng nói những lời khách khí như vậy. Hai người sầm vật cương và Bạch Hoa Niệp bắt tay với nhau tạo ra bầu không khí rất thân mật. Sau khi hai bên buông tay nhau ra, vương tử quân đứng sau lưng sầm vật cương nhanh chóng vương tay với Bạch Hoa Niệp, tổng giám đốc Bạch, chào mừng ngài đến với mật đông cảm ơn chủ tịch vương bạch hoa niệp không quan tâm đến phương diện bắt tay với vương tử quân hắn nhanh chóng rút tay về vương tử quân căn bản không thèm quan tâm đến thái độ của sbn hắn chỉ cười cười với đối phương rồi lui ra gương mặt của hà kiến trương đứng sau lưng vương tử quân chợt trở nên rất lạnh lẽo thế nhưng bọn họ đến là để nghinh đón người ta thế nên cũng phải đơn giản bắt tay với bạch hoa niệp dù sao nơi đây cũng không phải địa điểm chuyện trò thế nên mọi người nói thêm hai câu, sau đó nhanh chóng đi ra sân bay. Bạch Hoa Niệp lần này mang đến không ít người, chẳng những có thư ký, cũng không thiếu nhân viên theo sau, hơn nữa nhóm đại biểu của tập đoàn thần khí kết hợp với thành viên ban ngành của Mật Đông là khoảng hơn hai chục người. Sau khi lên xe thì Bạch Hoa Niệp chủ yếu tỏ ra cực kỳ nhiệt tình với Sầm Vật Cương, mà Sầm Vật Cương cũng bày ra sự tôn trọng cao độ với Bạch Hoa Niệp. Bạch Hoa Niệp căn bản tỏ ra cực kỳ lãnh đạm với Vương Tử Quân ở bên cạnh sầm vật cương, mặc dù ngẫu nhiên có nói vài ba câu, thế nhưng lại cực kỳ đạm bạc. Phòng tiếp khách ở lầu 4 của khách sạn Thịnh Thế đã được sớm dọn xẹp sạch sẽ, hai người Bạch Hoa Niệp và sầm vật cương ngồi ở vị trí trung tâm, hai bên trò chuyện rất vui vẻ. Tổng Giám Đốc Bạch nghe nói quý công ty chuẩn bị chọn nơi đặt khu sản xuất, tỉnh Mật Đông chúng tôi trên phương diện này căn bản cực kỳ nhiệt tình chỉ cần Tổng Giám Đốc Bạch đặt khu sản xuất ở Mật Đông, chúng tôi nhất định sẽ cố gắng làm cho Tổng Giám Đốc Bạch thỏa mãn ở phương diện chính sách ưu đãi. Sầm vật cương uống một gớp nước rồi nói đến chuyện chính sự. Bạch Hoa Niệp khẽ cười, hắn nói tôi có thể cảm nhận được sự giúp đỡ to lớn của Bí Thư Sầm, lúc này ở trước mặt Bí Thư Sầm tôi cũng không dám nói bậy. Mật Đông là địa phương chúng tôi chú trọng nhất, lúc bắt đầu tôi có khuynh hướng tiến về phía Mật Đông. Lời nói của Bạch Hoa Niệp tất nhiên là có ý nghĩa khác, hắn muốn nói cho tất cả mọi người biết, lúc đầu tôi căn bản có ý nghĩ đầu tư vào mật đông, thế nhưng vì trong số các anh có người ngăn trở mới ra kết quả như lúc này. Người nơi đây không ai ngu ngốc, sao lại không nghe và hiểu rõ ý nghĩa lời nói của Bạch Hoa Niệp. Sầm Vật Cương cười cười nói, tổng giám đốc Bạch, tuy hai người chúng ta tiếp xúc không nhiều, thế nhưng tôi biết tổng giám đốc Bạch là người sảng khoái, ngài nói đi ngài muốn có điều kiện gì mới có thể ở lại mật đông. Bí thư sầm, đối với ngài thì tôi tin tưởng 100%, nhưng có một số việc bí thư sầm ngài cũng nên hiểu nỗi khổ của tôi. Bạch Hoa Niệm nói đến đây thì nhìn thoáng qua Vương Tử Quân rồi nói, Chủ tịch Vương, ngài nói xem có đúng không? Vương Tử Quân biết rõ Bạch Hoa Niệm nói như vậy là có ý gì? Lúc này hắn cười cười nói, tôi luôn có thái độ giơ hai tay hoan nghênh đối với những xí nghiệp đầu tư vào mật đông, thế nhưng có một câu thế này, khi đầu tư nói chuyện đầu tư, ngài nói xem có đúng không? Bạch Hoa Niệp tất nhiên hiểu rõ ý nghĩa lời nói của Vương Tử Quân, Sầm Vật Cương cũng hiểu rõ ràng. Lúc này Sầm Vật Cương nhìn vẻ mặt bình thản của Vương Tử Quân, lão không nhịn được phải nói, Chủ tịch Tử Quân, Tổng Giám Đốc Bạch mặc dù là doanh nghiệp thế nhưng cũng giống như chúng ta, cũng là phục vụ vì quần chúng, hai bên trăm sông đổ về một biển, cũng là vì cố gắng thực hiện bản chức của mình với đất nước mà thôi vẫn là bí thư sầm có trình độ cao, ngài nói như vậy không khỏi làm tôi sinh ra cảm giác xé toang màn đêm nhìn thấy ánh sáng. Bạch Hoa Niệp nở nụ cười càng thêm sáng lạn. Vương Tử Quân không nói thêm điều gì, hắn chỉ dùng ánh mắt nhàn nhạt nhìn Bạch Hoa Niệp, sau đó lẳng lặng uống trà. Bạch Hoa Niệp chủ yếu trò chuyện với Sầm Vật cương, thế nhưng ánh mắt lại không quên xẹt qua người Vương Tử Quân. Hắn nhìn bộ dạng cực kỳ bình tĩnh thoải mái của Vương Tử Quân, thế là cảm thấy cực kỳ bực bội. Bạch Hoa Niệp đi một vòng từ Tây Tường đến Mật Đông chủ yếu là gây áp lực cho Vương Tử Quân, cố gắng giữ lại khu biệt thự an dưỡng của mình ở Đồng Lục. Trên sự kiện này thái độ của Vương Tử Quân là cực kỳ quan trọng, mặc dù hắn biết rõ quyền uy của sầm vật cương ở Mật Đông là thế nào, thế nhưng hắn biết rõ nếu như Vương Tử Quân cứng nhắc không tha, như vậy mình sẽ cực kỳ khó chịu. Bí thư sầm, trong giới kinh doanh có một câu thế này, gặp người chỉ nói ba phần nội dung, không thể hoàn toàn chú tâm. Thế nhưng tôi căn bản không muốn giấu với hai vị lãnh đạo, tôi ở nơi đây cũng không nói xuông, đó là tập đoàn thần khí chúng tôi cực kỳ có thành ý ở phương diện đặt khu sản xuất ở tỉnh Mật Đông. Sầm vật cương gật đầu nói, Tổng Giám Đốc Bạch cứ yên tâm, Mật Đông nhất định sẽ cực kỳ có thành ý ở phương diện hợp tác này. Sau bữa tiệc tiếp đãi vào lúc giữa trưa, Bạch Hoa Niệp đi nghỉ ngơi, Vương Tử Quân có uống chút rượu, chuẩn bị đi tìm một chỗ để nghỉ ngơi khi hắn chuẩn bị rời đi thì sầm vật cương chợt nói chủ tịch chúng ta đã lâu không trao đổi tình cảm bây giờ tìm một chỗ uống trà có được không trong khách sạn thịnh thế có phòng trà sầm vật cương và vương tử quân đến khách sạn thịnh thế không khỏi làm cho đám lãnh đạo khách sạn cảm thấy cực kỳ căng cứng sau khi nghe nói lãnh đạo đến uống trà thì nhanh chóng thu xếp sau khi vương tử quân và sầm vật cương ngồi vào trong một phòng trà an tĩnh Nữ nhân viên pha trà mặc sườn xám màu hồng nhanh chóng tiến vào pha trà rót nước. Chương 1797, một thay đổi để từ từ phát triển hay là đột biến? Vương Tử Quân nâng ly trà lên uống một ngụm, một mùi hương thơm ngát nhập cõi lòng. Hắn uống trà và không mở miệng, lặng lặng chờ bí thư sầm lên tiếng. Sầm Vật Cương cũng không đi đường vòng, lão đặt ly trà xuống rồi trầm giọng nói, "Chủ tịch, một hạng mục tốt chính là một tài nguyên." tôi không cần nói thì anh cũng biết tác dụng của tập đoàn thần khí với thành phố Đồng Lục. Bí thư ngài nói rất đúng, quy mô của tập đoàn thần khí đầu tư vào mật đông la rất lớn, nếu như có thể ở lại thành phố Đồng Lục, sẽ là một trụ cột cho kinh tế Đồng Lục. Vương Tử Quân cười cười đồng ý quan điểm của Sầm Vật Cương. Sầm Vật gương khoát tay cho nhan viên đứng bên cạnh rời đi, sau đó lão dùng giọng trịnh trọng nói, chúng ta nhất định phải trả giá lớn một chút vì hạng mục này, nếu không thì xí nghiệp người ta có nhiều sự lựa chọn, vì đâu lại chọn chúng ta. Chủ tịch tử quân, có một số việc tôi cảm thấy chúng ta nên đơn giản hóa một chút, để cho cấp dưới lớn mật đi làm, không như thế thì việc không thành. Vương tử quân kéo căng bờ môi, một lúc lâu sau mới nói, bí thư, tôi đồng ý với ý kiến của anh, những lúc nên ủy quyền thì phải ủy quyền. Thế nhưng những gì có liên quan đến tính nguyên tắc thì chúng ta sao có thể dùng hai chữ thỏa hiệp được? Vẻ mặt Sầm Vật Cương chợt trầm xuống, lần này lão căn bản là cúi đầu khá thấp khi bàn bạc với Vương Tử Quân, không ngờ sự kiện này Vương Tử Quân vẫn cứng rắn không buông tha. Anh không chịu để cho người ta cất bước, chẳng lẽ ép tôi nổi giận sao? Điều này làm cho Sầm Vật Cương cực kỳ tức giận, thế nhưng lại không dám phát tiết. Khu an dưỡng của tập đoàn Thần Khí rõ ràng là xây dựng không đúng quy định, nếu như Vương Tử Quân cứng miệng lên tiếng mặc dù lão là bí thư tỉnh ủy thì cũng không thể ngăn cản được sầm vật cương cố gắng áp chế cảm giác tức giận trong lòng lão hạ thấp giọng điệu của mình chủ tịch tử quân chúng ta làm việc không nên quá cứng nhắc dù là phương diện phát triển thế nào cũng phải thay đổi dần dần mà không phải là đột biến ví dụ như con sông kia đã vài chục năm rồi không có lũ lụt năm nay có thể có sao đây cũng là thái quá rồi nhưng kinh tế phát triển thì không chờ đợi chúng ta chỉ cần anh có chút chậm chân thì sẽ rớt lại phía sau mà rớt lại phía sau sẽ bị đánh vì vậy phương diện phát triển kinh tế nếu gặp vấn đề khó khăn chúng ta không thể ngồi chờ chết phải nhìn về phía phát triển anh nói xem có đúng không bí thư sầm tôi biết là ngài vì sự phát triển của mật đông thế nhưng chúng ta phát triển kinh tế là vì cái gì không phải là vì để cho trăm họ được an cư lạc nghiệp sao nhìn qua thì không có vấn đề hơn nữa đã 20 năm rồi những công trình chống lũ ở thành phố Đồng Lục căn bản chưa từng được sử dụng, thế nhưng dù sao nói cũng tồn tại tai họa ngầm. Nếu như xuất hiện lũ lụt, khi đó tất cả công tác sẽ chế nái, chúng ta tuyệt đối không vì một khu sản xuất đầu tư vào tỉnh mà làm như không thấy. Sầm vật cương cảm thấy mình khó thể thuyết phục được vương tử quân, thế nên lão cũng không hỏi gì thêm, lão nặng nề đặt ly trà lên mặt bàn, sau đó đi ra khỏi phòng. Vương tử quân đưa mắt nhìn sầm vật cương rời đi, vẻ mặt có vài phần lo lắng. Hắn biết mối quan hệ giữa mình và sầm vật cương căn bản đã căng thẳng còn tiếp tục gia tăng nhiều vấn đề. Thế nhưng đối với những chuyện thế này thì hắn căn bản không có biện pháp nào và cũng không muốn hỏa hoãn. Vương tử quân uống cạn ly trà trong tay, thế nhưng hắn lại cảm thấy trà hôm nay rất đắng. Khi nhân viên phục vụ phục vụ đẩy cửa đi vào thì dùng cặp mắt sáng ngời nhìn vương tử quân, trong ánh mắt có vài phần sợ hãi bất an như Vương Tử Quân chuẩn bị rời đi, thế nhưng cuối cùng hắn lại cười nói, "Cô giúp tôi pha thêm một ấm trà." Trình Nhiêu Quảng là lãnh đạo cục thủy lợi tỉnh Mật Đông, hắn chỉ muốn thành thật công tác, sau đó an toàn lui ra, xem như chào cảm ơn võ đài chính trị ở Mật Đông. Đến tuổi của hắn cũng không có quá nhiều ý nghĩ gì không thực tế nhưng kinh nghiệm những ngày qua làm cho Trình Nhiêu Quảng cảm thấy lý tưởng của mình dù là rất tốt thế nhưng muốn thực hiện căn bản là là quá khó khăn, nếu không có sự giúp đỡ từ lãnh đạo thì căn bản là không thể nào. Những ngày qua Trình Nhiêu Quảng sinh ra cảm giác nước sôi lửa bỏng, chưa nói đến những thứ khác, những ngày qua hắn không những phải đến báo cáo công tác cho bí thư sầm, còn phải báo cáo cho chủ tịch vương. Người ngoài nhìn vào cảm thấy Trình Nhiêu Quảng có thể đến báo cáo cho cả hai vị lãnh đạo tỉnh, Căn bản là một cơ hội quá tốt. Thế nhưng hắn lại biết rõ những cay đắng mặn ngọt bên trong, hai vị lãnh đạo có thái độ khác biệt, điều này không khỏi làm cho hắn cảm thấy khó chịu hơn cả cái chết. Trình Nhiêu Quảng là một người thông minh, vì vậy hắn nắm chắc nên tỏ thái độ gì với bí thư Sầm, nhưng chủ tịch Vương có thái độ gì thì hắn cũng hiểu rõ ràng. Điều khó khăn nhất đối với hắn vào lúc này chính là mình nên đi về phía nào giữa hai thái độ khác biệt của hai vị lãnh đạo. Trình Nhiêu Quảng cũng không phải chưa từng trải qua phương diện làm việc gì đó và đắc tội với một người, thế nhưng chuyện này đã đến mức không còn tình huống nào khác, hắn nên cho ra lựa chọn, hắn căn bản là rất khó khăn. Trình Nhiêu Quảng quá khó chọn lựa, cũng không phải nói rằng Chủ tịch Vương hay Bí thư Sầm làm hắn khó lựa chọn. Tuy Chủ tịch Vương căn bản đang dần có uy thế trong mật đông, thế nhưng cuối cùng không bằng một sầm vật gương thâm căn cố đế nhưng chuyện này có liên quan đến phương diện truy cứu trách nhiệm. trình nhiêu quảng nếu không làm theo đúng luật như vậy phía chủ tịch vương bên kia sẽ yêu cầu các ban ngành tương quan tiến hành xử lý hắn theo đúng quy định. trình nhiêu quảng là người công tác cả đời, hắn cũng không muốn mình sắp về hưu lại trôn xuống mầm tai họa. khi đó miễn chức thì còn quá tốt, nếu như mình không làm tròn trách nhiệm mà vướng vào vòng lao lý vài năm, đây rõ ràng là về gì không giữ được khí tiết điều này làm cho hắn khó thể nào tiếp nhận được. Hừ, ngày mai ông sẽ giả bệnh. Trình Nhiêu Quảng hung hăng mắng một câu, hắn biết rõ ý nghĩ này của mình là không thực tế. Hai vị lãnh đạo đã tạo nên bầu không khí gương cung bạt kiếm, mình không quan tâm có được sao. Cục trưởng Nhiêu ơi là cục trưởng Nhiêu, ông đến tuổi này lại bị anh hại cho khổ sở. Nhưng dù anh có bụng giả khó lường thế nào cũng đừng hòng vui mừng, vị trí cục trưởng này cũng không dành cho anh. Khi Trình Nhiêu Quảng đang nảy sinh ý nghĩ độc ác, lúc này Triệu Hiểu Bạch đi vào trong phòng, hắn nói với Trình Nhiêu Quảng, Cục trưởng Trình, Chủ tịch Vương đang chờ ngài, mời ngài theo tôi. Trình Nhiêu Quảng biết rõ Triệu Hiểu Bạch là người tâm phúc của Vương Tử Quân, vì thế hắn đối mặt với gương mặt tươi cười của Triệu Hiểu Bạch thì cũng nói, cậu Hiểu Bạch, Chủ tịch không có sắp xếp gì khác đấy chứ. Trường 1797, hai thay đổi để từ từ phát triển hay là đột biến. Sắp xếp gì khác là một câu hỏi rất rộng, Trình Nghiêu Quảng không phải quá thân quen với Triệu Hiểu Bạch, thế nên chỉ dám cho ra những câu thăm hỏi như vậy mà thôi. Triệu Hiểu Bạch căn bản là nhiều lần trải qua tình huống này, tuy hắn căn bản là không quá thân cận với Trình Nghiêu Quảng, thế nhưng hắn cũng không muốn đắc tội với vị cục trưởng có thực quyền này, hắn cười nói chủ tịch đang xem văn kiện trong phòng, tâm tình rất tốt. Trình Nghiêu Quảng siết chặt tay, hắn nhanh chóng bắt tay Triệu Hiểu Bạch rồi nở nụ cười nói: Cậu hiểu bạch, cảm ơn cậu đã giúp đỡ công tác của Cục Thủy Lợi, ngày nào cậu rảnh thì hoàn nghênh đến Cục Thủy Lợi tham quan kiểm tra công tác. Tuy Cục Thủy Lợi không phải là đơn vị lớn, thế nhưng có một số phương diện mà các đơn vị khác khó bị kịp được. Triệu Hiểu Bạch mỉm cười vui vẻ tiếp nhận lời mời của Trình Nhiêu Quảng. Sau khi Trình Nhiêu Quảng đi vào trong phòng làm việc của Vương Tử Quân, hắn đưa mắt lên người Vương Tử Quân, thấy Vương Tử Quân đang ghi chép gì đó khi thấy trình nhiêu quảng đi vào thì vương tử quân cười nói cục trưởng trình đến đấy à mời anh ngồi trình nhiêu quảng căn bản đã lớn tuổi thế nhưng khi đối diện với vị chủ tịch trẻ tuổi vẫn phải tỏ ra cực kỳ khiêm tốn hắn biết rõ vị chủ tịch tỉnh này cực kỳ cường thế bây giờ có ai trong mật đông không biết chủ tịch vương và bí thư sầm có địa vị ngang nhau trình nhiêu quảng cẩn thận ngồi xuống chiếc ghế sa lông đối diện với vương tử quân hắn chuẩn bị nói vài lời chợt nghe vương tử quân trầm giọng nói, cục thủy lợi là đơn vị phụ trách công tác phòng lụt ở sông Thanh Lãng. Bây giờ dòng sông Thanh Lãng bị chắn một nửa dòng chảy để xây dựng khu an dưỡng, cuộc thủy lợi các anh có cho ra ý kiến xử lý gì không? Vương tử quân mở miệng nói thẳng làm cho Trình Nhiêu Quảng cảm nhận được áp lực cực kỳ lớn, những ngày qua vì sự kiện này mà hắn cảm thấy mái tóc của mình bạc đi vài phần. Trước kia vì hơn 20 năm mà sông Thanh Lãng chưa từng xảy ra lũ lụt, hơn nữa vì nể mặt lôi hợp tuấn mà chính như quảng căn bản không thể nào không đồng ý hạng mục xây dựng khu biệt thự an dưỡng. Nhưng mãi đến lúc này hắn mới biết khi đó mình hồ đồ như thế nào, chính mình làm cho lôi hợp tuấn rơi vào tình cảnh khốn khổ mà chính mình càng khốn khổ hơn. Khi đó nếu như mình kiên trì nguyên tắc, không có tâm lý may mắn, chuyện này sẽ bị bóp chết từ trong trứng nước, cũng không đến mức độ khó chịu hiện tại không làm cho hai vị lãnh đạo càng thêm bất đồng ý kiến làm cho người bên dưới không dám thở mạnh. bây giờ thì quá tốt, việc này náo loạn quá lớn, chính mình cũng không có thời gian nghỉ ngơi. trình nhiêu quảng thầm nghĩ như vậy nhưng vẫn dùng giọng thành thật nói, chủ tịch phương, cục thủy lợi chúng tôi đã mở hội thảo nghiên cứu về đề tài này. sở dĩ có hiện tượng này chủ yếu là do chúng tôi không làm tốt công tác kiểm tra giám sát. hội nghị quyết định sẽ xử lý nghiêm những người có liên quan. Vương tử quân mỉm cười mà không lên tiếng, hắn nhìn Trình Nhiêu Quảng, hắn muốn xem Trình Nhiêu Quảng xử lý kéo giãn sự việc này như thế nào. Vương tử quân cười mà không nói càng làm cho Trình Nhiêu Quảng không còn kế sách nào khác, cuối cùng cũng không gánh được áp lực. Hắn cắn răng nói, Chủ tịch Vương, chúng tôi quyết định cho ra thông báo phá bỏ hạng mục xây dựng trái pháp luật kia, thế nhưng phương diện phá bỏ cần có sự phối hợp của phía thành phố Đồng Lục. A, à, chấp pháp cần phải nghiêm, cần phải truy cứu những việc làm trái pháp luật, đặc biệt là những việc có liên quan đến an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân, lúc này càng không nên có tâm lý may mắn, lơ là sơ suất. Các anh cứ can đảm đi làm theo đúng trình tự, khi nào cần thì cấp ủy chính quyền tỉnh sẽ hậu thuẫn cho các anh, sẽ không ngồi yên mặc kệ. Trình Nhiêu Quảng nhìn nụ cười của Vương Tử Quân, hắn thầm nghĩ ngài chỉ cần nói đến ủy ban nhân dân tỉnh là được, phía tỉnh ủy bên kia còn chưa đến lượt phải quan tâm sau khi tiến chân trình nghiêu quảng thì vương tử quân đi lại hai ba bước trong phòng, sau đó hắn gọi điện thoại cho Trương Tề Bảo, thư ký trưởng Tề Bảo, anh sắp xếp một chút để cho cục thủy lợi bên kia tiến hành xử lý vụ việc ở sông Thanh Lãng, các đơn vị khác phối hợp cho tốt. Chủ tịch, phía thành phố Đồng Lục, Trương Tề Bảo biết rõ vương tử quân đã hạ quyết tâm, hắn tuy hiểu chủ tịch vương nghiêm khắc thái quá, thế nhưng hắn làm thư ký trưởng, hắn căn bản phải trăm phần trăm giúp đỡ công tác của chủ tịch tỉnh. Vương Tử Quân phất phất tay nói, đốc xúc thành phố đồng lục phối hợp. Trong một gian phòng ở khách sạn thịnh thế, Bạch Hoa Niệp đang tiếp đón giám đốc chi nhánh của tập đoàn thần khí ở tỉnh Mật Đông. Bạch Hoa Niệp có độ tuổi tương đồng với người này, năm xưa hắn làm giám đốc chi nhánh ở tỉnh có quan hệ bạn bè với người này, thế nên bây giờ gặp mặt sinh ra cảm giác rất tự nhiên. Anh Vương, đã nửa năm trôi qua rồi, vì sao công trình còn tiến triển chậm chạp bất động như vậy? Tôi nhắc nhở anh một chút, có nhiều người dõi mắt nhìn vào khu biệt thự an dưỡng của chúng ta, tôi là tổng giám đốc tập đoàn thế nhưng cũng không thể nào cứ mãi vung roi bắt làm việc mà không cho người ta an dưỡng được. Anh Vương tuy trong lòng không vui vì ánh mắt nghiêm khắc của Bạch Hoa Niệp, thế nhưng hắn vẫn hiểu câu nói quan cao hơn một cấp ép chết người, hắn không khỏi cười ha hả nói, tổng giám đốc Bạch, anh một lòng suy nghĩ vì các nhân viên trong tập đoàn, tất cả mọi người đều hiểu rõ điều này. Ngài nóng lòng vì chuyện này, tôi còn nóng lòng hơn cả, tôi căn bản là không có thể diện để gặp ngài. Giám đốc Phương nói những lời như vậy làm cho Bạch Hoa Niệp cảm thấy rất hưởng thụ, nhưng hắn chỉ mỉm cười nhìn giám đốc Phương, chờ người này nói tiếp. Giám đốc Phương cũng là hạng người giỏi nhìn mặt nói chuyện, tuy hắn mãi không được điều động nhưng bây giờ cũng hiểu vận mệnh của mình kéo đến, cũng không phải là hắn không đủ năng lực. Hắn thấy Tổng Giám đốc Bạch đắc ý vì mình hạ thấp tư thái, thế là biết mình gãi đúng chỗ ngứa của lãnh đạo, hắn càng mở miệng không thèm che đậy miệng, tổng giám đốc bạch, bây giờ cấp tỉnh hay thành phố đều cho ra thông báo, đặc biệt là cục thủy lợi cho ra thông báo phá rỡ toàn bộ công trình của chúng ta, dưới tình huống này. Thế nào, anh chuẩn bị không làm gì cả sao? Gương mặt của bạch hoa niệp chợt trầm xuống. Không phải, tổng giám đốc bạch, tuy tôi kiên trì xây dựng, thế nhưng... Bọn họ giám sát 24 trên 24, làm cho công trình chậm tiến độ, tôi cũng không còn cách nào ra tay. Giám đốc Phương nhìn về phía Bạch Hoa Niệp rồi dùng giọng buồn rầu nói. Bạch Hoa Niệp biết rõ chuyện này không thể trách giám đốc Phương, dù sao thì mấu chốt sự việc là ở Vương Tử Quân, nếu như không thu phục được Vương Tử Quân, như vậy cục diện bị động này sẽ khó tránh khỏi. chương 1798 Một tự tay ướp quả đắng Ừ, sau khi quay về thì anh cứ yên tâm đốc xúc tiến độ công trình, còn những chuyện khác thì anh không cần quan tâm. Bạch Hoa Niệp phất phất tay nói với giám đốc Phương. Giám đốc Phương trầm ngâm dây lát, sau đó dùng giọng không yên lòng nói, tổng giám đốc Bạch, nếu như bọn họ tiếp tục đến cản trở thi công thì sao? Hừ, tôi xem còn ai dám cản trở thi công, anh không phải không biết lần này tôi đến vì cái gì. Bạch Hoa Niệp nói rồi chỉ vào chiếc tivi lớn trong phòng. Lúc này trên màn hình tivi là hình ảnh hắn và Sầm Vật Hương đang ngồi trò chuyện vui vẻ trong phòng khách quý của khách sạn Thịnh Thế, còn có cả nhóm người Vương Tử Quân. Giám đốc Vương thấy tình cảnh này thì vui vẻ ra mặt, hắn dùng giọng nịnh nọt nói: "Tổng giám đốc Bạch, ngài thật sự không phải người thường, nhìn tình cảnh này căn bản là quá long trọng, thiếu chút nữa người ta lại cho rằng là cuộc gặp gỡ giữa lãnh đạo hai nước." Giám đốc Vương nói đúng điểm đắc ý của Bạch Hoa Niệp mặc dù bạch hoa niệp cố gắng không biểu hiện cảm giác ra gương mặt, thế nhưng thật lòng thì vẫn thầm nghĩ như vậy. Anh Vương, những lời như của anh thì chỉ nên nó ở chỗ tôi nhưng đừng cho người khác nghe thấy, nếu không thì tôi sẽ bị mắng xối xả. Giám đốc Phương thấy Bạch Hoa Niệp vui vẻ thì không khỏi càng thêm cung kính, Tổng Giám đốc Bạch, ngài rõ ràng là đang khiêm tốn, tôi nói lời này căn bản đã được trải qua khảo chứng thực tế. Dưới lời nịnh nọt của Giám đốc Phương, Bạch Hoa Niệp càng thêm hưởng thụ, hắn vỗ lên vai của Giám đốc Vương rồi nói, anh Vương, tôi coi trọng Phương Diện chăm chỉ công tác, làm việc yên tâm. Tôi hy vọng sau này khu biệt thự An Dưỡng sẽ được đưa vào sử dụng. Tổng Giám đốc Bạch nói đúng, sau khi trở về thì tôi nhất định sẽ đốc xúc bọn họ gia tăng tiến độ, đến khi nào khu biệt thự An Dưỡng được vận hành, Tổng Giám đốc Bạch kính mong ngài tự mình đề chữ cho biển hiệu của khu An Dưỡng. Cái này không là vấn đề. Bạch Hoa Niệp buổi tối có uống chút rượu, bây giờ hào hứng khá cao, hắn vung tay nói, anh cứ yên tâm, đến khi đó tôi sẽ đến tự tay cắt băng khánh thành khu an dưỡng. Giám đốc Phương thật lòng muốn làm tốt quan hệ với Bạch Hoa Niệp, lúc này hắn càng cúi người thật sâu. Sau khi nói thêm vài câu thì Giám đốc Phương lại khẽ nói, Tổng Giám đốc Bạch, ngài có nên làm chút công tác với Chủ tịch Phương bên kia không? Dù sao chúng ta ở Mật Đông cũng không thiếu liên hệ với Chủ tịch Phương. Bạch Hoa Niệp khoát tay áo nói, những chuyện này anh không nên quan tâm, tôi sẽ xử lý tốt. Tuy giám đốc Vương còn muốn đề nghị vài câu, thế nhưng khi hắn nhìn vào gương mặt mất kiên nhẫn của Bạch Hoa Niệp, cuối cùng cũng phải thu hồi lời nói của mình. Tút tút tút, tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên, Bạch Hoa Niệp nhìn thoáng qua chiếc điện thoại mình đặt trên bàn, phát hiện đó không phải là điện thoại của mình. Lúc này giám đốc Vương xấu hổ muốn tắt điện thoại đi. Tuy Bạch Hoan Niệp không hài lòng vì lúc này điện thoại của giám đốc Vương lại vang lên, thế nhưng hắn vẫn hào sảng phất tay nói anh nghe máy đi. Giám đốc Vương biết lúc này tắt máy cũng không còn nhiều ý nghĩa, điện thoại của hắn chỉ người thân mới biết được, thế là hắn không khỏi mở miệng khiển trách cậu gọi điện thoại làm gì. Không phải tôi nói tối nay sẽ về sao? Cái gì? Tiểu lý cậu nói gì? Thông báo phá rỡ đã được truyền xuống rồi sao? Gương mặt giám đốc Vương lấm tấm mồ hôi, hắn nhìn thoáng qua Bạch Hoa Niệp rồi trầm giọng nói, cậu nói rõ nội dung cho tôi xem. Bạch Hoa Niệp vốn cũng không quan tâm xem giám đốc Phương gọi điện thoại nói cái gì, thế nhưng câu nói liên quan đến thông báo phá rỡ làm cho hắn lên tinh thần, hắn nhìn giám đốc Phương, chợt hiểu ra vấn đề. Sau khi giám đốc Phương đặt điện thoại xuống, Bạch Hoa Niệp cũng không lên tiếng, chỉ dùng ánh mắt chầm chầm nhìn giám đốc Phương. Lúc này giám đốc Phương dùng giọng có chút bối rối nói, Tổng giám đốc Bạch, Cục Thủy Lợi đã cho ra thông báo yêu cầu phá rỡ công trình khu biệt thự an dưỡng, yêu cầu chúng ta phải phá rỡ trong thời gian 3 ngày tới, nếu không sẽ tiến hành cưỡng chế. Bạch Hoa Niệp nhìn Giám Đốc Phương, lúc này hắn đã bình tĩnh lại, hắn khoát tay áo với Giám Đốc Phương rồi nói, chuyện này anh không cần phải gấp, thông báo với bọn họ, các anh cứ tiếp tục làm việc, không có chuyện gì cả. Giám Đốc Phương nhìn bộ dạng bình tĩnh tự nhiên của Bạch Hoa Niệp, thế là không khỏi cảm thấy tranh lệch giữa mình và tổng giám đốc bạch là khá lớn hắn khẽ cười nói tổng giám đốc bạch tôi biết rồi vừa rồi tôi cũng thật sự giật mình bạch hoa Niệp hừ một tiếng nói lát nữa tôi sẽ gọi điện thoại cho bí thư sầm anh chỉ cần thành thật làm tốt công việc của mình là được bạch hoa nghiệp nói rồi phất tay áo rất có khí độ của lãnh đạo tỏ ý cho giám đốc phương rời đi thành tây của thành phố đồng lục nơi đây hoa cỏ khắp nơi phong cảnh như tranh vẽ, cây xanh tươi mát, núi sông xanh biêng biếc, dòng sông liên tục cuộn chảy như một giải lụa, thật sự làm cho người ta sinh ra cảm giác như muốn hòa mình vào thiên nhiên. Nhưng lúc này ở nơi khung cảnh tươi đẹp như vậy lại có không ít người đang bận rột, đó đều là những nhân viên công tác mặc chế phục, nhìn qua sẽ biết đến từ nhiều hệ thống khác nhau. Cũng vì nguyên nhân này mà nhiều người nhìn qua sẽ biết có sự kiện trọng đại sắp xảy ra. Các anh không thể làm việc khinh suất như vậy được, Tôi nói cho các anh biết, lãnh đạo của chúng tôi đã tiến hành liên hệ với bí thư sầm, công trường của chúng tôi vẫn có thể tiếp tục thi công. Giám đốc Vương mặc áo sơ mi đã ướt đẫm mồ hôi liên tục mở miệng khàn cả giọng, hắn nóng lòng nói với phó chủ tịch thành phố Đồng Lục. Vị phó chủ tịch kia cũng có giao tình với giám đốc Vương, lúc này thấy bộ dạng của giám đốc Vương thì có chút thương cảm, thế nhưng hắn không làm chủ được sự việc này. Hắn chỉ có thể trầm giọng nói, "Anh Vương, Tôi cũng hiểu lời nói của anh, thế nhưng anh cũng nên thông cảm cho chúng tôi, chúng tôi là người làm công vụ, căn bản phải thực hiện theo chỉ thị của lãnh đạo. Được rồi, anh đừng đứng đây ngăn đón nữa, chúng ta phối hợp với nhau làm tốt công tác." Viên phó chủ tịch thành phố tiến lên kéo tay giám đốc Phương Thế nhưng không kéo được, thế là hắn phất tay với vài người sau lưng, "Đi, chúng ta mời giám đốc Phương lên xe, tôi có vài việc cần thông báo." Giám đốc Phương là lãnh đạo của tập đoàn thần khí ở chi nhánh Mật Đông, hắn thấy tình cảnh này dù là mình có cố gắng cũng không ngăn cản được. Nhưng dù thế nào hắn cũng phải bày ra tư thái của mình, nếu không thẹn quá hóa giận như thế này, chỉ sợ Bạch Hoa Niệp sẽ không tha cho hắn. Chủ tịch cổ, chúng ta cũng không phải là người ngoài, anh cũng không cần như vậy. Sau khi lên xe thì giám đốc Phương dùng giọng điệu âm trầm nói. Trường 1798, hai tự tay ướp quả đắng chủ tịch cổ cười khổ một tiếng nói giám đốc vương tôi cũng không có cách nào khác với giao tình của anh em chúng ta cần gì phải như thế này uống một ly trà trò chuyện không phải tốt hơn sao anh có thể cho tôi một ngày được không tôi chỉ cần một ngày thôi giám đốc vương kéo tay chủ tịch cổ hắn trầm giọng nói anh cổ tôi cũng hiểu khó xử của anh chỉ cần anh cho tôi một ngày thì sẽ được sẽ không có vấn đề gì liên quan đến ngài một ngày cũng không quá lâu chủ tịch cổ trầm ngâm một chút rồi khẽ nói lời này của hắn không khỏi làm cho giám đốc vương vui sướng hắn giống như gặp được bạn lâu năm thế là vỗ vỗ lên vai của chủ tịch cổ rồi nói anh đúng là bạn trí cốt của tôi sau sự việc này tôi nhất định sẽ bỏ tiền mời anh dùng bữa cơm nhưng anh vương tôi cũng chỉ là một người lãnh đạo trong đoàn mà thôi anh nhìn về phía bên kia xem chủ tịch cổ nói rồi chỉ về phía một sườn núi lãnh đạo đều đang ở đó xem xét anh cảm thấy lời nói của tôi có tác dụng sao? Chủ tịch cổ, anh có thể đưa tôi đến gặp mặt vài vị lãnh đạo của anh có được không? Mong các vị lãnh đạo cho chúng tôi rôi ra chút thời ghen, mong các vị cứ yên tâm, chuyện này nếu như giám đốc bạch của chúng tôi không bàn được, chúng tôi sẽ tuyệt đối tự xử lý. Giám đốc Phương cũng là người nhiều năm tu luyện, chỉ cần nhìn bộ dạng của chủ tịch cố thì nhanh chóng thay đổi ý nghĩ của mình. Chủ tịch cố thở dài một hơi nói, giám đốc Phương, thôi bỏ đi, anh cũng đừng như vậy nữa. Nói thật thì trước đó tôi đã đề cập ý kiến với anh rồi, nơi này là đường sông, bây giờ phong cảnh đẹp đẽ, thế nhưng khi lũ lụt xuất hiện, chỉ sợ công trình này sẽ làm cho cả thành phố đồng lục ngập nước. Chủ tịch cố, anh nói đến việc lũ lụt sao, 20 năm qua chưa từng xuất hiện qua, anh cầm chuyện này để nói chẳng phải là cảm thấy trí thông minh của tôi có vấn đề sao. Giám đốc Phương nói đến đây thì kéo tay của chủ tịch cổ nói, chủ tịch cổ, anh cổ, anh giúp tôi một lần được không? Chủ tịch Cổ lắc đầu nói, anh Vương, chúng ta đã liên hệ với nhau khá nhiều, tôi cũng không phải khách khí với anh, chuyện này chủ tịch Vương cực kỳ coi trọng, tôi cũng không dám gây khó dễ. Chủ tịch Vương đã yêu cầu thư ký giám sát sự việc này, đừng nói là tôi, cho dù là bí thư Lôi cũng không còn cách nào khác. Ầm, uhm, một tiếng nổ lớn vang lên, một căn nhà hai tầng bị máy ủi cỡ lớn đẩy ngã trên mặt đất giám đốc Phương còn định lên tiếng, thế nhưng khi âm thanh kia vang lên thì nuốt lời vào bụng. Hắn biết mình nói gì bây giờ cũng không còn ý nghĩa nữa. Triệu Hiểu Bạch đứng trên sườn núi nhỏ, tuy đứng ở một phía rìa nhưng lại là trung tâm của cả khu vực này, ở gần bên cạnh chính là bí thư lôi hợp tuấn của thành phố Đồng Lục. Lôi hợp tuấn vốn có thể không đến, thế nhưng cuối cùng vẫn phải đến sau khi tòa nhà phía bên kia bị ủi sập thì hắn nhìn sang nói với Triệu Hiểu Bạch, cậu Hiểu Bạch, đã bắt đầu thì không nên dừng lại, anh đã làm thì cậu cứ yên tâm, đến chiều nhất định sẽ quét sạch những căn nhà xây dựng không theo quy định này. Trong thời gian 3 ngày sau sẽ làm sạch sẽ mở lại dòng chảy của sông Thanh Lãng. Nơi này rất nóng, chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi thôi. Trước kia Triệu Hiểu Bạch có quan hệ không tệ với Lôi Hợp Tuấn, nếu như trước đó Lôi Hợp Tuấn nói lời này, như vậy hắn sẽ nể mặt nhưng tình huống bây giờ lại khác triệu hiểu bạch là thư ký của vương tử quân hắn cảm thấy bây giờ chủ tịch vương có bất hòa với lôi hợp tuấn thế nhưng ngoài mặt thì hắn vẫn cho lôi hợp tuấn thể diện khá cao bí thư lôi chủ tịch vương yêu cầu tôi đến xem tôi còn phải xem cho kỹ càng dù sao đây là lần đầu tiên một mình tôi đi ra không thể để cho chủ tịch vương cảm thấy tôi dùng mánh lưới để trốn tránh công tác được gương mặt béo của lôi hợp tuấn lộ ra nụ cười khổ, hắn biết rõ từ khi mình cho ra quyết định kia sẽ có kết quả này, nhưng dưới tình huống đó hắn không còn lựa chọn nào khác. Nhưng dù có khổ cực như thế nào thì vẫn phải phá rỡ, bí thư sầm mặc dù bảo vệ lôi hợp tuấn, thế nhưng ở phương diện pháp luật thì không thể làm trái đi được. Ôi! Tôi không làm tốt công tác mới dẫn đến phiền toái lớn như vậy. Lôi hợp tuấn nói như vậy cũng không phải là qua loa cho xong, hắn lúc này thật sự hối hận nếu như trước kia hắn kiên quyết hơn, như vậy sẽ không rơi vào thế bị động như hôm nay. Triệu Hiểu Bạch nhìn đám người bận rộn phía bên kia, hắn không khỏi cảm thấy có vài phần hào hùng. Lúc này hắn không phải là người có chức vụ cao nhất ở đây, ngay cả lôi hợp tuấn cũng phải chạy đến trưng cầu ý kiến của hắn, cục trưởng trình như quảng của cục thủy lợi cũng theo sát bên cạnh. Những người này sao lại phải làm như vậy, còn không phải bọn họ đến vì chủ tịch vương sao, Triệu Hiểu Bạch nghĩ đến chủ tịch Vương thì trong lòng chợt xuất hiện tình cảnh học lịch sử năm xưa, khi được học đến bài Hạng Võ được gặp mặt Tần Thủy Hoàng. Đại trưởng phu cũng chỉ như thế là cùng. Triệu Hiểu Bạch nghĩ đến Vương Tử Quân, lúc này Vương Tử Quân đang tiếp điện thoại, người gọi đến là Sầm Vật Cương. Thế nhưng tuy điện thoại nối thông, chẳng qua hai người lại nói quá ít, không có mấy lời để nói. Vương Tử Quân hiểu rõ Sầm Vật Cương gọi điện thoại đến cho mình là vì cái gì thế nhưng sự việc này đã là tên bắn ra không thể quay đầu hơn nữa vương tử quân căn bản chưa từng có hai chữ hối hận trong sự kiện này sau một phút trầm mặc thì sầm vật cương nói một câu chủ tịch tử quân đối với những chuyện lớn có lẽ cần phải được thông qua hội nghị thường ủy để nghiên cứu xem xét bí thư ngài nói rất đúng thế nhưng những sự việc trái pháp luật thì không thể cho đi ngang qua sân khấu được sau khi vương tử quân nói xong thì sầm vật cương bên kia cũng cúp máy Mặc dù Vương Tử Quân căn bản chuẩn bị đầy đủ tâm lý với cuộc điện thoại của Sầm Vật Cương, thế nhưng thái độ của Sầm Vật Cương bên kia làm cho hắn có chút tiếc nuối. Chuông điện thoại lại vang lên, Vương Tử Quân nhìn thoáng qua màn hình điện thoại, là một dãy số lạ. Hắn suy nghĩ giây lát, sau đó nghe máy, chào anh, tôi là Vương Tử Quân. Chào Chủ tịch Vương, tôi là Bạch Hoa Niệp giọng nói bên kia tuy có vẻ bình thản thế nhưng vương tử quân biết rõ chủ nhân của nó căn bản giống như một ngọn núi lửa sắp tuôn trào chào tổng giám đốc bạch anh có chuyện gì sao bạch hoa niệp cũng không còn khách khí như vừa rồi hắn lạnh lùng cười nói vừa rồi tôi đã đi đến xem xét hiện trường phá dở chủ tịch vương thật sự là ra tay rất mạnh có một số việc không thể nào thỏa hiệp vương tử quân nghiêm trang nói tổng giám đốc bạch Ban đầu anh chọn vị trí này thì nên biết sớm muộn cũng có ngày như vậy, vì đó là con đường sông quan trọng trong việc điều tiết lũ. Anh nói xem, vài triệu quần chúng của thành phố Đồng Lục quan trọng hay là khu an dưỡng của anh quan trọng hơn. chương 1799, một có phúc thì không cần bận rộn, không có phúc chỉ hoang mang rối loạn mà thôi. Bạch Hoa Niệp không chờ Vương Tử Quân nói xong mà lên tiếng cắt ngang lời, Chủ tịch Vương, anh nói những lời này cũng không còn ý nghĩa gì nữa, những lời này của anh chỉ có thể dùng để đi dỗ con nít mà thôi đồng thời tôi gọi đến cho anh cũng là vì nói cho anh biết tôi đang ở sân bay nửa giờ sau sẽ đi đến tỉnh tây tường bạch hoa niệp nói đến đây thì giọng điệu có vài phần khoái cảm chủ tịch vương bí thư sầm của các anh không phải hy vọng hạng mục của chúng tôi ngụ lại trong mật đông sao tôi nói cho anh biết việc này không cần bàn nữa tôi sẽ đi đến tây tường ký hợp đồng các anh đừng nằm mơ nữa Vương tử quân cúp điện thoại mà không khỏi bật cười, chỉ là nụ cười của hắn có chút quỷ dị. Lúc này trong khách sạn Tường Vân của tỉnh Tây Tường có thể nói là đầy khách quý, Chủ tịch Trần Tường Vũ ngồi trò chuyện thân thiết bên cạnh Bạch Hoa Niệp. Trần Tường Vũ vốn là người phong độ nhẹ nhàng, lúc này càng làm cho người ta sinh ra cảm giác như tắm gió xuân. Chủ tịch Trần, chúng tôi căn bản cực kỳ có thành ý ở phương diện đầu tư vào tỉnh Tây Tường, hơn nữa tỉnh Tây Tường có không ít tài nguyên mà chúng tôi cần, Thế nhưng điều mà tôi coi trọng hơn cả chính là những chính sách ưu đãi của Tây Tường với tập đoàn thần khí chúng tôi. Điều này chính là phương diện quan trọng nhất để cho chúng tôi cảm thấy yên tâm. Bạch Hoa Niệp căn bản cực kỳ nhiệt tình với Trần Tường Vũ, thế nhưng hắn căn bản là tự nói tự biết, giống như lúc này trong lòng có cảm giác đè nén khó thể tiết chế. Trần Tường Vũ nở nụ cười chân thành nói, Tổng Giám Đốc Bạch chọn tỉnh Tây Tường để hợp tác, lúc này Tây Tường chúng tôi mong Tổng Giám Đốc Bạch cứ yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ cố gắng hỗ trợ tốt nhất cho doanh nghiệp nếu có thể. Tôi đây rất yên tâm, thế nhưng có điều kính mong Chủ tịch Trần cũng đừng quá chú ý. Bạch Hoa Niệm nói đến đây thì gương mặt có nụ cười thần bí. Trần Tường Vũ có chút buồn bực, hắn dùng giọng kỳ quái nói, Tổng Giám Đốc Bạch, có gì thì anh cứ nói, chúng tôi nếu làm được thì sẽ cố gắng thỏa mãn. À, chuyện này tôi tin Chủ tịch Trần có thể làm được. Bạch Hoa Niệp nói đến đây thì chậm rãi nói tiếp, tôi chuẩn bị thay đổi một chút về hạng mục đầu tư này. Trần Tường vũ chợt ngây cả người, hạng mục của tập đoàn thần khí vốn đầu tư hai chục tỷ, chẳng lẽ lại thay đổi rồi sao? Tuy hắn có chút bức bối thế nhưng vẫn dùng giọng ân cần nói, anh cứ nói đi. Bạch Hoa Niệp nhìn gương mặt chợt biến đổi của Trần Tường Vũ, hắn không khỏi có vài phần tự đắc, chủ tịch Trần, khu sản xuất này có vị trí chiến lược quan trọng của tập đoàn thần khí, Tôi đã xin chỉ thị của lãnh đạo, sẽ chuẩn bị tăng thêm 10 tỷ thêm vào 20 tỷ đầu tư ban đầu. Thêm vào 10 tỷ, rõ ràng là một chuyện lớn bằng trời. Trần Tường Vũ chố mắt dây lát rồi không khỏi vỗ tay cười lớn. Tổng giám đốc Bạch, cảm ơn ngài đã coi trọng Tây Tường. Lúc này tỉnh Tây Tường sẽ cố gắng làm tốt công tác phục vụ, căn bản không để cho ngài thất vọng. Bạch Hoa Niệp nghe Trần Tường Vũ nói như vậy mà trong lòng có vài phần không vui đã được áp chế. Trần Tường Vũ là một người có độ tuổi đang ở vào giai đoạn hào hoa phong nhã, không đến vài năm nữa sẽ tiến lên, thế cho nên tập đoàn Thần Khí đầu tư như vậy không khác nào làm cho Trần Tường Vũ có thêm nhiều thành thích để tiến lên. "Chủ tịch Trần, sở dĩ tôi chọn tỉnh Tây Tường, chủ yếu là vì ngài. Thật ra nếu nói về phương diện địa vực và điều kiện tiện lợi, phương diện này mật đông thích hợp với tập đoàn Thần Khí chúng tôi hơn." Bạch Hoa Niệm nói đến đây thì không khỏi dùng giọng nặng nề tiếp tục nhưng đáng tiếc không phải là Chủ tịch Trần làm lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Mật Đông. Vào vị trí của Trần Tường Vũ thì có một vài tin tức không phải là bí mật, Bạch Hoa Niệp là cánh chim gãy cánh trong tay của Vương Tử Quân căn bản là việc quá rõ ràng với hắn. Tuy hắn cảm thấy Vương Tử Quân chấp pháp quá mức, thế nhưng những hành động như vậy căn bản phù hợp với lẽ thường. Trần Tường Vũ ánh xạ sự kiện Bạch Hoa Niệp với Vương Tử Quân, cảm thấy Bạch Hoa Niệp tuy khen mình nhưng lại có ý nghĩ khác thế nên có chút không thoải mái. Bạch Hoa Niệp mặc dù là người lãnh đạo cao cấp của tập đoàn thần khí, thế nên nói về cấp bậc cũng không quá quan trọng, chủ yếu là người này không biết mình chưa có tư cách đánh đồng với Vương Tử Quân. Tất nhiên Trần Tường Vũ nghĩ như vậy nhưng ngoài miệng lại không nói ra, hắn thay đổi chủ đề, cảm ơn Tổng Giám Đốc Bạch đã khen ngợi, bí thư chung của chúng tôi đã đi khảo sát công tác, sáng nay không về được, anh ấy vừa nói với tôi buổi tối sẽ mở tiệc chào đón ngài. Tuy Bạch Hoa Niệp là khách quý nhưng Trần Tường Vũ còn có nhiều công tác, hắn không thể nào đi theo suốt hành trình cho được. Sau khi dùng cơm trưa xong thì Trần Tường Vũ để lại một vị phó chủ tịch thường vụ làm bạn với Bạch Hoa Niệp, chính mình thì đi xử lý công tác. Sau vài ngày buôn ba mệt nhọc thì Bạch Hoa Niệp cảm thấy thể xác và tinh thần rất mỏi mệt, giống như có cảm giác suy sụp. Sau khi nói chuyện với Trần Tường Vũ, hắn càng phát ra được khá nhiều bực bội, hắn cầm điều khiển mở TV lên xem, không ngờ lại thấy được hình cảnh khu biệt thự an dưỡng của mình ở mật đông bị cưỡng chế phá rỡ. Tuy Bạch Hoa Niệp đầu tư xây dựng cơ bản khu biệt thự an dưỡng còn chưa đến 100 triệu, thế nhưng dù sao đó cũng là tiền, hơn nữa hắn cũng là người tự quyết định xây dựng khu an dưỡng bên dòng sông Thanh Lãng thành phố Đồng Lục. Chuyện này bây giờ có thể che giấu được, thế nhưng trong công tác kế tiếp, nhất định sẽ có người nhắc về vấn đề này. Nếu có người nhắc đến, ít nhất cũng là một hành động sai lầm của mình. Bạch Hoa Niệp cắn răng, càng có thêm vài phần oán giận Vương Tử Quân. Làm sao để cho Vương Tử Quân kia biết tay? Hắn lại mở đài truyền hình tỉnh Mật Đông, lúc này trên chương trình thời sự là một chủ tịch Vương đang tiếp đãi khách nước ngoài. Vương Tử Quân có bộ dạng phong độ nhẹ nhàng, đang ngồi trong phòng khách sặc sỡ khí phái, càng có khí thế của một vị lãnh đạo cấp cao. Gạch chéo. Người này hình như có chút đắc ý. Bạch Hoa Niệp thầm nghĩ như vậy mà căm hận đến ngứa răng. Người kia mang đến cho hắn không ít phiền toái, làm cho tâm tình của hắn trở nên rối loạn. Hắn thật sự muốn hét lên một tiếng thế nhưng không dám, công tác của người kia thật sự làm cho người ta cảm thấy quá chán ghét. Bạch Hoa Niệp là người thông minh, hắn biết rõ có nhiều người ở mật đông động tâm vì hạng mục của mình, ví dụ như bí thư tỉnh ủy sầm vật cương, người này cực kỳ nóng lòng với mình đáng tiếc là sầm vật cương không thể giúp đỡ được mình. chương 1799, hai có phúc thì không cần bận rộn, không có phúc chỉ hoang mang rối loạn mà thôi. Sầm vật cương là bí thư tỉnh ủy, thế nhưng lại không có quyền quyết định thay đổi ý kiến của một vị chủ tịch tỉnh trong sự kiện này, như vậy cũng xem như quá uất ức rồi. Bạch Hoa Niệp cũng không biết thượng cấp coi trọng sầm vật cương kia ở điểm nào, một người như vậy mà sắp được điều động tiến lên sao. Sau khi cố gắng phát tiết sự bực bội về Sầm Vật Cương, Bạch Hoa Niệp bắt đầu gọi điện thoại cho Sầm Vật Cương. "Chào ngài, tôi là thư ký của bí thư Sầm, xin hỏi ngài là ai?" Điện thoại được nối thông, chợt nghe giọng nói của một người đàn ông trẻ tuổi vang lên. Bạch Hoa Niệp từng gặp qua thư ký của Sầm Vật Cương, thế nhưng hắn không thể nhớ rõ người này tên họ là gì. Hắn nhanh chóng cười ha hả nói, "Chào cậu, tôi là Bạch Hoa Niệp của tập đoàn Thần Khí." bí thư sầm bây giờ có rãnh không? Viên thư ký căn bản không xa lạ gì vị giám đốc doanh nghiệp làm cho hai vị lãnh đạo chủ yếu của tỉnh ủy có ý kiến trái ngược nhau. Hắn biết bí thư sầm cực kỳ coi trọng người này, thế nên nhanh chóng nói, ngài chờ một chút, tôi sẽ đi hỏi xem bí thư sầm có thời gian hay không. Nửa phút sau chợt nghe thấy đầu dây bên kia vang lên giọng nói của sầm vật cương, chào tổng giám đốc bạch, tôi là sầm vật cương. Chào bí thư sầm, lúc này mạo muội quấy giày mong ngài tha thứ cho. Bạch Hoa Niệp lúc này cực kỳ lễ phép, giọng nói cũng là phong độ nhẹ nhàng. Sầm vật cương cười ha hả nói, tổng giám đốc Bạch luôn là bạn bè tốt, có gì mà quấy giày hay không? Ôi, ngài cũng đừng quá nuông chiều tôi như vậy, nếu như tôi thường xuyên gọi điện thoại quấy giày ngài, như vậy ngài cũng cảm thấy rất phiền phức. Bạch Hoa Niệp xem như đã làm tốt mối quan hệ với sầm vật cương, hắn chuẩn bị nói ra thêm vài ba câu thân cận sau khi nói thêm vài câu thì bạch hoa niệp chợt nói bí thư sầm bây giờ tôi ở tỉnh tây tường khi đi tôi cũng không cáo biệt với ngài kính mong ngài tha thứ cho khi nào ngài về thủ đô học thì nhất định phải gọi điện thoại cho tôi tôi đã quấy dày ngài khá lâu cảm thấy tiếc nuối vì hai bên không thể hợp tác vui vẻ với nhau tôi thật sự có vài phần hỗ thẹn bạch hoa niệp nói đến đây thì lại dùng giọng hời hợt nói bí thư sầm Lúc này tập đoàn Thần khí đã đạt thành hiệp nghị sơ bộ về phương diện đầu tư vào tỉnh Tây tường, muốn đầu tư 30 tỷ xây dựng khu sản xuất mà điều kiện của tỉnh Tây tường bên này cũng rất tốt. Sầm Vật Cương đột nhiên có chút chán ghét Bạch Hoa Nghiệp, một người đường đường là lãnh đạo doanh nghiệp sao lại có ý nghĩ xấu xa như vậy? Người ta thường nói có tư tưởng thì đi được xa, những người có suy nghĩ hạn hẹp thế này sao có thể làm chuyện gì lớn cho được? Nhưng 30 tỷ cũng làm cho sầm vật gương có chút tiếc nuối, lão khẽ hỏi một câu, không phải là 20 tỷ sao? À, trải qua sự phê chuẩn của ban lãnh đạo tập đoàn thần khí, chúng tôi chuẩn bị tăng thêm 10 tỷ để đề cao trình độ của khu sản xuất. Bạch Hoa Niệp giống như cực kỳ thoải mái, lúc này trong đầu tràn ngập cảm giác khoái cảm trả thù. Khốn kiếp, anh đã làm cho tôi xấu hổ như vậy, tôi cần phải giúp đỡ tỉnh Tây Tường phát triển kinh tế, cho các anh đau đớn muôn đời sầm vật cương không phải là hạng người thường, lúc này lão cười ha hả nói, nếu Tổng Giám Đốc Bạch đã quyết định đầu tư vào Tây Tường, như vậy tôi chúc anh hợp tác vui vẻ, nhưng chúng ta mua bán không thành thì vẫn còn tình nghĩa, cũng đừng quên người bạn già này là được. Bạch Hoa Niệp cúp điện thoại với sầm vật cương, hắn không khỏi có chút tiếc nuối. Hắn cảm thấy sầm vật cương cũng không đau đớn giống như mình mong đợi, giống như đã thản nhiên tiếp nhận chuyện này. Nếu như Vương Tử Quân nghe nói mình đầu tư thêm vào ở tỉnh Tây Tường, số tiền tổng cộng là 30 tỷ, như vậy sẽ sinh ra cảm giác gì? Bạch Hoa Niệp chợt sinh ra ý nghĩ như vậy, hắn muốn gọi điện thoại cho Vương Tử Quân, thế nhưng lại nhanh chóng chối bỏ ý nghĩ của mình. Bây giờ mình gọi điện thoại cho Vương Tử Quân không phải là quá mức thấp kém rồi sao? Bạch Hoa Niệp chuẩn bị nghỉ ngơi một chút, hắn định tắt điện thoại di động, lúc này chuông điện thoại chợt vang lên điên cuồng bạch hoa niệp nhìn qua màn hình điện thoại vẻ mặt trở nên cực kỳ nghiêm túc mặc dù hắn là lãnh đạo đứng đầu tập đoàn thần khí thế nhưng có một số việc hắn cần phải nghe theo lãnh đạo thượng cấp tất nhiên đó là lãnh đạo trực tiếp của hắn sau khi nối thông điện thoại thì bạch hoa niệp trầm giọng nói chào chủ nhiệm đỗ tôi là bạch hoa niệp tổng giám đốc bạch tập đoàn thần khí các anh là có chuyện gì xảy ra vì sao các anh lại xây dựng khu an dưỡng chắn dòng chảy của con sông Thanh Lãng? Anh có biết quyết sách không khoa học của mình cuối cùng tao nên ảnh hưởng gì cho công ty hay không?" Đỗ Song Ngư ở đầu dây bên kia lên tiếng bằng giọng điệu cực kỳ nghiêm khắc. Tuy cấp bậc của Đỗ Song Ngư tương tự như với Sầm Vật gương, thế nhưng quan huyện không bằng quan đang nắm quyền lợi trực tiếp, Sầm Vật gương lại không có quan hệ lệ thuộc gì với Đỗ Song Ngư thế cho nên Bạch Hoa Niệp đối diện với sầm vật cương và cảm thấy không có gì là thấp kém hơn. Nhưng nếu như so với Đỗ Song Ngư, hắn là thủ hạ của người ta, vị trí của Đỗ Song Ngư quyết định quyền lên tiếng. Bạch Hoa Niệp không dám đắc tội với Đỗ Song Ngư. Bạch Hoa Niệp vội vàng giải thích, chủ nhiệm Đỗ, chuyện này chúng tôi đã có trải qua luận chứng, điều này. Dòng sông kia đã 20 năm rồi chưa từng xảy ra lũ lụt. Được rồi, Tôi không cần anh nói về vấn đề này. Tổng giám đốc Bạch, lúc này đơn vị đã xem xét những kết quả điều tra thực địa về địa phương thiết lập khu sản xuất của tập đoàn Thần khí, phát hiện địa phương thích hợp nhất là tỉnh Mật Đông. Nguyên nhân cũng là vì Mật Đông không những có tài nguyên phong phú, còn có hoàn cảnh đầu tư rất tốt, có thể giảm bớt chi phí đầu tư. Tôi thấy hay là thế này, anh đến Mật Đông tìm bí thư Sầm và chủ tịch Vương bàn chuyện, mong bọn họ giúp đỡ phương diện xây dựng của tập đoàn chúng ta hai bên cùng nhau phát triển mới xem như hợp tác thắng lợi. Đỗ song ngư nói cực kỳ trôi chảy, thế nhưng bạch hoa niệp nghe vào tai lại thấy giống như sấm giữa trời quang. Trước nay lãnh đạo thượng cấp rất ít nhúng tay vào công tác của tập đoàn thần khí, bây giờ lại nhúng tay vào, nguyên nhân đầu tiên là thủ hạ có sai lầm, còn nguyên nhân thứ hai chính là. Bạch hoa niệp đặt điện thoại xuống mà gương mặt trở nên cực kỳ âm trầm, hắn hiểu tính cách của chủ nhiệm đỗ, người này không dễ mở miệng, chẳng lẽ trong sự việc này có gì đó hay sao? chương 1800, một hiên ngang lẫm liệt coi rẻ anh. Sau một cơn mưa làm cho bầu không khí có thêm vài phần tươi mát, sầm vật cương mở cửa sổ ra, lão nhìn đàm chim nhỏ líu lo ngoài cửa sổ, thế là không kìm lòng được hít vào một hơi không khí tươi mát. Bí thư sầm, ngài thật sự rất hăng hái. Phương Anh Hồ đi vào nói với sầm vật cương, trước đó vài ngày anh nhâm của Cục Quản lý Sự vụ Cơ quan có đến tìm tôi, nói hai câu xanh bên cạnh cửa sổ phòng anh có cấp bậc hơi thấp, định đổi sang loại cao cấp nhưng bị tôi cản lại, tôi nói những cây lâu năm cắm dễ sâu mới là bừng bừng sức sống. Sầm vật cương nghe lời nói của Phương Anh Hồ mà không khỏi nở nụ cười vui mừng, thư ký trưởng đúng là người hiểu tôi, hai cây kia ở đó không ít năm rồi, nếu như phá đi thì thật sự làm hủy hoại phong cảnh. Phương Anh Hồ nhìn gương mặt vui vẻ của sầm vật cương, hắn nói thêm vài câu, thế là bầu không khí trong phòng rất hài hòa. Bí thư sầm, tôi nghe nói trải qua sự cố gắng của thành phố Đồng Lục thì lúc này đã bàn bạc tốt về việc thiết lập khu sản xuất của tập đoàn thần khí rồi thì phải. Phương Anh Hồ đặt văn kiện trong tay lên mặt bàn rồi khẽ nói với sầm vật cương. Sầm vật cương cười cười nói, à, trên cơ bản đã đàm phán xong. Phương Anh Hồ nhìn nụ cười của sầm vật cương, thầm nghĩ tập đoàn thần khí đầu tư 30 tỷ, dù đặt nơi nào cũng làm cho các vị lãnh đạo cấp ủy chính quyền cực kỳ động lòng. Sầm vật cương dù là người hào sảng thoải mái cũng khó thể nào giữ được bình tĩnh trong sự kiện này. Mặc dù Phương Anh Hồ không biết Phương Tử Quân dùng cái gì, thế nhưng ít nhất lại làm cho con vịt bay mất rơi vào trong chén của mình. Đây không phải là người tầm thường, làm việc như vậy căn bản là quá mức kinh khủng, cực kỳ không thể xem thường. Hơn nữa những ảnh hưởng của sự kiện lần này là cực kỳ rộng khắp, Mặc dù đám người bên dưới căn bản chỉ có thể dùng ánh mắt hạn hẹp nhìn vào, thế nhưng những người ở tuyến trên căn bản nhìn vào tảng băng ngầm ở bên dưới mà hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bí thư sầm vì chuyện này mà thỏa hiệp với tập đoàn thần khí, tuy không thể nói là khúm núm nhưng ít nhất thì nói ra cũng không hay. Còn chủ tịch Phương căn bản kiên trì nguyên tắc, hiên ngang lẫm liệt. Không những giữ gìn bầu không khí chấp pháp nghiêm túc, còn làm cho Bạch Hoa Niệp hò hét đầu tư vào tỉnh Tây Tường phải ngoan ngoãn quay về hợp tác với Mật Đông. Điều này nói rõ điều gì? Trong mắt người bình thường thì chủ tịch vương căn bản là có chí khí, có uy phong cực kỳ lớn, hơn nữa phương diện công tác vượt qua thử thách. Nhưng trong ánh mắt lãnh đạo cao tầng thì rõ ràng là vương tử quân uyên bác như biển lớn, tâm cơ thâm trầm như bầu trời. Dù thế nào thì chuyện này cũng không tốt đối với bí thư sầm. Bí thư sầm, vừa rồi tôi thấy chiếc Mercedes-Benz của tập đoàn thần khí lại đi về phía ủy ban nhân dân tỉnh. Phương Anh Hồ do dự dây lát rồi nói ra tin tức mình biết được. Sầm vật cương không lên tiếng, lão đưa mắt nhìn về phương xa, một lúc lâu sau mới nói, thư ký trưởng Anh Hồ, lần này tập đoàn thần khí sở dĩ rơi vào thế cục bị động như vậy hoàn toàn không liên quan đến phương diện giám thị của Cục Thủy Lợi. Nếu như Cục Thủy Lợi có thể phát hiện xử lý vấn đề một cách kịp thời, Căn bản cũng sẽ có sự việc phát sinh sau này. Phương Anh Hồ nhìn gương mặt nghiêm túc của sầm vật gương, hắn không khỏi mừng thầm, hắn biết rõ bí thư sầm sắp phản kích. Hơn nữa lần này bí thư sầm mà phản kích sẽ làm cho người ta nói không nên lời. Trình Nhiêu Quảng làm cục trưởng Cục Thủy Lợi, anh làm cho bí thư sầm không thoải mái, tôi thấy anh không thể nào đứng vững được bao lâu nữa rồi. Bí thư sầm, Chủ tịch Phương nói công tác của Cục Thủy Lợi rất quan trọng. Tôi căn bản cực kỳ đồng ý với ý kiến của chủ tịch Vương. Trình Nhiêu Quảng nếu đã không làm tốt công tác bản chức của mình, như vậy tôi đề nghị tiến hành điều chỉnh cho người có năng lực tiến lên tiếp nhận. Sầm Vật Cương khẽ gật đầu mà không lên tiếng. Trong phòng làm việc của Vương Tử Quân, lúc này Bạch Hoa Niệp đang nở nụ cười vui vẻ nhìn Vương Tử Quân. Bạch Hoa Niệp rất không muốn đến phòng làm việc này, không muốn nhìn người này, thế nhưng hắn căn bản là cực kỳ bất đắc dĩ người ở dưới mái hiên sao không thể cúi đầu. Điện thoại của Đỗ Song Ngư chỉ là một sự mở đầu, Bạch Hoa Niệp biết mình tuy không cải biến được gì, thế nhưng ít nhất cũng có thể cho một vị phó tổng giám đốc đến phụ trách chuyện này. Nhưng khi một người bạn có quan hệ không tệ với hắn gọi điện thoại đến nói là thượng cấp có cho ra chỉ thị với sự kiện đầu tư xây dựng khu an dưỡng không tuân theo quy định, sẽ tiến hành điều tra rộng rãi, điều này làm cho Bạch Hoa Niệp thật sự luống cuống. Bạch Hoa Niệp là một cán bộ trong xí nghiệp nhà nước, cũng xem là người lâu năm trong quan trường, hắn hiểu một việc đó là cánh tay không lay được đùi, những khi cần thì phải cúi đầu. Tuy cúi đầu là cực kỳ khó chịu, thế nhưng dù sao cũng còn hơn là đau đớn da thịt. Tinh thần Tráng Sĩ chặt cổ tay ép Bạch Hoa Niệp phải tự mình chạy đến thành phố rừng mật, lại phải đối mặt với Vương Tử Quân, thế nhưng lần này hắn không còn tinh thần và khí thế như trước nếu như người không biết bạch hoa niệp chỉ sợ sẽ nghĩ rằng hắn đến phòng làm việc của vương tử quân để báo cáo công tác bạch hoa niệp nhìn gương mặt bình thản của vương tử quân thì cười nói chủ tịch vương lần này tôi đến là để cảm tạ anh vì sự giúp đỡ to lớn của ủy ban nhân dân tỉnh mật đông mà tập đoàn thần khí chúng tôi bớt đi nhiều đường vòng trong sự kiện lần này chúng tôi hy vọng sau này có thể tiếp tục hợp tác đầu tư sâu rộng và tiến thêm một bước với phía mật đông tôi tin tưởng có sự giúp đỡ của chủ tịch vương Tập đoàn Thần khí sẽ phát triển lên một tầng cao mới. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng khiêm nhường cung kính của Bạch Hoa Niệp mà không khỏi sinh ra cảm khái, hắn căn bản không có nhiều hảo cảm với Bạch Hoa Niệp, nhưng hắn cũng không muốn mối quan hệ giữa hai bên biến thành xung đột trực diện. Dù sao thì Bạch Hoa Niệp cũng không phải là một người, cho nên Vương Tử Quân nhìn Bạch Hoa Niệp rồi nói, tổng giám đốc Bạch có thành ý như vậy thì mật đông chúng tôi nhất định sẽ cố gắng lớn nhất để giúp đỡ tập đoàn Thần khí phát triển trong tỉnh. Tôi hy vọng chúng ta có thể hợp tác chân thành, đồng thời cũng quên đi những gì không vui, những gì không hay trước đó. Vương tử quân phất tay với bộ dạng bình thản, không có chút khói lửa. Bạch Hoa Niệp nhìn bộ dạng của vương tử quân, hắn không khỏi thầm nghĩ những lời này ngài nói thì quá dễ. Vấn đề này là tôi ăn quả đắng, tôi là người mất mặt, ngài căn bản không mất một sợi lông nào. Bạch Hoa Niệp nghĩ vậy nhưng lại không dám nói ra, Hắn nở nụ cười vui vẻ nói, Chủ tịch Vương là người đại nhân đại lượng, tôi xin cảm phục. Chủ tịch Vương, tôi cũng không nói gì khác, để tỏ lòng thành ý của Tập đoàn Thần Khí ở sự kiện này, tôi muốn mời Chủ tịch Vương đến chi nhánh của Tập đoàn Thần Khí ở Mật Đông để kiểm tra công tác. Trường 1802, hiên ngang lẫm liệt coi rẻ anh. Vương Tử Quân có thể đến kiểm tra công tác, thế nhưng lời mời này bình thường đều là quyền lợi của Giám đốc Vương bây giờ bạch hoa niệp tự mình ra mặt cho ra lời mời, xem ra đối phương đang hạ thấp tư thái của mình xuống. Vương tử quân nhìn bộ dạng chờ mong của bạch hoa niệp, hắn trầm ngâm dây lát rồi nói, điều này căn bản không có vấn đề. Bạch hoa niệp thở dài một hơi, nhưng hắn sợ nhất là bị vương tử quân từ chối. Tuy vương tử quân nói những lời cực kỳ tốt đẹp, thế nhưng ai mà biết được người này trở mặt khi nào, chính mình càng hạ thấp tư thái xuống bao nhiêu thì càng an toàn bấy nhiêu sau khi tiến chân bạch hoa niệp ra khỏi phòng vương tử quân lấy tay xoa xoa đầu thật lòng hắn cũng không thích bạch hoa niệp cũng không muốn nhìn đối phương có biểu hiện như vậy trước mặt mình chính mình học cách thu buồm đón xuân từ khi nào vậy chủ tịch vương vừa rồi cục trưởng cục thủy lợi có gọi điện thoại đến nói là cần báo cáo với ngài về công tác phòng lụt triệu hiểu bạch đi vào trong phòng khẽ báo cáo với vương tử quân vương tử quân cũng không lên tiếng ngay sau đó hắn nhìn triệu hiểu bạch rồi nói hai ngày trước không phải là cục trưởng trình đã đến báo cáo một lần rồi sao khi đó anh ấy đến báo cáo về công tác chống hạn triệu hiểu bạch khẽ cười rồi hạ giọng nói với vương tử quân sau khi làm tốt công tác phá bỏ công trình của tập đoàn thần khí ở sông thanh lãng chính nhiêu quảng bản bỏ nhiều thời gian đến báo cáo công tác với vương tử quân tất nhiên vương tử quân cũng xem như hiểu rõ vì sao trình nhiêu quảng lại chịu khó đến báo cáo công tác với mình như vậy hắn trầm ngâm giây lát rồi nói với triệu hiểu bạch cậu gọi điện thoại cho cục trưởng trình nói rằng tôi sắp mở hội nghị về công tác phòng chống lũ lụt trong tỉnh để cho cục thủy lợi bọn họ chuẩn bị một chút vâng tôi sẽ truyền đạt ý chỉ của ngài cho cục trưởng trình triệu hiểu bạch đồng ý một tiếng sau đó cầm bình trà châm nước cho vương tử quân Vương Tử Quân nhìn Triệu Hiểu Bạch châm đầy ly trà cho mình mà không khỏi có vài phần cảm khái. Vô tình hắn đã đến mật đông được 2 năm, Triệu Hiểu Bạch cũng từ một nhân viên công tác đơn giản lỗ mãng trở thành một thư ký khôn khéo giỏi giang, đúng là thời gian trôi qua khá nhanh. Mặc dù Vương Tử Quân rất hài lòng với Triệu Hiểu Bạch, thế nhưng hắn biết Triệu Hiểu Bạch không nên tiếp tục đi theo mình. Tuy người này đi theo sẽ làm cho công tác của mình có lợi hơn, nhưng như vậy sẽ không tốt cho sự phát triển của Triệu Hiểu Bạch. Một con người thì cần phải được rèn luyện, không thiếu những thời điểm rèn luyện ở nhiều địa phương khác nhau, hắn thật sự coi trọng ý nghĩ này, bây giờ cũng nên bàn chuyện với Triệu Hiểu Bạch. Vương Tử Quân thầm hạ quyết tâm, hắn khẽ nói, "Hiểu Bạch cậu công tác bên cạnh tôi đã được 2 năm rồi phải không?" "Chủ tịch Vương đến từ lúc đầu năm, tôi công tác bên cạnh ngài đã được 2 năm 3 tháng rồi." Triệu Hiểu Bạch là người nghe tiếng đàn biết lời ca, hơn nữa khả năng này lại liên tục phát triển mạnh mẽ. Hắn vừa nghe thấy Vương Tử Quân hỏi như vậy thì biết cơ hội của mình rốt cuộc cũng kéo đến. Những ngày qua dù là người có giao tình sâu đậm hay là người thân cũng hỏi Triệu Hiểu Bạch về vấn đề này. Ngay của Dượng Kim Chính Thiện cũng trưng cầu ý kiến của mình. Dựa theo lời nói của Kim Chính Thiện, Triệu Hiểu Bạch hắn căn bản không nên tiếp tục ở lại văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh. Hơn nữa nếu Triệu Hiểu Bạch được đưa xuống bên dưới rèn luyện, hắn sẽ có lý lịch, nếu hắn ở lại đến khi có cấp bậc cao thì không còn khả năng xuống tuyến dưới. Bây giờ trong quan trường cực kỳ chú trọng kinh nghiệm công tác cơ sở, thế nên những người có kinh nghiệm công tác cơ sở mới có cơ hội tiến lên giữ những chức vụ quan trọng. Triệu Hiểu Bạch thật lòng muốn công tác thêm một vài năm bên cạnh Vương Tử Quân, dù sao thì bây giờ chủ tịch Vương cũng đang rất cần mình hơn nữa hắn ở bên cạnh và học hỏi được nhiều điều từ chủ tịch vương, có câu thế này, giao sắc không chặt củi không công. Những ngày qua Triệu Hiểu Bạch luôn quan tâm đến mối quan hệ giữa hai vị lãnh đạo đứng đầu tỉnh Mật Đông, hắn thầm nghĩ không biết trong hội nghị thường ủy sau này, nếu như có liên quan đến việc điều động mình, bí thư sầm sẽ cho ra thái độ gì. Triệu Hiểu Bạch mặc dù có tâm tư nhưng trước mặt vương tử quân thì không dám ném ra ý nghĩ của mình. Thứ nhất là làm cho vương tử quân sinh ra cảm giác mình chỉ vì cái trước mắt, thứ hai cũng có vẻ quá ngây thơ. Quan trường là một dòng chảy tu luyện buồn chán, có người dám nói ẩu tả, tự xưng mình công đức viên mãn, bây giờ đắc đạo thành tiên rồi. Nhưng dù sau này là thế nào thì cũng phải khiêm tốn, an phận, đây là hai thứ khó thể nào thiếu đi được. Hơn nữa nếu như trong hội nghị thường ủy tương lai có xem xét về phương diện bổ nhiệm mình những người kia không hy vọng có một kết quả không đoàn kết, thế cho nên chỉ sợ sẽ nắm bắt một hoặc vài người, nếu mình có hành động quá lớn sẽ dễ dàng sinh ra một kết quả không hay. Nếu hội nghị thường ủy lần thứ nhất không được thông qua, như vậy lần sau còn có thể hay không? Lần sau căn bản sẽ là rất khó, mọi lực lượng đều phải có cơ hội được thở dốc, nếu có một hoạt động tranh đấu xảy ra nhiều lần sẽ tạo nên hư hao lớn cho hai phía, cuối cùng sẽ là ngao cỏ tranh nhau ngư ông hưởng lợi, không phải sẽ càng bất lợi sao? Mặc dù Triệu Hiểu Bạch có lòng tin với Chủ tịch Vương, thế nhưng phương diện liên quan đến việc sử dụng cán bộ thì có nhiều nhân tố khó dự đoán, thế cho nên hắn không thể không suy xét đến những điều này được. Chủ tịch Vương, tôi còn muốn đi bên cạnh ngài, đi theo ngài học tập thêm vài năm nữa. Triệu Hiểu Bạch do dự dây lát rồi khẽ nói với Vương Tử Quân. Triệu Hiểu Bạch nói những lời này cũng không phải là dối trá, ít nhất trong đó cũng có hơn phân nửa là sự thật. Hắn nói xong thì trong lòng có chút không yên chờ đợi phản ứng của Vương Tử Quân. Vương Tử Quân bên kia trầm ngâm dây lát rồi mới nói, cậu ở bên cạnh tôi đã học được nhiều thứ, tiếp tục đi theo tôi cũng không còn bao nhiêu thứ để học, còn không bằng xuống bên dưới rèn luyện. Còn chuyện đi đến nơi nào, cậu có ý kiến gì không? Tuy lời nói của Vương Tử Quân làm cho Triệu Hiểu Bạch sinh ra cảm giác thở dài một hơi, thế nhưng hắn cũng có chút thất vọng. Lúc này hắn nghe vương tử quân hỏi mình muốn đi đến nơi nào, hắn do dự dây lát rồi quyết định nói thật lòng, chủ tịch vương, ngài cảm thấy các quận huyện của thành phố rừng mật có được không? Đi xuống rừng mật cũng không là vấn đề. Vương tử quân nhìn triệu hiểu bạch rồi cười nói, ở rừng mật có bí thư kim, cậu nhất định sẽ thoải mái công tác, rất có thể sẽ dễ dàng cho ra thành tích. Nhưng cậu không thích hợp rèn luyện ở thành phố rừng mật, nếu như theo tôi thì cậu nên đi đến thành phố Thanh Chuyên, nơi đó có vài huyện bây giờ rất cần những người có năng lực quyết đoán, có ý nghĩ về những con đường phát triển mới, tôi cảm thấy cậu đến đó mới phù hợp. chương 1801, Tạo Thế Triệu Hiểu Bạch cũng hiểu nhiều tình hình về các quận huyện của thành phố Thanh Chuyên, những năm qua Vương Tử Quân tiến hành nghiên cứu nhiều quận huyện trong tỉnh, hắn biết nơi đó hoàn cảnh rất kém, có nhiều huyện thậm chí có đường xá giao thông gập ghềnh những thứ khác không cần phải nói. Đám cán bộ từ tuyến tỉnh đi xuống bên dưới rèn luyện đều coi những quận huyện như vậy là con đường nguy hiểm của mình, dù là đi đâu cũng không muốn đến những nơi như vậy. Bây giờ chủ tịch Vương lại yêu cầu mình đi đến nơi đó, Triệu Hiểu Bạch chợt lóe lên vài ý nghĩ, hắn không khỏi có vài phần nghi hoặc. Vương Tử Quân nào không nhìn rõ những nghi hoặc của Triệu Hiểu Bạch, hắn cười cười nói: sau khi thành phố Thanh chuyên làm xong đường cao tốc thì sẽ đón tiếp cục diện phát triển rất nhanh, thế cho nên các quận huyện của Thanh chuyên sẽ là vùng đất dụng võ rất tốt. Vương Tử Quân nói đến đây thì cười cười nói, cậu đến nơi đó cứ thoải mái mà công tác, còn những thứ khác thì cậu không cần lo lắng. Triệu Hiểu Bạch nhìn gương mặt với nụ cười hòa ái của Vương Tử Quân, hắn chợt nhanh chóng hiểu ra ý nghĩ của lãnh đạo. Chủ tịch Vương cho mình đi đến địa phương dễ cho ra thành tích nhất mình đến thanh chuyên có được sự giúp đỡ của Chủ tịch Vương và Bí Thư Phùng, chỉ cần mình cố gắng thì sẽ không bao giờ xuất hiện thế cục không may. Xem ra Chủ tịch Vương thật sự tốt với mình, Triệu Hiểu Bạch không khỏi cảm thấy rất cảm kích, hắn không nhịn được phải nói, Chủ tịch Vương, ngài bây giờ cũng đang thiếu người, không bằng tôi tiếp tục ở lại vị trí công tác thêm 2 năm, sau khi ngài tìm được người thích hợp thì hãy xuống rèn luyện. Được rồi, chuyện này cứ quyết định như vậy, còn phương diện chọn người thích hợp, Cậu giúp tôi một tay. Dù sao thì chỉ còn một thời gian ngắn nữa là cậu phải xuống bên dưới rèn luyện rồi." Vương Tử Quân vỗ vỗ lên vai của Triệu Hiểu Bạch rồi cười ha hả nói. "Thật ra thật lòng thì Vương Tử Quân cũng không muốn để cho Triệu Hiểu Bạch đi rèn luyện. Dù sao thì Triệu Hiểu Bạch cũng đã đi theo hắn được 2 năm, căn bản có nhiều điều biết được rất sâu về các phương diện liên quan đến hắn, có thể nói nhiều chuyện hắn không cần phải quan tâm." Bây giờ tìm thư ký mới thì còn phải bỏ ra một thời gian rèn luyện. Nhưng dù thế nào thì Vương Tử Quân cũng cảm thấy không nên làm trễ nãi tương lai của Triệu Hiểu Bạch. Trong phòng họp của trung tâm phòng chống lũ của tỉnh Mật Đông, Trình Nghiêu Quảng là cục trưởng cục thủy lợi, hắn đang liên tục sắp xếp công tác. Hắn là một thành viên quan trọng của trung tâm phòng chống lũ lụt của tỉnh, thế nên hắn được giao khá nhiều nhiệm vụ. Bây giờ Trình Nhiêu Quảng ra sức chủ yếu là vì muốn biểu hiện trước mặt chủ tịch Phương. Hắn liên tục sắp xếp công tác với viên chủ nhiệm văn phòng, thế nhưng hắn còn có một chuyện quan trọng hơn, đó chính là phải chào hỏi những người đi đến tham gia hội nghị. Dù sao thì đây cũng xem như là địa bàn của Trình Nhiêu Quảng, hắn là người làm chủ, hắn cần phải nhiệt tình chào hỏi khác, đây là lễ tiết cần thiết. Thế nên hắn liên tục chào hỏi những người đi đến, nụ cười trên mặt cực kỳ sáng lạn. Chào trưởng phòng tân, đã lâu rồi chúng ta không có thời gian ngồi cùng nhau. Khi thấy trưởng phòng tân khanh nghiêu của phòng giám sát thì Trình Nhiêu Quảng nở nụ cười vui vẻ tiến lên nghênh đón. Tân khanh nghiêu tuy có cấp bậc tương đồng với Trình Nhiêu Quảng, thế nhưng lại nắm trong tay quyền lực giám sát các đơn vị trong tỉnh, thế cho nên cũng xem như có nhiều thực quyền hơn cục trưởng cục thủy lợi. Tân Khanh Nhiêu bắt tay Trình Nhiêu Quảng rồi dùng giọng không nóng không lạnh nói, chào cục trưởng Trình. Trình Nhiêu Quảng căn bản cảm thấy không thoải mái với phản ứng này của Tân Khanh Nhiêu, thế nhưng hắn vẫn cười hì hì nói, trưởng phòng Tân, gần đây ngài đang bận rộn gì vậy? Còn bận rộn cái gì nữa, chỉ là mò mẫm công tác mà thôi. Tân Khanh Nhiêu nói rồi tiến về phía trước, lát nữa tôi còn phải đi họp, tôi đến để biết được vị trí, có thời gian thì chúng ta sẽ cùng trò chuyện. Tình hình của Trình Nhiêu Quảng lúc này rõ ràng là dán mặt nóng lên mông lạnh, trước kia trình nhiêu quảng tuy không quá thân cận với tân khanh nhiêu thế nhưng cũng không phải lạnh lùng như thế này điều này không khỏi làm cho hắn cảm thấy nổi giận nhưng nổi giận thì làm gì được người ta quyền lợi trong tay tân khanh nhiêu căn bản là nhiều hơn hắn hắn muốn đối phó với người ta thì căn bản là không thể nhưng nếu so sánh với sự tức giận thì hắn lại có vài phần thất lạc hắn hiểu tân khanh nhiêu là người tin tức linh thông người này như vậy với mình không phải mình mất hy vọng ở nhiệm kỳ mới rồi sao? Tuy Trình Nhiêu Quảng đã chuẩn bị sẵn tư tưởng đập nồi dìm thuyền, thế nhưng khi cảm thấy hy vọng của mình mất đi thì vẫn không nỡ. Sau khi hắn có ý nghĩ như vậy thì càng cảm thấy ảm đạm. Bạn học cũ, anh đang nghĩ gì vậy? Khi Trình Nhiêu Quảng đang suy nghĩ miên man thì có người mở miệng chào hỏi. Trình Nhiêu Quảng nghe thấy như vậy thì không khỏi quay đầu nhìn, gương mặt vốn âm trầm chợt trở nên sáng lạn. Hắn nhìn về phía người kia rồi nói: "Ôi, anh, vừa rồi tôi nghĩ vài sự việc, không phát hiện anh đến, ha ha. Đúng là có lỗi, thế này đi, hôm nay anh có việc gì không? Nếu không thì tôi mời anh uống vài ly." "Anh Trình, anh hay là thôi đi, tử lượng của anh thật sự quá kém, tôi cũng không muốn đưa anh say khướt về nhà, sau đó em dâu lại oán trách tôi." Người kia có độ tuổi tương đồng với Trình Như Quảng. Thế nhưng lại đeo kính làm cho người đối diện cảm thấy rất hào hoa phong nhã. Trình Nhiêu Quảng cười lớn nói, "Bạn học cũ, rõ ràng là anh chiếm tiện nghi, trước nay anh đều gọi vợ tôi là chị dâu, sao hôm nay lại gọi là em dâu rồi?" Hai người nói rồi cười lên ha ha, bầu không khí rất hòa hợp. Người kia nói đùa thêm vài câu rồi kéo tay Trình Nhiêu Quảng, "Anh Trình, anh có biết chuyện gì xảy ra không? Sáng nay triệu tập hội nghị sở nội vụ." trưởng phòng Uông có ý kiến gì với anh, anh có biết không? Người được Trình Nhiêu Quảng gọi là bạn học cũ chính là phó phòng mã quân thiện của phòng tổ chức tỉnh ủy. Mặc dù người này là cấp phó thế nhưng địa vị trong tỉnh lại cao hơn Trình Nhiêu Quảng. Tuy hai người đều gọi nhau là bạn học cũ, thế nhưng thực tế hai người cũng không tốt nghiệp cùng trường. Sở dĩ hai người gọi nhau như vậy, chỉ vì năm xưa hai người từng ở trong một lớp ban huấn luyện trường đảng hai người thân mật với nhau vì năm xưa có nhiều bạn bè trong ban huấn luyện trường đảng đi ra, thế nhưng đi đến bước này chỉ còn hai người bọn họ, thế nên dưới tình huống có nhu cầu thì tình cảm càng thêm thân mật. Trình Nhiêu Quảng nghe Mã Quân Thiện nói đến chuyện này thì không khỏi vò đầu nói, anh Mã, tôi căn bản là chỉ đóng cửa ngồi ở nhà mà thôi. Anh có lẽ cũng có nghe nói về chuyện của tập đoàn thần khí có liên quan đến cục thủy lợi. Khi đó tôi có lựa chọn nào khác sao? trình nhiêu quảng nói đến đây thì hai bàn tay trà sát mạnh vào nhau dùng biêu hiện này để nói mình không có biện pháp nào mã quân thiện cũng không phải là người bình thường hắn gật đầu nói anh trình anh thật sự có chút bất lợi trước đó sao lại thông qua hạng mục kia anh à anh cần phải chuẩn bị sẵn sàng vì sự việc lần này có chút không ổn trình nhiêu quảng nở nụ cười miễn cưỡng nói trời sắp mưa mà gái sắp lấy chồng tôi còn có thể làm sao bây giờ Trình Nhiêu Quảng nói thì rất tiêu sái nhưng lại không khỏi hỏi Mã Quân Thiện, anh Quân Thiện, anh là lãnh đạo của phòng tổ chức, anh cũng nên chỉ cho tôi một con đường sáng mới được. Anh Trình, nếu như anh trông cậy vào tôi, chuyện này tôi thật sự không thể làm gì được, nhưng anh vẫn còn cơ hội lật bàn. Mã Quân Thiện nói đến đây thì trầm ngâm dây lát, sau đó lại nói, nhiệm kỳ mới lần này cũng không dễ dàng, biết đâu sẽ có phong ba lớn trình nhiêu quảng không quản đến phong ba lớn hay nhỏ hắn bây giờ chỉ quan tâm đến phương diện vị trí của mình có giữ được hay không vì vậy hắn dùng gương mặt đầy nghiêm túc nói với mã quân thiện anh mã anh đừng nói như vậy anh mau chỉ cho tôi một con đường sáng tôi nói cho anh biết bây giờ tôi gấp đến mức sắp chết đến nơi rồi anh gấp cũng không có tác dụng khi sự kiện kia xảy ra không phải anh chọn đứng về phía chủ tịch vương sao như vậy anh cứ tiếp tục con đường của mình Tuy quyền nhân sự của Chủ tịch Vương trong tỉnh Mật Đông có hơi nhỏ, thế nhưng nếu như cứng nhắc đưa lên phương án thì cũng không phải là không được. Mã Quân Thiện nói đến đây thì khẽ nói, tuy còn chưa có phương án nào được đưa ra cả, thế nhưng tôi cảm thấy phương án cuối cùng sẽ rất bất lợi cho những cán bộ dựa vào Chủ tịch Vương. Mã Quân Thiện là ai? Chính là phó phòng của phòng tổ chức tỉnh ủy, có quyền lên tiếng ở phương diện tổ chức nhân sự, tất nhiên sẽ mạnh mẽ hơn một vị cục trưởng cục thủy lợi như Trình Như Quảng. Lúc này Trình Nhiêu Quảng nhìn gương mặt ngưng trọng của mã quân thiện, hắn không nhịn được phải nói, Chủ tịch Vương sẽ thật sự ra tay tranh chấp ở sự kiện này sao? Hi hi, không tranh thì được sao? Nếu như người đi theo anh làm được việc mà lại bị điều động đi nơi khác, còn có người theo anh không? Mã quân thiện vỗ vỗ lên vai của Trình Nhiêu Quảng rồi nói, bây giờ là cơ hội duy nhất của anh. Khi hai người Trình Nhiêu Quảng và mã quân thiện nói chuyện với nhau, Chiếc xe của Vương Tử Quân đã dừng lại dưới lầu. Trình Nhiêu Quảng nhìn thấy chiếc xe số 2 của tỉnh ủy, hắn không khỏi nhanh chóng tiến ra nghênh đón. Chương 1802, một quan hệ thế nào đều là do anh ấy sắp xếp. Trong một phòng họp lớn, phó chủ tịch thường vụ Hà Kiến Trương chính là người bố trí trọng điểm các công tác phòng chống lụt năm nay, trong phòng hầu như chỉ vang lên giọng nói du dương trầm bổng của Hà Kiến Trương vương tử quân vừa ngồi một bên nghe hà kiến trương phát biểu vừa liên tục múa bút trên bản thảo của mình tâm tư của hắn xuất hiện hình ảnh vừa rồi trình nhiêu quảng ninh đón mình nếu bàn về ấn tượng của hắn với trình nhiêu quảng căn bản còn không bằng ấn tượng về phó cục trưởng nghiêu nhưng trình nhiêu quảng nhiệt tình với mình như vậy điều này làm hắn khó thể coi thường trong quan trường một nghe nghe lời căn bản luôn tốt hơn một người đối địch trung quy đều là những lực lượng có thể sử dụng phương diện chọn người hầu cần phải chú trọng chữ đức, có người nói chữ đức rất nặng, còn có câu nói tài đức vẹn toàn, thế nhưng những người có tài và có cả đức căn bản là sắp tuyệt tích. Luận điệu như vậy không phải là trường hợp cá biệt, nhưng có một thứ mà vương tử quân tin tưởng, đó chính là một cấp dưới không nghe lời sẽ làm cho mình cảm thấy rất khó chịu. Khi mình đang có ý kiến trái chiều với sầm vật gương, cục trưởng trình này lại nói lên những lời giúp đỡ mình. Không cần biết động cơ của người này là như thế nào, ít nhất thì thái độ của đối phương là thứ khó thể trả sát đi được. Chính mình cũng không thể giả vờ như không thấy được. Phòng tổ chức có tổ chức hội nghị sở nội vụ để xem xét tình huống của nhiệm kỳ mới, Vương Tử Quân đã biết được nội dung đại khái. Hắn suy nghĩ về nội dung hội nghị của phòng tổ chức tỉnh ủy, lại nhìn gương mặt nghiêm túc của Trình Nhiêu Quảng, vẻ mặt thả lỏng hơn một chút. Mặc dù đang họp nhưng thi thoảng Trình Nhiêu Quảng vẫn dùng dư quang khóe mắt nhìn Vương Tử Quân, khi vương tử quân đưa mắt nhìn sang thì hắn cũng nhạy cảm nắm bắt được nhưng để bày tỏ lòng coi trọng của mình với hội nghị mà chủ tịch vương đang tổ chức hắn vẫn giả vờ giống như cực kỳ chuyên châm nghe lãnh đạo phát biểu lúc này mời chủ tịch vương cho ra những lời phát biểu trọng yếu trương tề bảo là thư ký trưởng văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh hôm nay kiêm nhiệm vị trí chủ trì hội nghị sau khi hà kiến trương nói xong thì hắn trầm giọng tuyên bố Vương Tử Quân ho khẽ một tiếng rồi nói: "Thưa các đồng chí, mỗi năm chúng ta đều tổ chức họp vài lần để xem xét công tác phòng chống lũ lụt hạn hán, đối với mọi người thì có lẽ đây chỉ là những lời lẽ bình thường, thế cho nên lúc Hà Ni tôi cũng không nói đến tầm quan trọng của công tác phòng chống lũ lụt hạn hán, vì những thứ này mọi người nghe quá nhiều đến mức mọc kén trong tai rồi, tôi nói ra thêm cũng không có nhiều ý nghĩa. Bây giờ tôi chỉ muốn nói đến phương diện chứng thực Vừa rồi Chủ tịch Hà đã nói rõ phương án, tôi tin tưởng mọi người đều đã nghe thấy rõ ràng. Lúc này tôi cũng không nhắc lại, tôi chỉ nhắc nhở mọi người một câu, đó là phải thiết thực chứng thật tinh thần của hội nghị lần này, vào thời điểm mấu chốt không để phát sinh vấn đề, nếu ai có vấn đề thì tôi sẽ lấy ngũ quan của người đó. Đối với những người có trách nhiệm cao nhất sẽ có chế độ xử lý rõ ràng, tuyệt đối không nương tay, hy vọng mọi người không nên lấy ngũ quan của mình ra làm trò đùa. Giọng nói của Vương Tử Quân cực kỳ uy nghiêm, bầu không khí của phòng họp nhanh chóng trở nên lạnh ngắt như tờ. Miêu Dược Hổ ngồi bên dưới dùng bút ghi lại những câu nói của Vương Tử Quân, nhưng lúc này tâm tình của hắn lại nhảy lên chín tầng mây. Nhiệm kỳ mới lần này làm cho tâm tình của hắn rối loạn, thật sự không cho ra được ý nghĩ nào tốt. Dựa theo năng lực và lý lịch kèm theo đó là mức độ coi trọng của bí thư sầm với mình, Miêu Dược Hổ có đủ tự tin chính mình có thừa đến làm bí thư thị ủy một khi hắn có ý nghĩ này trong tỉnh ngoài thành phố linh long và rừng mật các vị trí bí thư thị ủy khác đều có thể cho hắn lựa chọn nhưng miêu dược hổ cũng không nỡ rời khỏi thành phố linh long dù sao thì bây giờ địa vị của thành phố linh long càng thêm nặng trong tỉnh tiếng hô thăng tiến ngày càng cao nếu như mình đi đến khi đó những thành quả mà mình cúc cung tận tụy vì thành phố linh long sẽ bị người ta nhặt lấy làm thắng lợi cuối cùng không phải quá phiền lòng sao nhưng nếu miêu Dược Hổ không đi, hắn sẽ vẫn chỉ là một vị chủ tịch thành phố. Mặc dù vị trí chủ tịch thành phố Linh Long làm cho nhiều người phải lau mắt nhìn, những bí thư thị ủy khác cũng không cao hơn hắn bao nhiêu, thế nhưng chủ tịch vẫn là chủ tịch, nói đến cùng cũng không phải là bí thư thị ủy. Tiếng vang đồ phấn đấu tiến lên căn bản đã rơi vào u mê, căn bản là không còn thị trường để phát triển. Trong tỉnh thật sự còn một vị trí phó chủ tịch còn để chống, thế nhưng theo những gì Miêu Dược Hổ hiểu về đồ phấn đấu, nếu như không phải là thường ủy tỉnh ủy, đồ phấn đấu tuyệt đối sẽ không chịu tiến lên. Nhưng khát vọng tiến lên làm thường ủy tỉnh ủy của đồ phấn đấu có thể được thực hiện sau một hai năm nữa sao? Loại chuyện này cho dù là bí thư sầm cũng không thể quyết định được. đi thì có cái lợi của nó, không đi cũng có cái lợi riêng của nó. Miêu Dược Hổ mãi cân nhắc giữa lợi và hại, hắn thật sự khó thể cho ra một kế sách chu toàn anh Miêu, anh có ý kiến gì không? Một tờ giấy nhỏ được đưa vào trong tay của Miêu Dược Hổ. Lúc này Miêu Dược Hổ nhìn bút tích trên tờ giấy, mặc dù người viết không để lại tên, thế nhưng hắn biết đây là của Chủ tịch Đinh Trọng Cai của thành phố San Hà ghi cho mình. Trước kia hắn và Đinh Trọng Cai từng nhập gánh công tác với nhau, quan hệ giữa hai người là rất tốt. Bây giờ hai người đều là Chủ tịch thành phố, lại không cùng một nơi, thế cho nên không có sự xung đột về lợi ích, vì vậy mà mối quan hệ càng thêm gần gũi. Tuy Đình Trọng Cai viết giấy có chút mơ hồ thế nhưng Miêu Dược Hổ lại hiểu rõ nội dung của nó là như thế nào. Miêu Dược Hổ trầm ngâm dây lát rồi viết lên tờ giấy phản hồi lại, anh Lưu đã đến tuổi về hưu, anh cũng nên bỏ thêm chút sức. Sau khi chuyển tờ giấy đi thì Miêu Dược Hổ đưa mắt nhìn lên người Vương Tử Quân, chẳng qua tâm tư của hắn lại đặt lên tờ giấy vừa đưa đi miêu dược hổ căn cứ vào tờ giấy vừa rồi mà biết đinh trọng cai cũng có ý nghĩ trong sự kiện nhiệm kỳ mới lần này hắn căn bản cảm thấy ý nghĩ của đinh trọng cai là rất bình thường nếu như đinh trọng cai không có ý nghĩ như vậy rõ ràng người này không còn là một người đàn ông chân chính ngay cả đinh trọng cai cũng có ý nghĩ như vậy chính mình nên làm gì bây giờ có nên đến chỗ của bí thư sầm một chút không miêu dược hổ nghĩ đến bí thư sầm mà không khỏi gãi gãi đầu đúng lúc này lại có một tờ giấy được đưa đến. À, anh Lưu cũng có nói với tôi về chuyện này, anh ấy cũng đề cử tôi với bí thư sầm, thế nhưng tôi căn bản không nắm chắc, khó thể nào biết trước được. Miêu Dược Hổ nhìn nội dung của tờ giấy mà không khỏi vung bút tự tin nói, tự tin cũng là một năng lực, anh cũng không biết anh sầm rất coi trọng anh. Sau khi chuyển tờ giấy qua thì tâm tình của Miêu Dược Hổ căn bản có vài phần run rẩy, không khỏi cảm thấy có vài phần đau đớn. Vào thời điểm này hắn xem như đã hiểu vì sao Đinh Trọng Cai lại viết giấy cho mình. Mặc dù Miêu Dược Hồ tin tưởng Đinh Trọng Cai vẫn có chút bản lĩnh, thế nhưng đối phương dù có bản lĩnh cũng không bằng mình. Nhưng người này không biết thi triển thủ đoạn gì mà có thể trèo lên ôm chân của Bí Thư Sầm, lại có được tư thái khá tốt ở trong mắt Bí Thư Sầm. chương 1802, hai quan hệ thế nào đều là do anh ấy sắp xếp. Mọi người thường nói tình yêu có sự sắp xếp, Thật ra trên quan trường quan hệ giữa thượng cấp và hạ cấp cũng có vài phần tương đồng. Dù là bất kỳ người nào trong quan trường đều hy vọng lãnh đạo của mình có tinh thần bác ái, hy vọng có thể sủng ái mình. Nếu như có nhiều người được sủng ái, như vậy sẽ phân ra nhiều phần lợi ích. Quan chức giống như một bãi đậu xe, lãnh đạo coi trọng càng nhiều người thì sẽ sinh ra nhiều cạnh tranh có kết quả xấu. Vì mỗi người đều khó thể nói chính xác mình có thể tiến lên hay không biết đâu một ngày nào đó bãi đáp mà mình chờ mong sẽ bị người ta nhanh chân cướp mất. Miêu Dược Hổ chợt cảm thấy lúc này sắp đến nhiệm kỳ mới, Đinh Trọng Cai lại chuyển cho mình một tờ giấy như vậy, rõ ràng không phải là đang cổ vũ mình. Đối phương đang dùng biện pháp thử, để xem chính mình có nhìn vào vị trí bí thư thị ủy San Hà hay không. San Hà là thành phố xếp hạng thứ tư trong phương diện phát triển kinh tế của tỉnh Mật Đông, tuy không tính là có thứ hạng quá cao, thế nhưng nếu có thể đến đây làm bí thư thị ủy, hơn nữa với năng lực của Miêu Dược Hổ, biết đâu sẽ làm ra nhiều thành tích. Miêu Dược Hổ bị Đinh Trọng Cai kích thích mà không khỏi có chút động lòng, thành phố San Hà tuy không bằng Linh Long, thế nhưng dù sao thì bí thư thị ủy vẫn là bí thư thị ủy. Hơn nữa hắn cũng không biết đến khi nào mới được tiếp nhận vị trí bí thư thị ủy Linh Long. Đúng lúc này tờ giấy lại đến tay của Miêu Dược Hổ, bên trong viết, à, khi nào anh có thời gian thì cùng tôi đến báo cáo công tác với bí thư sầm đồng thời cũng nên kết nối liên hệ với phó bí thư văn ở bên kia miêu dược hổ nhìn tờ giấy mà không khỏi nhếch miệng lên hắn cười cười hắn hiểu ý nghĩ của đinh trọng cai hắn cảm thấy đinh trọng cai này cũng không phải người hiền lành tử tế gì căn bản có tâm tư với mình miêu dược hổ thầm nghĩ như vậy thế nhưng hắn biết lúc này đinh trọng cai đang ở một nơi quan sát biểu hiện gương mặt của mình Hắn cố gắng áp chế cảm xúc của mình rồi viết, anh là người giữ núi vàng mà còn phải đi xin ăn, có bí thư sầm đứng ở sau lưng, người khác sao có thể uy hiếp được anh. Miêu Dược Hổ nói đến đây thì nhìn thoáng qua Vương Tử Quân trên đài chủ tịch, hắn lại bỏ thêm một câu, dù là người trên đài chủ tịch cũng không ngoại lệ. Sau khi chuyển tờ giấy qua thì Miêu Dược Hổ bắt đầu suy tư về bản thân mình, nếu như mình không thể ở lại Linh Long làm bí thư thị ủy, mình có nên tranh thủ vị trí phó chủ tịch tỉnh mà đồ phấn đấu không chịu tiếp nhận hay không. Dù sao thì tiến lên một bước cũng mạnh hơn là chính mình cứ dậm chân tại chỗ, trên quan trường là như vậy, nếu như không nắm bắt tốt thời gian, rất nhiều kỳ ngộ sẽ chỉ thoáng qua mà thôi. Miêu dược hổ hắn không chờ đợi được, không thể nào kéo ra mãi được, càng ngày càng khó khăn mà thôi. Khi Miêu dược hổ đang có chút buồn giàu thì tờ giấy lại được đưa đến, lần này thì đơn giản hơn, chỉ thấy bên trong viết, cảm tạ sự giúp đỡ to lớn của anh, tôi đã an tâm nhiều hơn. Miêu Dược Hổ cười cười, hắn cũng không muốn tiếp tục dây dưa đến chủ đề kia, thế là khẽ viết, anh có chuẩn bị gì với công tác chứng thực chỉ thị phòng chống lũ lụt hạn hán lần này không? Chuẩn bị cái gì nữa? Mỗi năm đều là như vậy, con đường thực tế là như thế, ai mà chẳng biết đó chỉ là hình thức. Anh cũng không phải không biết, tỉnh Mật Đông chúng ta 20 năm qua chưa từng có bất kỳ cơn lũ nào. Điện thoại viết lên tờ giấy những lời như vậy, sau đó còn hỏi ngược lại một câu, thế nào, anh chuẩn bị thi thố tài năng ở phương diện này sao? Chính mình sẽ bộc lộ tài năng ở phương diện này sao? Đáp án của Miêu Dược Hồ tất nhiên là không, hắn trầm ngâm dây lát rồi viết lên tờ giấy, cứ đi theo dòng chảy sẽ không bị đánh chết, đưa đầu ra thì rút lại rất khó khăn, ha ha. Khi hai người đang viết giấy cho nhau cực kỳ vui vẻ, Vương Tử Quân ở bên trên chợt nói, tôi hy vọng các đồng chí có thể nhanh chóng quay về và truyền thụ tinh thần hội nghị cho các đồng chí bên dưới, cần phải nhanh chóng làm cho công tác phòng chống lụt của tỉnh Mật Đông năm nay đón lấy thắng lợi lớn hơn. Tiếng vỗ tay vang lên như sấm dậy, hội nghị kết thúc. Trình Nhiêu Quảng và Vương Tử Quân đi ra khỏi phòng họp, sau khi nói vài câu thì Trình Nhiêu Quảng lên tiếng, Chủ tịch Vương, điều này. Lúc này cũng không còn sớm nữa, anh xem, anh và chủ tịch Hà có nên đến căn tin của cục thủy lợi dùng cơm hay không? Đối với Trình Nhiêu Quảng thì phương diện dùng cơm với Vương Tử Quân chọn nơi nào cũng không là vấn đề, thế nhưng hắn là người thông minh, hắn biết Vương Tử Quân đề sướng tiết kiệm trong sinh hoạt và công tác, nếu như hắn mời Vương Tử Quân đến khách sạn lớn, chỉ sợ sẽ có tác dụng phản ngược. Chính mình cần tăng tiến mối quan hệ với chủ tịch Vương thế nên trình nhiêu quảng cũng không muốn bị chủ tịch vương phê bình triệu hiểu bạch đi theo sau lưng hai vị lãnh đạo hắn biết gió tác phong của vương tử quân bình thường sau khi tham gia hội nghị thì sẽ rất ít khi ở lại dùng cơm lần này còn một giờ nữa mới đến lúc dùng cơm thế nên lời mời của trình nhiêu quảng chỉ sợ không được đáp lại nhưng sự việc làm cho triệu hiểu bạch cảm thấy bất ngờ lại xảy ra vương tử quân cười nói tốt tôi nghe nói căn tin của cục thủy lợi nấu nướng nổi tiếng khắp mật đông trước kia tôi cũng không có cơ hội đến dùng thử, bây giờ anh cho ra lời mời, tôi cũng tình nguyện muốn tham gia. Hà Kiến Trương có chút sững sốt, hắn chợt cười híp mắt nói, chủ tịch ngài còn biết rõ hơn cả tôi, nhà ăn của nhân viên cục thủy lợi thật sự có món cá rất đặc sắc, tôi nhớ lần trước cùng vài vị lãnh đạo thượng cấp đến cục thủy lợi dùng cơm, bọn họ cũng khen không dứt miệng. Cục trưởng trình, anh nên chuẩn bị một chút, để tôi và chủ tịch Vương được ăn món cá kho tiêu, tôi nhắc đến món này mà chảy cả nước miếng. Hà Kiến Trương nói làm cho Vương Tử Quân cười lên ha ha. chính như quảng nhìn nụ cười của Vương Tử Quân mà không khỏi có thêm vài phần thoải mái. Triệu Hiểu Bạch nhìn vẻ mặt của Trình Nhiêu Quảng, hắn càng thêm sáng tỏ sự việc. Miêu Dược Hổ đi đến bên ngoài phòng làm việc của Sầm Vật Cương, lúc này hắn vừa đúng lúc gặp mặt thư ký trưởng Phương Anh Hồ. Khi thấy Phương Anh Hồ thì hắn nhanh chóng nở nụ cười vui vẻ tiến lên đón chào. Phương Anh Hồ cũng không có quá nhiều giao tế với Miêu Dược Hổ ở phương diện công tác, nhưng Miêu Dược Hổ là người tâm phúc của bí thư sầm, thế nên hắn tỏ ra cực kỳ khách khí với người này. Sau khi cười nói vài câu, Phương Anh Hồ chợt trầm giọng nói, Dược Hổ, lần này anh có ý nghĩ gì không? Thư ký trưởng, tôi bây giờ đang rất do dự, vì Miêu Dược Hổ căn bản không có xung đột lợi ích với Phương Anh Hồ, thế cho nên hắn mở miệng khá tùy tiện. Phương Anh Hồ biết rõ miêu dược hổ do dự cái gì, nếu như sự việc này đặt lên người hắn, chỉ sợ hắn cũng khó thể nào quyết định được. Hắn trầm ngâm dây lát rồi vỗ vỗ vai miêu dược hổ rồi nói, có đôi khi chính mình phải tự lựa chọn con đường, ý kiến của người khác chỉ là tham khảo mà thôi. Kính mong thư ký trưởng chỉ điểm một chút, bây giờ điều tôi cần nhất chính là sự che chở của thư ký trưởng ngài. Miêu dược hổ là người biết bò lên khi điều kiện thuận lợi, những lời này của hắn càng làm cho phương anh hồ cười lên ha hả phương anh hồ trầm ngâm dây lát rồi cười nói vị trí của anh bây giờ thật sự làm cho người ta cảm thấy không nỡ những gì tôi nghĩ có lẽ anh cũng đã nghĩ qua rồi thế này đi anh không phải muốn đi gặp bí thư sầm sao anh nên nghe ý kiến của bí thư sầm tất nhiên nếu có cơ hội thích hợp thì tôi sẽ cổ vũ giúp anh vài câu cổ vũ đây là chuyện tốt miêu dược hổ thầm nghĩ như vậy Thế nên vội vàng cảm tạ, cảm ơn thư ký Trưởng Phương. Phương Anh Hồ khẽ gật đầu, hắn căn bản rất tình nguyện kết giao với người tương lai vô hạn như Miêu Dược Hồ. Hơn nữa chuyện này đối với hắn chỉ là tiện tay mà thôi, hắn có thể làm cho một nhân vật phải cảm kích chính mình, sao lại không làm cho được. Chương 1803, một tiểu phú thị an, tiểu tiến thì mãn. Miêu Dược Hổ và Phương Anh Hồ đi vào trong phòng của sầm vật gương nếu như chỉ là đến một mình thì Phương Anh Hồ sẽ gõ cửa đi vào. Thế nhưng bây giờ còn có Miêu Dược Hồ đi theo, thế nên Phương Anh Hồ dựa theo quy củ mà hỏi viên thư ký của Sầm Vật gương, bí thư Sầm có trong phòng không. Chủ tịch Đinh của thành phố San Hà vừa mới đi vào, thư ký không giấu giếm Phương Anh Hồ mà tranh thủ đứng lên nói: Đinh Trọng Cai này thật sự là người biết lợi dụng sơ hở, mới đó mà đã chạy đến phòng làm việc của bí thư Sầm. Miêu Dược Hổ trước đó còn mời người này dùng cơm, thế nhưng Chủ tịch Đinh lại nói mình có việc bận, thì ra là vì chạy đến nơi này gặp bí thư sầm. Tuy Miêu Dược Hổ thầm hận Đinh Trọng Cai không thành thật, thế nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận tư thái của mình với lãnh đạo căn bản là chênh lệch so với người ta. Chưa nói đến những thứ khác, Miêu Dược Hổ khó thể nào hóa thành người ngu đứng ở hành lang dõi mắt chờ đợi lãnh đạo, thế nhưng Đinh Trọng Cai lại có thể làm như vậy. Phương Anh Hồ nhìn vẻ mặt của Miêu Dược Hổ, hắn cười cười mà không nói lời nào. Hắn có thể đoán được tâm tình không vui của Miêu Dược Hổ vào lúc này. Thế nhưng Ninh Trọng Cai cũng là ái tướng của Sầm Vật Cương, thế cho nên bây giờ mình mở miệng không bằng không nói gì để tình hình thoải mái hơn. Dược Hổ, hai chúng ta chờ một lát, tin chắc cũng không mất bao lâu. Phương Anh Hồ nói rồi ngồi xuống ghế sa lông trong phòng thư ký của Sầm Vật Cương. Tuy miêu dược hổ lúc này nên biểu hiện sự tôn trọng, đặc biệt là tôn trọng Phương Anh Hồ, thế nhưng dù sao thì Phương Anh Hồ cũng không phải là sầm vật gương, rất nhiều chuyện không quyết định được vận mệnh của hắn, thế nên hắn cũng không quá gò bó. Thư ký trưởng, lần này có nhiều người được điều động hay không? Miêu dược hổ vốn định hỏi xem những ai được điều động, thế nhưng hắn hiểu rõ tính nét của Phương Anh Hồ, người này sẽ không bao giờ nói ra những câu có liên quan đến vấn đề nhạy cảm như vậy. Nếu hỏi mà đối phương không nói, không bằng không nên hỏi, cuối cùng hắn căn bản thay đổi nội dung câu hỏi một chút. Chỉ cần không phải là cụ thể những người nào thì thư ký trưởng phương chắc cũng không có nhiều cố kỵ như vậy. Miêu Dược Hổ xem như cũng hiểu rõ về Phương Anh Hồ, lúc này Phương Anh Hồ cười cười nói, Chủ tịch Miêu, Phương Diện này vốn không nên nói với anh, thế nhưng nếu như anh đã quan tâm, chúng ta xem như nói chuyện phiếm mà thôi, lời nói của tôi cũng không tính là tình hình thực tế được. Tuy Phương Anh Hồ nói như vậy nhưng Miêu Dược Hổ lại cảm thấy rất chăm chú. Hắn biết rõ có những lời được phát ra từ miệng của Phương Anh Hồ căn bản là không có lửa sao có khói, thế nên độ tin cậy rất cao. Bí thư sầm rất coi trọng công tác trong nhiệm kỳ mới lần này, phải biết rằng khi có sự kiện nào liên quan đến đại đa số cán bộ, bí thư sầm căn bản cho ra một nguyên tắc, đó là cán bộ có thể lên có thể xuống. Phương Anh Hồ nói đến đây thì cười ha hả, người hầu chỉ cần có tài là được. Miêu Dược Hổ nghe rõ lời nói của Phương Anh Hồ, tuy những lời của Phương Anh Hồ có vài phần suy đoán hàm hồ, thế nhưng nghe vào tai lại có những nội dung khác biệt. Cán bộ có thể lên có thể xuống, đây giống như là một lời khách sáo, thế nhưng Miêu Dược Hổ nghe và hiểu, quan trọng là cao hay thấp mà thôi. Tôi cực kỳ đồng ý với ý kiến của Bí Thư Sầm, bây giờ cơ chế cán bộ nên là như vậy. Miêu Dược Hổ cười cười dùng giọng phấn chân nói. Phương Anh Hồ cười ha hả nói, Dược hổ, nếu như anh có ý nghĩ, như vậy thì nhanh chóng phản ánh với bí thư sầm. Lúc này phòng tổ chức bên kia đã cho ra phương án, Enus như phương án được bí thư sầm thông qua, sau đó lại được thông qua ở hội nghị thường ủy, như vậy sẽ khó thể nào thay đổi được nữa. Miêu Dược Hổ khẽ gật đầu, hắn thầm cảm thấy cuộc nói chuyện lần này giữa mình và Phương Anh Hồ là thật sự cần thiết, điều này làm hắn kiên định quyết tâm sau này nên tiếp xúc nhiều hơn với Phương Anh Hồ vì phương anh hồ là thư ký trưởng văn phòng tỉnh ủy vị trí cao vời hơn nữa lại là thư ký của bí thư sầm thế nên thông tin của phương anh hồ căn bản rất quan trọng và xa hoa với miêu dược hồ biết nói thế nào đây nhỉ phải là máy bay chiến đấu không thể đến chế được khi miêu dược hồ đang định thỉnh giáo thêm vài vấn đề thì nghe thấy tiếng mở cửa thư ký tuy nghe hai người miêu dược hồ và phương anh hồ trò chuyện với nhau thế nhưng tai mắt vẫn luôn quan tâm đến tình huống ở trong phòng làm việc của bí thư sầm. Sau khi nghe thấy tiếng mở cửa thì hắn nhanh chóng đứng lên đi ra ngoài. Nửa phút sau đinh trọng cai từ bên ngoài đi vào, hắn cung kính chào thư ký trưởng Phương Anh Hồ, sau đó lại vẫy tay với Miêu Dược Hổ. Miêu Dược Hổ nhìn động tác của đinh trọng cai, hắn biết rõ tên kia nhất định là nhận được chỉ thị gì từ bí thư sầm, nếu không thì tư thái cũng không thoải mái sảng khoái như vậy. Miêu Dược Hổ nghĩ đến đây thì cảm thấy lồng ngực có hơi đau, hắn biết đây là mình đang ghen ghét với Đinh Trọng Cai. Hắn chợt cho ra một ý nghĩ kiên định, đó chính là mình phải đi tìm bí thư sầm, để xem Đinh Trọng Cai kia nhắm vào vị trí nào. Nhưng ý nghĩ này vừa lóe lên trong đầu đã nhanh chóng bị Miêu Dược Hổ chối bỏ, chưa nói đến phương diện có thực hiện được hay không, cho dù thực hiện được thì chính mình coi như có thêm một đối thủ là Đinh Trọng Cai sẽ không quá tốt hơn nữa nếu như hai bên cũng không thể giành được cơ hội tiến lên di chứng về sau sẽ ngày càng nhiều đầu tiên là đinh trọng cai sẽ không thể nào thân cận với mình như trước hơn nữa bí thư sầm cũng có cái nhìn không hay về mình anh là một thủ hạ thế nhưng không thể phỏng đoán được ý đồ của lãnh đạo hai mắt lại nhìn chằm chằm vào mâm của lãnh đạo như vậy có còn được lãnh đạo tín nhiệm nữa không đối với bí thư sầm thì chính mình nên biểu hiện sảng khoái một chút mới tốt Chủ tịch Ninh, Bí Thư Sầm rất thỏa mãn với công tác ở thành phố San Hà Các Anh. Phương Anh Hồ mỉm cười đáp lại lời chào của Đinh Trọng Cai, sau đó dùng giọng cực kỳ có ý nghĩa nói. Đinh Trọng Cai dùng giọng nhiệt tình nói, thư ký trưởng, Bí Thư Sầm căn bản đưa ra không ít yêu cầu cho thành phố chúng tôi, dặn dò chúng tôi không thể chú trọng câu nói tiểu phú thị an, tiểu tiến thì mãn, còn yêu cầu ban ngành thành phố phải nhiệt tình, tranh thủ làm tốt công tác, điều này làm tôi cảm thấy rất áp lực kính mong sau này thư ký trưởng chỉ bảo nhiều hơn cho công tác của thành phố chúng tôi. Phương Anh Hồ cười nói vài câu qua loa, căn bản không có vấn đề gì. Miêu Dược Hồ càng có thêm vài phần ghen ghét, đinh trọng cai, thầm nghĩ người này quá may mắn, mới đó mà đã được bí thư sầm quyết định rồi. đúng lúc này thư ký đi đến, hắn khẽ nhìn Phương Anh Hồ và Miêu Dược Hồ rồi nói: thư ký trưởng, chủ tịch Miêu, bí thư sầm mời hai vị đi vào chương 1803, hai tiểu phú thị an, tiểu tiến thị mãn. miêu dược hổ bắt tay với Đinh Trọng Cai rồi đi vào trong phòng làm việc của Sầm Vật Cương. Phương Anh Hồ là khách quen trong phòng của Sầm Vật Cương, thế nên hắn cũng không có gì cố kỵ, trực tiếp đi vào ngồi xuống trước mặt Sầm Vật Cương. Nhưng Miêu Dược Hổ thì căn bản không thể tùy ý như vậy, hắn bắt chuyện với Sầm Vật Cương, sau đó tươi cười đứng yên tại chỗ, Sầm vật cương khoát tay với miêu dược hổ rồi nói, dược hổ, đến chỗ tôi sao lại có cóng tay chân như vậy, mãnh hổ như anh biến thành mèo bệnh từ khi nào thế. Sầm vật cương nói làm cho Phương Anh Hồ mở miệng cười lớn, chợt nghe Phương Anh Hồ cười nói, bí thư sầm, tôi có nghe dược hổ nói khí thế uy nghiêm của ngài quá nặng, anh ấy vừa thấy mặt ngài thì đã không còn là chủ tịch miêu của thành phố Linh Long, khí thế của bản thân tan biến sạch. Miêu dược hổ biết đây là Phương Anh Hồ đang giúp mình, hắn dùng ánh mắt cảm kích nhìn phương anh hồ sau đó dùng giọng phối hợp ăn ý nói thư ký trưởng nói rất đúng tôi đến chỗ ngài thì căn bản có chút sợ hãi sầm vật cương cười cười sau đó lão nói với phương anh hồ thư ký trưởng xem ra tôi quá nghiêm túc rồi nhưng đây là bệnh cũ vài chục năm qua muốn sửa cũng không dễ dàng rát khó hòa mình với các anh chứ đừng nói là cùng người khác đến căn tin ăn món cá miêu dược hổ chợt có chút sững sốt sau đó căn bản đã hiểu có chuyện gì xảy ra sau khi tan họp thì hắn nghe nói chủ tịch vương ở lại dùng cơm trong cục thủy lợi không ngờ bí thư sầm lại biết chuyện này phản ứng của bí thư sầm làm cho người ta sinh ra nhiều ý nghĩ miêu dược hổ càng thêm khẳng định ý nghĩ trong lòng mình thế nhưng ngoài mặt hắn vẫn im lặng dù sao thì chính mình cũng xem như có chỗ tốt thế nên thả lỏng một chút để sự việc không bị hư hỏng có ăn món cá ở cục thủy lợi hay không thì cũng chỉ là như vậy mà thôi. có phải không bí thư sầm phương anh hồ nhìn thoáng qua sầm vật cương rồi khẽ nói. sầm vật cương cũng không nói lời nào mà chỉ cười cười. dược hồ anh đến vừa đúng lúc tôi có chuyện cần hỏi anh. sầm vật cương uống một hớp nước rồi nói với miêu dược hồ. vẻ mặt nghiêm túc cẩn trọng của miêu dược hồ lúc này càng thêm nghiêm túc hơn. Hắn biết rõ Bí thư Sầm thích người ta chú tâm khi nói đến chuyện công tác, dù là tư tưởng của anh có rối loạn thế nào, thế nhưng anh phải biểu hiện rửa tai lắng nghe, đây chính là vấn đề về thái độ. Sầm Vật Cương mở văn kiện trên bàn ra rồi trầm giọng nói, tôi xem qua phần văn kiện này mà biết giá cả nhà đất ở thành phố Linh Long tháng này lại tăng thêm 20%, có chuyện này không? Miêu Dược Hổ thật sự biết rõ giá cả nhà đất quá cao như trong lòng bàn tay. Hắn cẩn thận nhìn thoáng qua sầm vật cương rồi cười nói, bí thư sầm, giá cả nhà đất ở thành phố Linh Long tăng cao đều là vì thị trường, chính thị trường sôi động sẽ làm cho giá cả lên cao, thế nên tôi là một chủ tịch cũng không ngăn lại được. Được rồi, cũng đừng nói những lời như vậy với tôi, tôi chỉ hỏi anh về tình hình thực tế mà thôi. Sầm vật cương khoát tay áo nói, giọng điệu nghiêm túc hơn vài phần. Tuy miêu Dược Hổ không rõ sầm vật cương hỏi như vậy để làm gì. Thế nhưng hắn vẫn thành thật trả lời, "Bí thư Sầm, giá cả nhà đất ở thành phố Linh Long tăng lên một chút, thế nhưng nguyên nhân giá cả tăng lên chính là vì ý nghĩa trung tâm kinh tế của thành phố chúng tôi đang ngày càng nặng, thế nên kéo nhiều công ty đến đầu tư lớn. Theo số liệu thống kê chưa hoàn chỉnh, nửa năm qua có hơn 500 xí nghiệp đến Linh Long. Xí nghiệp vào đầu tư tất nhiên cũng cần nhà cửa đất đai, thế nên nhà đất cung không đủ cầu, giá cả tăng lên là hợp lý." Sầm Vật Cương gật đầu nói: "Dược Hồ anh nói rất đúng, nhưng các anh phải làm tốt công tác ứng đối với sự kiện này, dù sao thì giá nhà đất lên cao cũng không phải là vấn đề nhỏ. Đặc biệt là phương diện thu nhập của nhân dân, các anh nên chú trọng cao độ vào những công trình của dân. Tôi đề nghị anh nên nắm bắt tất cả công tác lớn nhỏ, lớn là vì sự phát triển kinh tế, nhỏ chính là lấy dân sinh làm gốc, dù có vài chuyện nhỏ nhặt thế nhưng chỉ cần có liên quan đến lợi ích của nhân dân." các anh nên đặt lên vị trí quan trọng anh nếu làm tốt các công tác lớn nhỏ này thì đỡ cho người ta cảm thấy thành phố các anh sắp xảy ra vấn đề khi thấy mình lọt qua cửa ải của sầm vật cương miêu dược hổ không khỏi thở dài một hơi hắn bắt đầu cân nhắc về những lời nói của sầm vật cương nhìn qua thì giống như có người có ý kiến với những gì mình đang làm ở thành phố linh long người kia sẽ là ai miêu dược hổ căn bản nhanh chóng xác định được người này khi nghĩ đến người này thì hắn không khỏi cảm thấy cực kỳ tức giận. Anh nghĩ mà xem, làm sao người kia căn bản không thể nhìn thấy thành phố Linh Long chúng tôi phát triển nhanh mạnh như vậy, tình thế tốt như vậy? Sầm Vật Cương Hàn Huyên thêm vài câu với Phương Anh Hồ, sau đó đưa mắt nhìn Miêu Dược Hổ, Dược Hổ, tôi hiểu rõ anh đến đây làm gì. Tôi chỉ nói cho anh một câu, đó là nên làm tốt công tác của mình, còn những thứ khác thuộc về chuyên môn của phòng tổ chức tỉnh ủy không phải là thứ mà anh có thể suy xét. Sau khi sầm vật cương nói xong thì bầu không khí trong phòng có chút trầm mặc. sầm vật cương giống như ý thức được lời nói của mình quá nghiêm túc, lão không khỏi cười nói, lúc này phương diện phát triển kinh tế của thành phố Linh Long đã vượt qua rừng mật, điều này là rất tốt, tôi hy vọng anh và đồng chí phấn đấu tiếp Steel cố gắng đẩy mạnh phát triển của thành phố Linh Long. Tôi đã liên hệ với lãnh đạo về sự phát triển của thành phố Linh Long, lãnh đạo thượng cấp cũng rất đồng ý với ý kiến của tôi tâm tư của miêu dược hổ nhanh chóng từ địa ngục chuyển lên thiên đường cảm gã ích khoái cảm này làm cho hắn khó thể nào áp chế được cảm xúc hắn nhìn gương mặt tươi cười của sầm vật gương thế là không nhịn được phải dùng giọng hưng phấn nói cảm ơn bí thư sầm đã quan tâm đến thành phố linh long tôi ở đây xin tỏ thái độ với bí thư tôi nhất định sẽ phối hợp tốt công tác với bí thư đồ phấn đấu sẽ cố gắng thúc đẩy sự phát triển của linh long không phụ lòng kỳ vọng của bí thư với thành phố Linh Long. "Tốt, tôi cũng có lòng tin với anh và phấn đấu, vài ngày nữa tôi sẽ đến xem hiệu quả của các anh." Sầm Vật Cương nói rồi lại tiếp tục, "Còn phương diện liên quan đến những cán bộ có khả năng của thành phố Linh Long, tỉnh ủy sẽ chú trọng suy xét dựa theo phương hướng phát triển của Linh Long." Miêu Dược Hổ càng thêm hưng phấn, hắn biết rõ đây là bí thư Sầm tán thành công tác của mình nếu như hắn có thể đẩy vài người của mình ra ngoài nhận chức, như vậy uy vọng của bản thân cũng tăng lên rất mạnh. chương 1804, nắm bắt thật chặt những toan tính của lãnh đạo. Khi Miu Dược Hổ không biết nên nói gì, lúc này tiếng gõ cửa chợ vang lên, thư ký nhanh chóng đi vào nói, bí thư sầm, trưởng phòng uông gọi điện thoại đến, nói là có chuyện cần báo cáo với ngài, hỏi xem ngài có thời gian rảnh hay không. Sầm vật cương trầm ngâm dây lát rồi nói, nói 20 phút sau anh ấy hãy đến. Miêu Dược Hổ nghe thư ký báo cáo thì thầm nghĩ sự việc này có liên quan đến điều chỉnh ban ngành trong nhiệm kỳ mới, thế là hắn cực kỳ muốn được biết thông tin đó là gì. Uông Thanh Minh đi vào trong phòng làm việc của Sầm Vật Cương, lúc này Sầm Vật Cương cũng đang lẳng lặng chờ trong phòng. Sầm Vật Cương thấy Uông Thanh Minh đi đến thì không khỏi cười nói, trưởng phòng Uông, anh vội vàng như vậy là có chuyện gì vậy? bí thư sầm có vài việc cần báo cáo với ngài uông thanh minh ngồi xuống đối diện với sầm vật cương hắn dùng hai tay đưa một phần văn kiện cho sầm vật cương bí thư sầm đây là phương án điều chỉnh cán bộ trong nhiệm kỳ mới do hội nghị thường vụ của phòng tổ chức đưa ra mời ngài xem qua sầm vật cương cười cười nhận lấy văn kiện trong tay của uông thanh minh nhưng lão cũng không lập tức xem xét mà cười nói anh uông nghe nói con trai nhà anh sắp sinh cho anh một cháu nội mập mạp có phải không sắp rồi nghe bác sĩ nói thì hình như là tuần sau uông thanh minh nghe sầm vật cương nói đến phương diện này thì tỏ ra rất vui vẻ dù sao đến độ tuổi của hắn thì cũng không còn quá nhiều phương diện vui vẻ như vậy bí thư sầm đến lúc đó ngài nhất định phải đến uống vài ly rượu mừng mới được uông thanh minh thấy sầm vật cương chủ động nhắc đến chuyện này thì dùng giọng biết thời biết thế nói sầm vật cương gật đầu nói điều này là rất tốt tôi nhất định sẽ đi qua Sầm Vật Cương nói rồi dùng giọng có chút cảm khái nói, được ôm cháu cũng là một cảm giác sung sướng của cuộc sống. Hai ngày trước tôi có về quê một chuyến, bây giờ những người bạn năm xưa đã con cháu đầy nhà rồi. Bí thư, ngài là lãnh đạo đứng đầu mật đông, thế cho nên cũng phải hy sinh khá nhiều vì công tác. Uông Thanh Minh có thể hiểu được tâm tình vào lúc này của Sầm Vật Cương, hắn cũng biết Sầm Vật Cương nói lời hâm mộ những người bạn già của mình được ở nhà ấm cháu. Thế nhưng nếu đổi ngược lại cho Sầm Vật Cương ở nhà ấm bồng cháu, chỉ sợ Sầm Vật Cương sẽ ngàn vạn lần không muốn. Sầm Vật Cương cười cười nói, "Được rồi, cũng không cần nịnh hót tôi, triết học đã nói quá rõ ràng rồi, đây là thế giới vật chất, con người không thể ly khai khỏi quá trình vận động." Uông Thanh Minh cười hì hì mà không nói gì thêm, tuy Sầm Vật Cương mở miệng rất tiêu sái, thế nhưng hắn biết rõ đấy chỉ là những lời nói vui, mình không nên cho là thật sau khi hai người trò chuyện một lúc thì sầm vật cương mới cầm văn kiện lên xem xét uông thanh minh nâng ly trà lên uống nước thế nhưng thực tế lại căn bản không uống được vài ngụm lúc này trong đầu uông thanh minh chỉ nghĩ đến nội dung của văn kiện kia đó là một văn kiện liên quan đến vận mệnh của không biết bao nhiêu người uông thanh minh tuy không nói là thuộc từng câu từng chữ thế nhưng căn bản biết rõ ràng từng sắp xếp liên quan những sắp xếp kia căn bản đều phù hợp với ý kiến của bí thư sầm Tuy đây chỉ là bản thảo thế nhưng Uông Thanh Minh lại cảm thấy nó rất khó có được, vì ý nghĩa của bí thư Sầm ở nhiệm kỳ mới lần này là quá rõ ràng, tiếp tục phổ biến lực ảnh hưởng mạnh mẽ của mình ra rộng rãi. Uông Thanh Minh là thủ hạ của Sầm Vật Gương, tất nhiên hắn không có lựa chọn nào khác ở sự kiện này. Hắn dù là trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy, lại có địa vị cao cả, thế nhưng vẫn cảm thấy khá khó khăn trong hội nghị thường vụ phòng tổ chức dù sao thì những việc hắn phải làm là không dễ dàng chút nào. Mười phút qua đi, sau khi xem xong thì sầm vật cương mới đặt văn kiện xuống mặt bàn, sau đó lão nhìn thoáng qua uông thanh minh rồi nói, trưởng phòng thanh minh, phương án này rất tốt, tôi căn bản không có ý kiến gì trên phương diện nguyên tắc với phương án này cả. Không có ý kiến gì ở phương diện nguyên tắc, như vậy rõ ràng là đồng ý. Uông Thanh Minh hiểu rõ ý nghĩa lời nói của sầm vật cương, hắn không khỏi cười nói, Bí thư sầm, vì phương án này được thông qua khá vội vàng, thế nên khó tránh khỏi có vài phần thiếu sót, mong bí thư sầm sửa đổi nhiều hơn, không cho chúng tôi xuất hiện sai lầm. Sầm vật cương gật đầu nói, cuộc thủy lợi rất quan trọng, trong khoảng thời gian gần đây chúng ta cần phải tăng cường xem xét, tôi cảm thấy một đội ngũ muốn phát triển tốt thì cần phải có một vị lãnh đạo tốt. Tuy sầm vật cương nói không nhiều nhưng ý nghĩa là quá rõ ràng, Uông Thanh Minh biết rõ phương án của mình căn bản không có liên quan đến sự điều chỉnh vị trí nào ở cục thủy lợi, bây giờ sầm vật cương lên tiếng, ý nghĩa quá rõ ràng. Uông Thanh Minh vốn cũng nghĩ điều chỉnh liên quan đến cục thủy lợi, thế nhưng trước khi nghiên cứu thì phó phòng mã quân thiện đến tìm mình, khi đó dù hắn không đồng ý gì cả, thế nhưng cuối cùng vẫn không ra tay. Nhưng bây giờ sầm vật cương đã chỉ ra vấn đề, mã quân thiện cũng không trách mình được. Bí thư nói rất đúng, trình nhiêu quảng là người khiếm khuyết năng lực ở cục thủy lợi đặc biệt là người thiếu sự quyết đoán uông thanh minh không hổ là trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy sau khi nói hai câu đã cho ra khuyết điểm của trình nhiêu quảng sầm vật cương chỉ cười cười với lời nói của uông thanh minh thế nhưng không nói điều gì không nói có nghĩa là đồng ý thông qua hai người sầm vật cương và uông thanh minh khẽ trò chuyện với nhau nửa giờ trôi qua rất nhanh Sầm Vật Cương không cho ra ý kiến thì lớn với phương án của Uông Thanh Minh, điều này không khỏi làm cho Uông Thanh Minh thở dài một hơi. Sau khi cất văn kiện đi, Uông Thanh Minh chuẩn bị rời đi, lúc này Sầm Vật Cương chợt nói, "Trưởng phòng Uông, phương án này nên trưng cầu ý kiến của vị lãnh đạo nào thì phải làm cho tốt, đặc biệt là phía chủ tịch Vương bên kia." Gương mặt của Uông Thanh Minh chợt có vài phần không tốt, hắn hiểu ý nghĩa lời nói của Sầm Vật Cương đó chính là yêu cầu mình đưa phương án sang cho Vương Tử Quân. Thế nhưng tình huống như thế này hắn sao có thể đưa sang cho Vương Tử Quân? Đây không phải là ép mình rơi vào hoàn cảnh khó khăn sao? Trong đầu Uông Thanh Minh lóe lên ý nghĩ như vậy, hắn không khỏi khẽ hỏi, bí thư Sầm, hay là để cho văn phòng chuyển văn kiện cho chủ tịch Vương? Sầm Vật Cương nhìn Uông Thanh Minh rồi thản nhiên nói, nếu anh thông qua văn phòng chuyển cho chủ tịch Vương như vậy không bao lâu nữa dư luận sẽ xôn xao cả lên. Uông Thanh Minh định nói thêm hai câu khó khăn với Sầm Vật Cương, lúc này chợt nghe Sầm Vật Cương nói tiếp, anh chủ yếu giải thích nội dung văn kiện với Chủ tịch Vương, đồng thời còn nói với Chủ tịch Vương về ý kiến của tôi. Hai ngày sau tôi sẽ chuẩn bị trao đổi với Chủ tịch Vương về phương diện này. Uông Thanh Minh nghe như vậy thì không khỏi an tâm hơn, Sầm Vật Cương đã tỏ thái độ rõ ràng, hắn cũng không còn quá khó khăn như trước. Bí thư sầm, nếu như không còn chuyện gì, bây giờ tôi sẽ đến đưa văn kiện này cho chủ tịch vương. Sầm vật cương đứng lên nói tốt, chuyện liên quan đến nhiệm kỳ mới khó thể trì hoãn được, trước tháng 10 nhất định phải hoàn thành tất cả công tác. Trưởng phòng uông, phương diện này anh là người ra sức nhiều nhất, tôi tin tưởng anh có thể hoàn thành nhiệm vụ công tác này. Uông thanh minh rời khỏi phòng làm việc của sầm vật cương, hắn có chút do dự, sau đó quyết định đi đến phòng làm việc của vương tử quân có câu ruỗi đầu cũng bị chém, ruột đầu cũng bị chém, mình nếu cứ kéo dài không bằng chủ động đưa sang cho vương tử quân. Uông Thanh Minh hạ quyết tâm và đi đến phòng làm việc của vương tử quân, khi hắn đi đến phòng của vương tử quân, hắn cho thấy thư ký trưởng Trương Tề Bảo đang đi xuống. Tuy Trương Tề Bảo vẫn là thư ký trưởng văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh thì cũng xem như đi vào trong hàng ngũ lãnh đạo tỉnh, thế nhưng vẫn có sự tranh lệch lớn với Uông Thanh Minh. Uông Thanh Minh tuy thấy được Trương Tề Bảo thế nhưng không chủ động chào hỏi, dù sao thì dựa theo cấp bậc vẫn là Trương Tề Bảo chào hỏi hắn trước. Nhưng hôm nay Trương Tề Bảo đang suy tư gì đó, thế nên không thấy Uông Thanh Minh đang từ bên dưới đi lên, điều này làm cho Uông Thanh Minh có chút sốt ruột nhưng cũng chỉ cúi đầu giả vờ như không thấy Trương Tề Bảo. "Ôi, trưởng phòng Uông, ngài sao lại đến đây?" Trương Tề Bảo cuối cùng cũng ngẩng đầu lên và phát hiện Uông Thanh Minh, hắn nhanh chóng bắt chuyện. Sau đó thân mật vươn tay với Uông Thanh Minh. Chương 1805, một có ít hào kiệt. Trước khi Vương Tử Quân đến tỉnh Mật Đông thì Uông Thanh Minh căn bản không xem Trương Tề Bảo ra gì. Trong ủy ban nhân dân tỉnh có nhiều người là phó thư ký trưởng, hắn cần gì phải quan tâm đến Trương Tề Bảo. Nhưng xưa không bằng nay, bây giờ phó thư ký trưởng Trương Tề Bảo đã là thư ký trưởng, tuy không thể nào là một thường ủy tỉnh ủy như Phương Anh Hồ, Thế nhưng cũng không phải không quan trọng. Uông Thanh Minh bắt tay Trương Tề Bảo rồi cười nói, tôi đến văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để báo cáo công tác, bây giờ chủ tịch có thời gian rảnh không? Trương Tề Bảo căn bản tìm ra được hương vị trong lời nói của Uông Thanh Minh, hắn cười ha hả che giấu sự xấu hổ của mình, sau đó nhanh chóng nói, trưởng phòng Uông, chủ tịch đang thương lượng cùng với chủ tịch Trương, có lẽ là sắp xong rồi, nếu không thì tôi đi cùng ngài nhé. Thư ký Trưởng Trương Ngài cứ bận rộn công tác của mình, tôi biết rõ phòng làm việc của chủ tịch ở nơi nào." Uông Thanh Minh khoát tay áo với Trương Tề Bảo, tỏ ý không cần phải cùng đi qua. Nhưng Trương Tề Bảo lại rất nhiệt tình, hắn nhất định phải cùng đi với Uông Thanh Minh đến phòng làm việc của Vương Tử Quân, vừa đi hắn vừa nói, "Trưởng phòng Uông, vất vả lắm mới có cơ hội phục vụ lãnh đạo, ngài cũng không thể nào chê tôi đi theo vướng bận được." Uông Thanh Minh nhìn bộ dạng vui vẻ rào rạt của Trương Tề Bảo, hắn thầm nghĩ anh bây giờ cứ ở đó mà cười vui vẻ, chỉ sợ sau khi phương án được đưa ra, chính anh sẽ cực kỳ khó chịu mà thôi. Uông Thanh Minh là người thiết kế phương án lần này cho Sầm Vật Cương, hắn tất nhiên biết rõ Sầm Vật Cương chuẩn bị sắp xếp cho Trương Tề Bảo như thế nào. Trương Tề Bảo căn bản là tiến lên một bước tiến vào trong hàng ngũ của lãnh đạo tỉnh, thế nhưng một bước như vậy sẽ làm cho những hoạt động của người này giảm đi vài phần bây giờ trương tề bảo là phụ tá đắc lực của vương tử quân thế cho nên vương tử quân không cần làm gì cũng nắm chắc ủy ban nhân dân tỉnh vương tử quân có thể đạt đến trạng thái này cũng là nhờ vào trương tề bảo uông thanh minh thầm nghĩ như vậy mà không thèm thay đổi vẻ mặt của mình hắn vừa trò chuyện với trương tề bảo vừa đi đến phòng làm việc của vương tử quân triệu hiểu bạch cũng không có trong phòng cũng không biết đang bận rộn điều gì trương tề bảo mời uông thanh minh ngồi xuống sau đó tự mình đến phòng làm việc của vương tử quân để báo cáo uông thanh minh ngồi xuống ghế và thầm nghĩ nên báo cáo với vương tử quân về nhiệm kỳ mới như thế nào vương tử quân nếu như dễ nói như trương tề bảo thì quá tốt rồi uông thanh minh thầm cảm khái một câu hắn tiện tay cầm tờ báo lên xem chợt nghe có người cười ha hả nói trưởng phòng uông anh rõ ràng là khách quý khi tiếng cười vang lên thì vương tử quân từ bên ngoài đi vào Uông Thanh Minh nhìn Vương Tử Quân đi vào thì không khỏi đứng lên ngay. Sau khi ngồi xuống ghế với Vương Tử Quân, Uông Thanh Minh đang do dự xem có nên đưa văn kiện cho Vương Tử Quân hay không, lúc này Vương Tử Quân đã cười nói, "Trưởng phòng Uông, lần này anh là người có chuyện tốt, tôi căn bản là không thể không hâm mộ được." Uông Thanh Minh có chút sững sốt, hắn cố gắng suy nghĩ về lời nói của Vương Tử Quân, sau đó cười nói, "Chủ tịch Vương, ngài cũng đừng nên hâm mộ tôi." Tiểu Bảo Nhi nhà anh đang còn nhỏ, chuyện này căn bản là không gấp được." Uông Thanh Minh nói một câu không gấp được làm cho Vương Tử Quân càng cười vui vẻ. Hắn nâng ly trà lên uống một ngụm rồi nói, "Trưởng phòng Uông nói đúng, trên sự kiện này tôi căn bản là không thể gấp được." Sau khi Vương Tử Quân biết được tin tức Uông Thanh Minh đến báo cáo với mình từ miệng Trương Tề Bảo, hắn suy đoán xem người này đến tìm mình là vì chuyện gì. Hắn hầu như quan sát từng động tác của Uông Thanh Minh, thế nhưng đáng tiếc là những động tác và biểu hiện của Uông Thanh Minh là quá bình thường. Chủ tịch Vương, lần này tôi đến chính là muốn báo cáo với ngài về các công tác ẩn thiết trong nhiệm kỳ mới lần này. Uông Thanh Minh cắn răng, cuối cùng đưa văn kiện cho Vương Tử Quân. Vương Tử Quân cười cười với Uông Thanh Minh, hắn thuận tay nhận lấy văn kiện. Khi hắn chuẩn bị mở ra xem, chợt nghe Uông Thanh Minh nói, tôi đã báo cáo với bí thư sầm, khi đó bí thư Sầm căn bản đồng ý với ý kiến của phòng tổ chức tỉnh ủy, chỉ là có một vài tình huống anh ấy cần bàn thảo trao đổi với anh. Vương Tử Quân đặt văn kiện chuẩn bị lật ra xem trên tay xuống, Sầm Vật Cương cơ bản đã đồng ý phương án này, nội dung của nó không cần phải xem thì hắn đã biết nó có những gì. Hắn nghĩ nhiều nhất chính là câu nói của Sầm Vật Cương, có vài tình huống cần trao đổi với mình. Điều này có nghĩa là gì? Vương Tử Quân suy tư giây lát hắn có thể đoán ra được. Hắn trầm ngâm dây lát rồi nói, à, tôi xem xét kỹ càng rồi nói sau. Uông Thanh Minh có thể cảm nhận được sự biến đổi trên gương mặt của Vương Tử Quân, lúc này hắn cũng không muốn ở lại đây thêm. Vì vậy hắn do dự một lát rồi đứng lên nói, Chủ tịch Vương, ngài cứ từ từ xem xét văn kiện, tôi còn có hội nghị cần tham gia, tôi tranh thủ đi trước. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, hắn đứng lên tiến Uông Thanh Minh ra ngoài cửa rồi nói, trưởng phòng Uông, nếu có thời gian rảnh thì mời anh đến chỗ tôi, chúng ta đã lâu rồi chưa thảo luận với nhau. Nhất định rồi, sau sự kiện bận rộn này thì tôi nhất định sẽ đến quấy giày chủ tịch. Uông Thanh Minh vốn định cho ra lời mời Vương Tử Quân đến uống rượu mừng mình có cháu nội, thế nhưng cuối cùng lại nuốt lời này vào bụng. Sau khi tiến Uông Thanh Minh ra khỏi cửa, Vương Tử Quân mở văn kiện đặt trên bàn lên xem. Sau khi lật xem vài trang thì hai hàng chân mày của Vương Tử Quân không khỏi nhíu lại. Phương án này có liên quan đến khá nhiều cán bộ, trước đó Vương Tử Quân còn trao đổi với Uông Thanh Minh về phương diện phía Hội đồng nhân dân tỉnh đang còn thiếu vài vị cán bộ lãnh đạo. Nhưng điều động liên quan đến Hội đồng nhân dân làm cho Vương Tử Quân không thoải mái. Chưa nói đến những thứ gì khác, ví dụ như chuyện của Trương Tề Bảo trong phương này nêu rõ Trương Tề Bảo được điều động đến làm thư ký trưởng văn phòng Hội đồng Nhân dân tỉnh. Khi Hội đồng Nhân dân tỉnh tiến hành tuyển cử, Trương Tề Bảo sẽ tiến lên làm một vị phó chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Nếu như Trương Tề Bảo là người lớn tuổi, Vương Tử Quân nhất định sẽ không có ý kiến gì với phương án này. Nhưng bây giờ Trương Tề Bảo đang vào độ tuổi hoàng kim trẻ trung khỏe mạnh lại bị điều động đến Hội đồng Nhân dân tỉnh, ý nghĩa của nó là quá rõ ràng. Còn những người khác, ngoài ban ngành thành phố Thanh Chuyên căn bản không có động tĩnh gì, những thành phố có liên hệ với Vương Tử Quân cũng không có điều chỉnh gì lớn, những người được điều động phần lớn đều có quan hệ tương đối gần với sầm vật gương. Trường 1805, hai có ít hào kiệt. Ví dụ như ở thành phố Đồng Lục, tuy lôi hợp tuấn lựa chọn hạng mục của tập đoàn thần khí, thế nhưng lại bị điều chỉnh làm bí thư đảng ủy phòng tài chính, vị trí của hắn lại bị chủ nhiệm triều kính bân của ban nghiên cứu chính sách tỉnh ủy lên thay thế. Còn những vị phó thư ký trưởng mà Vương Tử Quân đề cử tuy đều được điều động thế nhưng căn bản là đến làm cấp phó ở các thành phố có điều kiện kinh tế tương đối kém, cũng có người làm cấp phó ở đơn vị không quan trọng của tỉnh, nói tổng quá thì thực quyền không bằng vị trí hiện tại của bọn họ. Nếu như những sắp xếp này được thông qua thì đả kích với Vương Tử Quân là cực kỳ lớn. Dù sao thì người ta cũng đi theo Vương Tử Quân, nhưng đến khi có cơ hội tiến lên thì anh không làm gì được, không những không để bà tiến lên, còn làm cho người ta phải thụt lùi một bậc, năm này không bằng năm cũ. Nhân tâm con người cũng chỉ là thịt, nếu như có trạng thái nào xuất hiện, có ai tình nguyện đi gần mình nữa. Tuy đây không phải là phương án cuối cùng, còn có dự âm chỉnh sửa, thế nhưng Vương Tử Quân biết rõ nếu muốn được thông qua từ sầm vật cương thì căn bản là cực kỳ bé nhỏ. Nếu như muốn thoát khỏi tình huống khó khăn này, như vậy chính mình phải là một người gia nhập vào trong phương diện điều chỉnh phương án này chỉ là điều này không dễ dàng chút nào. Mặc dù người cho ra phương án là Uông Thanh Minh, thế nhưng Vương Tử Quân biết rõ phương án này ánh xạ ý nghĩ của Sầm Vật Cương. Lúc này Sầm Vật Cương cho ra phương án như vậy có ý nghĩa rất rõ ràng, sở dĩ Sầm Vật Cương đồng ý phương án này, càng nói rõ sự quyết tâm của Bí Thư Sầm là như thế nào. Người ta đã có quyết tâm rất lớn, Vương Tử Quân khẽ gõ ngón tay lên bàn và không khỏi nghĩ đến lời nói vừa rồi của Uông Thanh Minh một thời gian ngắn sau đó sầm vật cương sẽ cùng trao đổi với mình về những sắp xếp trong nhiệm kỳ mới lần này. Trao đổi sao? Khi vương tử quân đang suy tư nhiều vấn đề, lúc này trên bàn làm việc của phó bí thư chuyên trách tỉnh ủy là Văn Thành Đồ cũng có một phương án giống như vậy. Văn Thành Đồ là phó bí thư nắm công tác tổ chức nhân sự, hắn rõ ràng là thượng cấp của Uông Thanh Minh, bất kỳ vấn đề nhân sự nào cũng phải thông qua tay hắn. Văn Thành Đồ nhìn phương án này mà có chút phẫn nộ, thế nhưng sau đó lại nở nụ cười không tiếng động phương án này dù là của phòng tổ chức cho ra thế nhưng bên trong thể hiện ý đồ của sầm vật gương hắn là phó bí thư nắm công tác tổ chức nhân sự hắn không thể nhúng tay vào quá nhiều ở phương diện này không cũng không phải nói là hắn nhúng tay vào quá nhiều phải nói là hắn bị cho ra diệt điều này làm cho hắn cực kỳ phẫn nộ uông thanh minh là trưởng phòng tổ chức tuy biểu hiện cực kỳ khách khí những khi cần báo cáo hay xin chỉ thị đều cực kỳ đúng chỗ, biểu hiện rất tốt. Uông Thanh Minh trước nay chưa từng làm ra sai sót gì, hơn nữa lại là người cẩn thận tinh tế chu đáo, căn bản không thể bới tìm sai lầm. Nhưng trưởng phòng tổ chức đi quá gần với bí thư tỉnh ủy thì sẽ làm giảm quyền lực của một vị phó bí thư chuyên trách như Văn Thành Đồ. Tất nhiên Văn Thành Đồ có cảm nhận rất sâu ở phương diện này, hắn cầm văn kiện xem xét chi tiết, bắt đầu phân tích nội dung ẩn giấu bên trong. Con người luôn kiếm chỗ tốt cho mình và người của mình, Văn Thành Đồ cũng không phải là người ngoại lệ. Hắn nghĩ đến sự sắp xếp của người thân cận với mình, thế là gương mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt. Mặc dù không cùng thương lượng bất kỳ điều gì với Văn Thành Đồ, thế nhưng rõ ràng là phương án này cũng không tệ với Văn Thành Đồ. Ví dụ như phó chủ tịch Liêu Thành Tuấn của thành phố San Hà, theo ý của Văn Thành Đồ thì sẽ được điều động, không ngờ lại được Uông Thanh Minh sắp xếp làm phó bí thư thị ủy Đồng Lục. Từ vị trí phó chủ tịch đến phó bí thư thị ủy căn bản cũng như Uông Thanh Minh nể mặt Văn Thành Đồ, đồng thời phó bí thư hướng tiểu thành của Sở Tài nguyên tỉnh cũng có được sắp xếp rất tốt, làm phó thư ký trưởng văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh, xem như nâng cao một bước. Văn Thành Đồ nghĩ đến những sắp xếp như vậy thì gương mặt có vài phần ôn hòa, dù sao thì những sắp xếp của Uông Thanh Minh căn bản cũng suy xét đầy đủ đến mình. Uông Thanh Minh có thể thực hiện đúng chỉ thị của mình không phải chính mình có uy tín cao và nhân phẩm tốt sao. Văn Thành Đồ không phải là người ngây thơ, tất nhiên sẽ không cho rằng là như vậy. Tuy hắn đi rất gần với sầm vật cương thế nhưng biết rõ người ta chỉ xem mình là thầy tu xuất ra giữa đường, căn bản không bằng thầy tu thuộc dòng chính của mình. Nhiều người thì ít ghế, đây chính là sinh thái trong quan trường. Nhiệm kỳ mới lần này điều chỉnh nhiều nhân sự, thế nhưng vị trí cũng không đủ dùng, dưới tình huống này thì Uông Thanh Minh còn cho mình mặt mũi như vậy, cũng không phải là dễ dàng. Văn Thành Đồ cảm thấy ít ra Uông Thanh Minh vẫn còn xem trọng mình. Dù sao thì mình đến Mật Đông cũng là tu hú chiếm tổ của Uông Thanh Minh, cướp món ăn đã đặt trong mâm của người khác. Uông Thanh Minh là người chứ không phải thánh, sao có thể thân cận với mình mà không lo nghĩ gì được. Mình căn bản không dính vào bên người Vương Tử Quân nếu không thì lần này sầm vật cương muốn lợi dụng điều động của nhiệm kỳ mới để khẳng định quyền uy tuyệt đối ở mật đông, sao có thể nhân nhượng cho mình được. Thế nhưng cũng phải nói lại, nếu như đối phương không quan tâm đến những người của mình, như vậy sẽ mất đi nhân hòa, sẽ làm cho mình có tâm lý không công bằng, cho rằng sầm vật cương quá thôn tính, quá bá đạo, nhất định sẽ kiên định đứng cùng chiến tuyến với vương tử quân. Nếu như mình cùng một ruột, cùng chung mối thủ với vương tử quân, như vậy sẽ ở vào trạng thái đối lập gây ra nhiều khó khăn cho sầm vật cương nhưng sầm vật cương lại cho ra những hành vi có lợi cho mình mục đích của nó là quá rõ ràng đó là muốn chặn miệng của mình mình là một phó bí thư tìm được lợi ích cho người đi bên cạnh đã đạt được mục tiêu lý tưởng như vậy những phần bánh ngọt còn lại nên để cho bí thư sầm phân phối chính mình không cần phải đi tranh đua làm gì như vậy là quá vô lý văn thành đồ nghĩ đến sầm vật gương mà gương mặt vui vẻ giảm đi vài phần tuy hắn không xem uông thanh minh ra gì thế nhưng lại không dám coi thường sầm vật gương vài ngày trước hắn về thủ đô và nghe phong phanh thông tin người này sắp tiến lên một bước văn thành đồ không chút nghi ngờ về tính chính xác của thông tin này hắn càng nghĩ đến phương diện sau khi mình rời khỏi mật đông thì sẽ phải tự xử thế nào trước mắt tình thế của hắn ở mật đông là quá vi diệu ít nhiều cũng bị cản tay hắn không lung lạc được vương tử quân cũng không thể tiến vào sâu trong hàng ngũ của một lực lượng mạnh mẽ ở mật đông như sầm vật cương hắn thành một con cá bơi qua bơi lại trong chính trường mật đông giống như có quan hệ không tệ với sầm vật cương thế nhưng lại không thể làm một thành viên chính thức sầm vật cương sẽ không bao giờ thật lòng thật giả với mình nếu như văn thành đồ có được sự che chắn của vương tử quân thì quá tốt nhưng vương tử quân căn bản lại không quan tâm Thế cho nên Văn Thành Đồ cảm thấy mình đầy tài hoa mà lại rơi vào trạng thái quá trì trệ. Một giây thời gian là một tấc vàng, Văn Thành Đồ bây giờ cũng đã có tuổi, hắn thấy rõ thời gian không chờ đợi con người. Tuy hắn bây giờ vẫn tính là trẻ tuổi, thế nhưng nếu so với Vương Tử Quân căn bản nhỏ hơn chục tuổi mà đã là chủ tịch tỉnh, hắn thấy sự khác biệt quá lớn. Thời gian của Vương Tử Quân là quá đủ, cho dù té ngã thì cũng có thời gian chậm rãi đứng lên nhưng mình thì sao nếu như mình bỏ qua một cơ hội chỉ sợ không còn khả năng tiến lên văn thành đồ không muốn mình lui ra khỏi chính trường trên vị trí này hắn là người có mục tiêu có ý nghĩ hắn muốn từng bước tiến lên tiến về tương lai huy hoàng mà không phải là chậm rãi tan biến văn thành đồ đứng lên khỏi ghế đẩy cửa sổ nhìn ra bên ngoài hắn thấy ngoài cửa sổ là một bông hoa xinh đẹp làm cho người ta say mê không biết vì sao trong lòng hắn lại xuất hiện một câu, giang sơn như tranh vẽ, nhất thời lại có ít hào kiệt. Có ít hào kiệt, Văn Thành đồ nghĩ đến hai chữ hào kiệt, hắn chợt nghĩ đến hình bóng của hai người vương tử quân và sầm vật cương. Hai hình ảnh này liên tục biến đổi trong lòng Văn Thành đồ, điều này không khỏi làm cho đầu óc của hắn chợt rối loạn. Audio điện tử võ tấn bền Hết tập 152